Đối với người của Linh Vũ giới, Lục Lâm Thiên một khi nhìn thấy trong lòng lập tức có một cỗ sát ý. Lục gia tứ tán, có thể nói là bởi vì người Linh Vũ giới này. Gia gia Lục Vũ cũng có thể nói là chết trong tay Hắc Quỷ Thiên Vương, một nửa khác là người Triệu gia. Thù này Lục Lâm Thiên cũng không quên, không phải là hắn không báo, mà là thời cơ chưa tới. Một ngày nào đó hắn sẽ trả lại gấp bội. Tiểu tử này, thật ngông cuồng, Lăng Thanh Tuyền này tuyệt đối bất phàm a. Sắc mặt Vân Khiếu Thiên vô cùng ngưng trọng, trên đại hội Tam Tông Tứ Môn, Lăng Thanh Tuyền này đã là vũ xuất nhất trọng, vũ giả ngũ hệ. Hiện tại thực lực có lẽ rất mạnh. Vân Khiếu Thiên đã sớm chú ý tới Lăng Thanh Tuyền này. Dùng nhãn lực của hắn đã sớm nhìn ra Lăng Thanh Tuyền này không đơn giản, có lẽ sẽ không kém Thánh Nữ Thiên Các. Tiểu tử này, còn tiếp tục khiêu chiến sao? Tiểu tử ngốc này, điểm này sao lại không nhanh nhẹn như ta vậy? Vũ Ngọc Tiền trưởng lão nhìn thấy đệ tử mình còn muốn tiếp tục khiêu chiến trận thứ 9 thì lập tức sốt ruột. Tiểu tặc này quá cuồng vọng, cho rằng không tiêu hao sao. Vân Hồng Lăng cắn chặt hàm răng, trong lòng cũng vô cùng lo lắng. Dọc quảng trường, lúc này trong mắt Lăng Thanh Tuyền có một cỗ quang mang bắn ra. Đôi mắt xinh đẹp khẽ nhìn về phía Lục Lâm Thiên, thân thể xinh đẹp lóe lên, tiếp theo trong nháy mắt thân thể nổi bật nhanh chóng đáp xuống quảng trường. Ánh mắt Lục Lâm Thiên trầm xuống, nhìn đạo thân ảnh quen thuộc này Lục Lâm Thiên không thể nào quên. Khuôn mặt quen thuộc không trang điểm, phía trên lại có một chút vũ mị. Khuôn mặt này vô cùng hoàn mỹ không thể diễm tả bằng lời, giống như là sự phong tư trác tuyệt của một tiên tử vậy. Mái tóc dài đen rũ xuống, khuôn mặt tuyệt mỹ, ngũ quan tinh xảo nhìn qua nhu nhược mà ưu nhã. Khí chất cùng với dung nhan như vậy tuyệt đối không dưới Thánh Nữ Tử Yên của Thiên Các, cũng không dưới Lục Vô Song. Coi như là so với Bạch Linh cùng Độc Cô Cảnh Văn mà nói, cũng không kém là bao. Tối đa chỉ cách một tầng giấy mỏng mà thôi. Thế nhưng nhìn nữ tử này Lục Lâm Thiên lại không có tí ý tứ thưởng thức nào, trong lòng chỉ có hàn ý. Nữ tử này tâm ngoan thủ lạt, lấy oán trả ơn, đẹp như tiên nữ thế như tâm địa lại như rắn rết. Nhìn Lục Lâm Thiên, trong mắt Lăng Thanh Tuyền cũng bắn ra hàn ý, khiến cho mọi người chung quanh không khỏi cảm thấy lạnh lẽo. Cách biệt 3 ngày phải khiến cho người khác lau mắt mà nhìn, thực lực của ngươi lại tiến bộ không nhỏ, lại là Linh Vũ song tu a. Chỉ là thực lực quá yếu, hôm nay sẽ không giống lần trước. Lần này ta sẽ đem ngươi đánh bại trước mặt ngàn vạn người có mặt ở đây. Thanh âm Lăng Thanh Tuyền vang lên, trong thanh âm mang theo hàn ý cùng sự cao ngạo khó có thể che giấu. Thanh âm càng ngày càng trở nên lạnh lẽo, nhớ tới lần đầu ở Sơn Mạch Vũ Đô. Còn có Đào Hoa Yến sau đó nàng bị đồ vô sỉ này vũ nhục, trong lòng hận không thể đem Lục Lâm Thiên nghiền thành cho bụi. Vậy thì phải xem thực lực ngươi có đủ hay không đã. Lần này ngươi cũng sẽ không đơn giản chạy thoát như lần trước được đâu. Lục Lâm Thiên lạnh nhạt nói một tiếng, chân khí bàng bạc trong cơ thể chậm rãi vận chuyển. Một cỗ khí tức cường hãn lặng lẽ khuếch tán. Ngươi cho rằng bằng vào chút thực lực ấy của ngươi bây giờ là có thể đối phó với ta được sao? Lần trước là dựa vào cỗ linh hồn thể kia, chẳng lẽ hôm nay ngươi còn muốn dùng cỗ linh hồn thể kia sao? Cáo mượn oai hùm, sợ rằng hôm nay sẽ không có tác dụng gì. Nhớ tới lần trước bị bắt, trong lòng Lăng Thanh Tuyền lại càng thêm tức giận. Có thực lực này hay không thử là biết, nếu như hôm nay ngươi lại rơi vào trong tay của ta, không biết phế đi tu vi của ngươi sau đó lại bán vào ký viện thì như thế nào nhỉ? Lục Lâm Thiên lạnh nhạt nói. Nghe Lục Lâm Thiên nói vậy, trên dung nhan tuyệt mỹ của Lăng Thanh Tuyền hiện lên hàn ý. Đôi mắt xinh đẹp lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Lục Lâm Thiên. Một cỗ hàn ý khuếch tán, nếu như ánh mắt có thể giết được người mà nói, Lục Thiếu Du sợ rằng đã sớm chết không toàn thây. Lúc này Lăng Thanh Tuyền hận không thể lập tức đem Lục Thiếu Du băm thành vạn đoạn. Hình như là có cửu oán. Nghe hai người nói chuyện, đám cường giả trên đài cao vô cùng nghi hoặc. Lục Lâm Thiên. Ngươi sẽ hối hận vì những lời này. Hàn ý ngập trời tập trung về phía Lục Lâm Thiên, đôi mắt xinh đẹp nhìn chằm chằm vào Lục Lâm Thiên, trên khóe miệng Lăng Thanh Tuyền hiện lên nụ cười lạnh lẽo. Hừ, nếu như ngươi rơi vào trong tay ta thì mới là thực sự hối hận. Ngươi cũng coi như không tệ, nếu như bán vào trong kỹ viện, nhất định sẽ được hoan nghênh a. Nhìn hàn ý trong mắt Lăng Thanh Tuyền, trong lòng Lục Lâm Thiên vô cùng sảng khoái. Không giết người ta thề không bỏ qua. Lăng Thanh Tuyền cả giận nói, trên dung nhan tuyệt mỹ lúc này hàn ý ngày càng đậm. Cả quảng trường đột nhiên nặng nề,
một cỗ sát ý làm cho lòng người lạnh lẽo đột nhiên tràn ngập quảng trường. Siêu siêu. Trong nháy mắt này, chân khí trong người Lăng Thanh Tuyền đột nhiên bộc phát ra. Chân khí cực lớn giống như một cơn lốc trực tiếp bao phủ hơn phân nửa quảng trường, uy áp từ bên trong không ngừng tràn ra. Lúc này vô số người vẻ mặt ngây ngốc, bởi vì cỗ uy áp của chân khí này quá mênh mông như thực chất. Vũ Vương ngũ trọng. Lúc này trên đài cao, tất cả mọi người đều kinh hãi. Tu vi Vũ Vương ngũ trọng, Thánh Nữ Thiên Các mới chỉ là Linh Vương tứ trọng mà thôi, tuy rằng là Linh Vương tứ trọng đỉnh phong, thế nhưng vẫn có chênh lệch với ngũ trọng. Mà Lăng Thanh Tuyền này không ngờ lại là Vũ Vương ngũ trọng hàng thật giá thật. Bằng ấy tuổi có thể đạt tới một bước này sao lại không khiến cho người ta kinh hãi cơ chứ? Mạnh thật! Đám người Vân Khiếu Thiên, Lữ Chính Cường, Thôi Hồn Độc Vương Đông Vô Mệnh, Quỷ Tiên Tử Bạch Oánh lúc này không khỏi hoảng hốt. Mặc dù bọn họ biết Lăng Thanh Tuyền không yếu, thế nhưng cũng thật không ngờ so với Thánh Nữ Thiên Các còn mạnh hơn. Lục Lâm Thiên, ta sẽ để cho ngươi biết, ở trước mặt ta ngươi chỉ là một kẻ chỉ biết dựa vào người khác mà thôi. Ngươi chỉ là một con tép nhỏ tùy ý ta dẫm đạp mà thôi. Ánh mắt Lăng Thanh Tuyền run lên, chân khí không ngừng tràn ra. Quảng trường cứng rắn dưới chân nàng lúc này giống như địa chấn, mặt đất run rẩy rồi rạn nứt. Khi thanh âm vừa dứt, cả người hóa thành một đạo thân ảnh mơ hồ rồi dùng một tốc độ mắt thường cơ hồ khó có thể thấy được, ầm ầm lao thẳng về phía Lục Lâm Thiên. Thanh linh khải giáp. Lục Lâm Thiên hét lớn một tiếng, chân khí toàn thân lúc này nhanh chóng khởi động. Đối phương không ngờ lại có thực lực Vũ Vương ngũ trọng, điều này khiến cho Lục Lâm Thiên kinh ngạc. Thế nhưng cũng tuyệt không kinh ngạc quá nhiều. Mấy năm trước đó, Lăng Thanh Tuyền đã là vũ xuất cửu trọng đỉnh phong, tốc độ tăng trưởng tu vi vô cùng nhanh, lúc này là Vũ Vương ngũ trọng cũng không có gì là quá kỳ quái. Vũ Vương ngũ trọng rất mạnh, vũ giả ngũ hệ, đủ để đánh lại Vũ Vương lục trọng. Muốn đánh bại nữ tử này, Lục Lâm Thiên biết tuy rằng rất khó, thế nhưng hắn phải đem nàng đánh bại. Long Dương linh quả hắn nhất định phải thu tới tay, mà Lăng Thanh Tuyền này hắn cũng không thể buông tha. Siêu siêu. Trong nháy mắt này, thân ảnh xinh đẹp của Lăng Thanh Tuyền xuyên qua gợn sóng trong không gian, một cỗ chân khí cường hãn không ngừng khuếch tán. Lúc này không gian như phong vân biến sắc, thân ảnh xinh đẹp lép thẳng tới Lục Lâm Thiên, bàn tay trắng nõn như ngọc dương lên rồi nắm chặt, một đạo quyền ấn nhanh chóng được đánh về phía Lục Lâm Thiên. Vô luận là tốc độ của một quyền hay thân thể Lăng Thanh Tuyền đều vô cùng khủng bố. Chỉ trong nháy mắt đã xuất hiện trước mặt Lục Lâm Thiên. Một quyền mang theo không gian sụp đổ trực tiếp xuất hiện. Nhìn một quyền của Lăng Thanh Tuyền, thủ ấn trong tay Lục Lâm Thiên nhanh chóng biến đổi, thân thể không lùi mà tiến tới, đột nhiên đánh ra một đạo quyền ấn. Không gian trước mặt hắn đột nhiên vặn vẹo. Tu vi Vũ Vương nhất trọng không ngờ trực tiếp chống lại Vũ Vương ngũ trọng. Trên đài cao, tất cả mọi người đều vô cùng rung động. Lục Lâm Thiên này bất kể như thế nào, chỉ tính phần dũng khí, gan dạ này cũng không phải là kẻ bình thường có thể có được. Phanh phanh. Hai đạo thân ảnh như lưu tinh va chạm vào nhau lập tức có thanh âm kinh thiên động địa vang lên. Tiếng năng lượng nổ tung, cả không gian trực tiếp chấn động, tựa như sơn băng địa liệt vậy. Bằng mắt thường cũng có thể thấy được, gợn sóng trong không gian lúc này trực tiếp bị đánh thành những mảnh vỡ. Phanh phanh. Trong kinh khí cuồng bạo, thanh linh khải giáp quanh người Lục Lâm Thiên tối sầm lại, thân thể Lục Lâm Thiên giống như diều đứt dây bị một đạo lực lượng hung hăng đánh bay về phía sau trong không trung rồi nện xuống mặt đất. Cả quảng trường lập tức lay động. Thân thể Lục Lâm Thiên nện xuống mặt đất tạo thành một cái hố sâu chừng một thước trên quảng trường, chung quanh có từng vết nứt xuất hiện, giống như mạng nhện lan tràn ra chung quanh. Thật mạnh! Bốn phía lúc này tĩnh lặng như tờ. Tất cả mọi người hiện tại đối với Lăng Thanh Tuyền vô cùng rung động, thực lực hung hãn như vậy, một chiêu liền có thể đem Lục Lâm Thiên đánh bay, không hổ là Vũ Vương ngũ trọng, mà một quyền vừa rồi sợ rằng Vũ Vương nhất trọng cũng không thể đỡ nổi. Lăng Thanh Tuyền không có một chút lưu tình nào, một quyền kia đã dùng toàn lực. Đối với tên vô sỉ trước mặt nàng, đương nhiên nàng sẽ không lưu tình. Còn có thể chống lại sao? Nhìn mặt đất đầy đá vụn kia, tất cả mọi người đều vô cùng mong chờ. Mọi người đều biết lực phòng ngự của Lục Lâm Thiên vô cùng cường hãn, chẳng lẽ là bất tử chi thân sao? Khục! Trong ngàn vạn ánh mắt của mọi người, một tiếng ho khan vang lên. Lúc này bên trong đống đá vụn, thân thể Lục Lâm Thiên chậm rãi xuất hiện, trên người vẫn còn thanh linh khải giáp, thế nhưng quang mang đã ảm đạm đi một ít, sắc mặt cũng có chút biến hóa, thế nhưng cũng chỉ có thế không hơn. Hắn vẫn còn sống. Làm sao có thể,
lẽ nào thực lực có bất tử chi thân sao? Tất cả mọi người sợ hãi than, Lục Lâm Thiên này không ngờ lại có lực phòng ngự mạnh như vậy. Lục Lâm Thiên đứng dậy, ánh mắt bắn ra hàn ý. Huyết khí trong cơ thể cuồn cuộn, có thanh linh khải giáp, tăng lên lực phòng ngự của bất diệt huyền thể mới có hiệu quả như vậy. Nếu như chỉ có một mình thanh linh khải giáp, sợ rằng một chiêu vừa rồi của Lăng Thanh Tuyền đã phá hủy thanh linh khải giáp rồi. Mà một mình bất diệt huyền thế mà nói, dưới một quyền này hắn cũng không dễ dàng chống lại như vậy. Bất diệt huyền thể tuy rằng cường hãn, thế nhưng cũng không phải vô địch. Tuy rằng không chết, thế nhưng bị thương là điều khó có thể tránh khỏi. Ồ! Nhìn qua Lục Lâm Thiên, ánh mắt Lăng Thanh Tuyền rõ ràng có chút kinh ngạc, thế nhưng hàn ý trong mắt lại càng thêm đậm đặc, nàng lạnh nhạt nói. Hôm nay coi như là ngươi có bất tử chi thân thì làm sao? Ta cũng phải đem nó phá hủy, đem ngươi trà đạp tới chết, trước mặt thực lực tuyệt đối, ngươi chỉ là một con kiến mà thôi. Thanh âm vừa dứt, một đạo quyền ấn màu xanh nhanh chóng được ngưng tụ. Mỗi một cái giơ tay nhấc chân của Lăng Thanh Tuyền đều đem khí tức bàng bạc trên người phóng ra khiến cho năng lượng trong thiên địa rung động. Một đạo quyền ấn nhanh chóng phóng về phía Lục Lâm Thiên. Siêu siêu. Không gian chung quanh quyền ấn vặn vẹo, thanh âm bạo liệt đáng sợ vang vọng trong không gian cùng với kình khí sắc bén. Sóng gợn trong không gian trực tiếp bị xé mở, giống như một viên lưu tinh từ trên trời giáng xuống vậy. Một quyền vừa rồi, tuy rằng Lục Lâm Thiên chống lại được, thế nhưng cũng không dễ chịu một chút nào. Đương nhiên lúc này hắn cũng không dám chống lại nữa. Vòng xoáy chân khí dưới chân xuất hiện, thân thể giống như quỷ mị hóa thành một đạo tàn ảnh biến mất tại chỗ. Phù quang lược ảnh của Vân Dương Tông, thực lực ngươi quá thấp, tốc độ còn chưa đủ. Thanh âm lạnh lùng vang lên bên tai Lục Lâm Thiên, thân thể Lăng Thanh Tuyền trực tiếp đuổi theo tàn ảnh của Lục Lâm Thiên, tốc độ so với Lục Thiếu Du còn nhanh hơn nhiều. Trong nháy mắt đã xuất hiện trước người Lục Thiếu Du căn bản không có cách nào thối lui. Hừ! Lục Lâm Thiên hừ lạnh một tiếng, chân khí bàng bạc được thúc giục tới mức tận cùng, vòng xoáy dưới chân nhanh chóng bành trướng rồi bao phủ cơ thể. Thân thể Lục Lâm Thiên lúc này một lần nữa lại dùng tốc độ quỷ dị nhanh chóng kéo giãn khoảng cách với Lăng Thanh Tuyền. Lúc này Lục Thiếu Du đã dùng phù quang lược ảnh phối hợp với thuộc tính phong tới đỉnh phong, loại tốc độ này như là thuấn di. Dưới tốc độ như vậy, Lăng Thanh Tuyền không ngờ một lần nữa mình lại bị bỏ lại, trong mắt nàng ngày càng lạnh lẽo. Trong nháy mắt sau lưng có một đạo quang mang màu trắng xuất hiện, một đôi cánh rộng chừng 3-4 thước nhanh chóng hiện lên. Hai cánh chấn động, cuồng phong như gào thét, trên hai cách màu trắng này có một cỗ kình khí xuyên thấu không gian. Một cỗ năng lượng thuộc tính phong phô thiên cái địa tràn ngập, trực tiếp đem không khí xé rách tạo thành thanh âm xé gió chói tai vang lên trong không gian. Hừ, ta nói rồi, tốc độ ngươi còn kém lắm, ngươi chỉ là một con kiến hôi mà thôi. Siêu, thanh âm lạnh lẽo như băng của Lăng Thanh Tuyền một lần nữa vang lên, thân thể giống như quy mị một lần nữa trực tiếp xẹt qua không gian rồi xuất hiện trước người Lục Lâm Thiên. Một quyền trực tiếp được đánh về phía Lục Lâm Thiên. Tốc độ thực sự quá nhanh, Lục Lâm Thiên hoàn toàn không kịp phản ứng, tốc độ của Lăng Thanh Tuyền không ngờ lại tới một mức độ khủng bố như vậy. Đạo quyền ấn này trực tiếp đánh vào ngực Lục Lâm Thiên. Trong nháy mắt quyền ấn đánh xuống, cả không gian quanh người Lục Lâm Thiên như ngừng lại rồi run rẩy. Một cỗ quang mang chói mắt từ trên thanh linh khải giáp bắn ra. Ngay sau đó một thanh âm bạo liệt giống như tiếng sấm trực tiếp nổ vang trong không trung. Phanh! Trên không trung, một cỗ năng lượng cực kỳ khủng bố từ trên quyền ấn trực tiếp trút xuống người Lục Lâm Thiên. Thân thể Lục Lâm Thiên bị đánh bay ra ngoài, thanh linh khải giáp quanh người tối sầm lại, thân thể sau khi bị đẩy lui hơn trăm mới hung hăng rơi xuống mặt đất. Tức thì mặt đất rung chuyển, một mảnh quảng trường to lớn lập tức biến thành phế tích. Không xong, hoàn toàn chỉ có thể chịu trà đạp mà thôi. Trên không trung, Vân Khiếu Thiên, Lữ Chính Cường, Thôi Hồn Độc Vương Đông Vô Mệnh, Quỷ Tiên Tử Bạch Oánh, Thiên Độc Yêu Long đều không đành lòng nhìn. Tiểu tử này làm sao vậy, tại sao lại không hoàn thủ a? Thiên Độc Yêu Long thở phì phò sốt ruột không thôi. Lúc này hắn hận bản thân mình không ở trên đó, nhìn Lục Lâm Thiên bị trà đạp, trong lòng hắn vô cùng kích động. Hoàn thủ làm sao, Lăng Thanh Tuyền của Linh Vũ giới kia có tốc độ quá nhanh, thực lực mạnh hơn quá nhiều. Thôi Hồn Độc Vương Đông Vô Mệnh sốt ruột nói. Tình cảnh của Lục Lâm Thiên hiện tại đương nhiên hắn cũng có thể nhìn ra được. Gấp cái gì, không phải mới chỉ có hai quyền sao? Chỉ đủ gãi ngứa mà thôi. Tiểu Long trừng mắt nhìn hai người,
lão đại đã sớm luyện thành bất diệt huyền thể, hai quyền này tuyệt đối có thể chống lại, cho nên lúc này nó mới không nóng nảy như vậy. Lăng Thanh Tuyền lăng không mà đứng, y phục bồng bềnh, hai cánh màu trắng sau lưng chấn động, khuôn mặt lạnh lùng như la sát. Mắt thấy Lục Lâm Thiên lại một lần nữa bị ngược đãi không có một chút sức hoàn thủ nào, cả quảng trường lập tức xôn xao. Khục khục. Trong lúc mọi người đang kinh ngạc, trong đống đá vụn trên quảng trường lại một lần nữa có tiếng ho khan vang lên. Mọi người cảm thấy ngoài ý muốn thế nhưng lại không có bao nhiêu kinh ngạc, lúc này thân thể Lục Lâm Thiên nhanh chóng hiện ra. Con rắn đánh mãi không chết à? Tất cả mọi người như chết lặng, công kích cường hãn như vậy, mọi người hoàn toàn không biết Lục Lâm Thiên làm sao có thể chống lại, hoàn toàn chính là đánh không chết. Lúc này kỳ thật trong cơ thể Lục Lâm Thiên cũng không thuận lợi cho lắm. Huyết khí cuồn cuộn, khí tức hỗn loạn, có thể chống lại cùng bị thương là hai việc hoàn toàn khác nhau. Có bất diệt huyền thể, tuy rằng dưới công kích khủng bố này hắn không có chuyện gì quá lớn, bất quá trong cơ thể cũng vô cùng khó chịu. Ta kháo! Lục Lâm Thiên đứng trên đống đá vụn, liên tiếp hai lần bị đánh bay, bị Lăng Thanh Tuyền này chà đạp khiến cho trong lòng Lục Lâm Thiên cảm thấy rất uất ức. Phi! Lục Lâm Thiên đứng trên đống đá vụn khẽ nhổ một miếng nước bọt, trong lòng phiền muộn không thôi. Muốn đánh bại Lăng Thanh Tuyền này không hề dễ dàng, tuy rằng hắn có thể chống lại, bất quá cũng chỉ có chịu ngược đãi như vậy mà thôi. Cũng không phải là biện pháp tốt, có thể chống lại cùng với đánh bại đối thủ là hai việc hoàn toàn khác nhau. Lục Lâm Thiên, cho dù lực phòng ngự của ngươi mạnh thì sao, cũng không bảo hộ được ngươi. Ta xem ngươi còn có thể chống đỡ được bao lâu. Lăng Thanh Tuyền cũng có thể nhìn ra Lục Lâm Thiên có thể chống lại cho tới bây giờ chẳng qua là có lực phòng ngự cường hãn mà thôi. Mà cho dù lực phòng ngự cường hãn tới đâu rồi cũng sẽ bị phá hủy. Thanh âm lạnh lẽo vừa dứt, hai cánh sau lưng Lăng Thanh Tuyền lại chấn động, một đạo quyền ấn lần nữa đánh về phía Lục Lâm Thiên. Quyền ấn chưa tới, kình phong sắc bén đã khiến cho không trung vặn vẹo. Con mẹ nó, mỗi mình ngươi có cánh sao? Lục Lâm Thiên lạnh nát nói một tiếng. Thanh âm vừa dứt, một đạo quang mang màu xanh xuất hiện sau lưng hắn. Đông! Một tiếng sấm nổ vang lên, trong nháy mắt này một đạo quang mang màu xanh xuất hiện sau lưng Lục Lâm Thiên. Một cỗ năng lượng vô cùng đáng sợ bắt đầu chấn động rồi bành trướng. Một đôi cánh màu xanh sau lưng Lục Lâm Thiên mở rộng, toàn thân có lưu quang quanh quẩn. Bốn phía đôi cánh này không gian vặn vẹo, một cỗ uy áp cực lớn bắt đầu khuếch tán rồi lan tràn. Cỗ uy áp này lập tức khiến cho chúng cường giả trên đài cao lập tức cảm thấy lạnh lẽo. Siêu siêu. Hai cánh Lăng Thanh Tuyền run lên, một đạo quyền ấn đã nhanh chóng tiếp cận gần Lục Lâm Thiên, cả không gian như muốn nứt ra. Huyễn ảnh thanh vũ rực. Lục Lâm Thiên khẽ quát một tiếng, hai cánh vừa hiện rồi lập tức mở rộng. Hai cánh chấn động, thân thể Lục Lâm Thiên lập tức xẹt qua không trung mang theo tiếng xé gió. Trong nháy mắt thân thể Lục Lâm Thiên nhanh như thiểm điện xuất hiện cách đó ngoài ngàn thước, nhanh chóng thoát khỏi phạm vi bao phủ của đạo quyền ấn của Lăng Thanh Tuyền. Phanh phanh, quyền ấn đá xuống mặt đất, cả mặt đất như địa chấn, đảo Bình Nham lúc này lắc lư, sóng nước ở trên dòng sông bên cạnh giờ phút này cuồn cuộn. Lúc này Lục Lâm Thiên lăng không mà đứng, huyễn ảnh thanh vũ trên người mở rộng chừng hai thước, hai cánh tạo với thân thể thành một hình tam giác đặc thù. Trên mỗi cánh đều có những cái lông màu xanh được sắp xếp theo một vị trí đặc thù. Dường như mỗi cái lông màu xanh này đều có năng lực tự xoay tròn. Phía dưới lông vũ còn có chiếc gai bén nhọn, hai cánh mở rộng, kinh khí bắn ra chung quanh, gợn sóng trong không gian lập tức lan tràn ra bốn phía. Linh khí phi hành thuộc tính phong địa cấp đỉnh phong. Không ngờ trên người Lục Lâm Thiên lại có bảo vật như vậy. Lục Lâm Thiên này rốt cuộc trên người có bao nhiêu con bài chưa lật a? Trên đài cao, tất cả cường giả đều vô cùng kinh ngạc, trong mắt cũng có chút tham lam. Linh khí cấp độ như vậy, so với hồn linh khí sáo ngọc của thánh nữ thiên các cũng không chút chênh lệch, dường như còn cao hơn một chút. Vân Khiếu Thiên nhìn qua đôi cánh sau lưng Lục Lâm Thiên, chất liệu, tạo hình không thể bắt bẻ một chút nào, tràn ngập linh động. Cỗ khí tức trên đôi cánh này khiến cho lòng người rung động không thôi. Hai cánh chỉ cần khẽ chấn động là không khí chung quanh bị gạt ra. Phảng phất như có đủ lực lượng phá vỡ không gian vậy. Tiểu tử này, không biết lại kiếm được bảo vật như vậy ở đâu. Vân Khiếu Thiên thầm than một tiếng, linh khí phi hành cấp độ như vậy cực kỳ khó gặp. Coi như là hắn cũng không có linh khí phi hành bực này. Tiểu tử này có lẽ đã sớm quyết định dùng huyễn ảnh thanh vũ a. Quỷ tiên tử Bạch Oánh khẽ thở dài,
nhìn thấy Lục Lâm Thiên thi triển huyễn ảnh thanh vũ, lúc này nàng mới thở dài ra một hơi. Ồ, tiểu tử này sau khi rời khỏi Vân Dương Tông lăn lộn cũng không tệ lắm. Nhìn đệ tử bảo bối của mình, Vũ Ngọc Tiền thì thào cười nói. Lăng Thanh Tuyền đã sớm biết rõ trên người Lục Lâm Thiên có bảo vật này, nàng cũng biết tốc độ của linh khí phi hành này vô cùng khủng bố, cho nên sắc mặt lập tức biến đổi. Tiện thì, đuổi theo bản công tử thoải mái không? Lạnh lẽo nhìn Lăng Thanh Tuyền, Lục Lâm Thiên lạnh lùng quát lên một tiếng. Trong nháy mắt tinh quang trong mắt Lục Lâm Thiên bắn ra, một cỗ khí tức mạnh mẽ trực tiếp đánh bay gợn sóng trong không gian. Một đạo huyết quang xuất hiện trong tay hắn, chính là huyết lục. Siêu! Hai cánh chấn động, thân ảnh màu xanh lập tức xẹt qua không trung mang theo tiếng gió rít gào, thân thể vô cùng quỷ dị biến mất trong không trung, tốc độ nhanh như một đạo lưu quang. Một tiếng gầm gừ quỷ dị giống như rồng ngâm từ trên huyết lục vang lên, Lục Lâm Thiên nhanh chóng huy động huyết lục trong tay. Trên không trung, một cỗ khí tức bàng bạc đột nhiên xuất hiện rồi bao phủ thiên địa. Cỗ khí tức này vô cùng hùng hậu, làm cho người ta có cảm giác nặng nề không cách nào dung chuyển. Một cỗ khí tức thuộc tính thổ cường hãn nhanh chóng lan tràn. Lúc này, Lục Lâm Thiên dưới sự phối hợp với tốc độ của huyễn ảnh thanh vũ, trong mắt không có một chút do dự nào, thân thể giống như mãnh hổ săn mồi, huyết đao trong tay nhanh chóng bổ ra một đao thẳng tắp về phía Lăng Thanh Tuyền trước mặt. Một đao chém xuống giống như trực tiếp chặt đứt không gian. Gợn sóng trong không gian trong nháy mắt bị cắt đứt rồi lan tràn ra hai bên. Uy thế một đao như vậy, tăng thêm tốc độ của Lục Lâm Thiên hiện tại, ánh mắt Lăng Thanh Tuyền lập tức đại biến, hai cánh bằng chân khí lập tức chấn động, bản thân muốn né tránh đi công kích này của Lục Lâm Thiên. Siêu siêu! Một đạo đao mang trực tiếp đánh vào nơi Lăng Thanh Tuyền vừa mới đứng, thanh âm bạo liệt vang vọng trong không gian. Gợn sóng trong không Gina lúc này trực tiếp bị chém thành những mảnh vỡ, khiến cho mọi người không khỏi hít sâu một hơi. Ánh mắt Lăng Thanh Tuyền trầm xuống. Tốc độ Lục Lâm Thiên tăng lên nhiều, vừa rồi nàng cũng chỉ chật vật thoát đi mà thôi. Tốc độ này đã không dưới nàng, dường như còn mạnh hơn một chút, dù sao lần trước nàng cũng đã được thử qua. Hừ, tiếp tục. Rốt cuộc cũng không cần chật vật, lúc này Lục Lâm Thiên đắc thế không buông tha cho người khác. Hiện tại trên phương diện tốc độ cùng phòng ngự hắn có ưu thế. Có hai thứ này tuy rằng hắn không làm gì được Lăng Thanh Tuyền, thế nhưng không nhất định sẽ ăn thiệt thòi trong tay Lăng Thanh Tuyền này. Vừa mới nói xong, huyễn ảnh thanh vũ chấn động, lúc này một tiếng nổ như sấm sét vang lên trong không gian, thân thể Lục Lâm Thiên như thiểm điện xẹt qua không trung kéo theo một đường vòng cung quỷ dị, trong nháy mắt xuất hiện trước mặt Lăng Thanh Tuyền. Huyết lục trong tay mang theo sát khí ngập trời, một lần nữa nhanh chóng được chém xuống. Siêu! Lăng Thanh Tuyền không dám cứng rắn ngạnh kháng, hai cánh màu trắng bằng chân khí lần nữa chấn động, kinh khí bắn ra bốn phía, thân hình nhanh chóng biến mất trong không trung. Trốn chỗ nào, đuổi theo bản công tử lâu như vậy, hiện tại tới phiên bản công tử. Lục Lâm Thiên hét lớn một tiếng, thân hình lăng không mà đứng, đôi cánh phía sau không ngừng chấn động. Lúc này Lục Lâm Thiên giống như một vị thần, tay cầm huyết đao đuổi theo Lăng Thanh Tuyền, nhanh chóng đánh ra một đao. Hai cánh sau lưng Lăng Thanh Tuyền chấn động, đành phải vội vàng tránh né, một lần nữa chật vật tránh khỏi một đao của Lục Lâm Thiên. Thế nhưng dư âm của kình khí đánh vào khiến cho Lăng Thanh Tuyền có chút đau đớn. Tuy rằng Lục Lâm Thiên lúc này dựa vào huyễn ảnh thanh vũ tốc độ tăng lên nhiều, thế nhưng cũng không có cách nào hoàn toàn ngăn cản Lăng Thanh Tuyền. Vũ kỹ phong hệ Ukra Lăng Thanh Tuyền đã tới cấp độ huyền cấp trung giai, lại thêm tu vi vũ vương ngũ trọng thúc dục, tốc độ càng thêm không thể tưởng tượng nổi. Huyễn ảnh thanh vũ tuy rằng là linh khí phi hành địa cấp, bất quá dùng thực lực hiện tại của Lục Lâm Thiên thúc dục mà nói, cũng không có cách nào thúc giục tới tình trạng mạnh Nahas được. Hai cánh sau lưng Lăng Thanh Tuyền chấn động, chân khí không ngừng tuôn ra. Sau khi tránh thoát một kích của Lục Lâm Thiên, hàn ý trong mắt Lăng Thanh Tuyền càng thêm dày đặc, thủ ấn được kết, trong tay đột nhiên xuất hiện một đạo quang mang. Quang mang xuất hiện, một cỗ khí tức khiến cho lòng người kinh hãi lập tức lan tràn ra bốn phía. Cỗ quang mang này lập tức thu liếm trước ánh mắt mọi người, trong tay Lăng Thanh Tuyền chính là một đôi bao tay. Đôi bao tay này giống như là do những sợi tơ màu xanh dệt thành, bên trên có bí văn không ngừng lưu truyền, giống như một kiện tác phẩm nghệ thuật. Quang mang quanh quẩn, vô cùng rung động lòng người. Khó mà ngờ tới, trên đời lại có một đôi bao tay tuyệt mỹ như vậy. Thế nhưng bên trong đôi bao tay xinh đẹp này lại ẩn chứa một cỗ lực lượng cuồng bạo, hủy diệt vô cùng đáng sợ. Siêu! Năm ngón tay Lăng Thanh Tuyền duỗi ra, liền đeo đôi bao tay vào.
lúc này 10 ngón tay của nàng giống như được 10 đầu độc xà thay thế, thậm chí còn có lưỡi phun ra nuốt vào. Bên ngoài, không gian chung quanh lúc này lắc lư, gợn sóng không ngừng tỏa ra chung quanh. Một ít cường giả có cảm giác nhạy cảm cũng có thể mơ hồ cảm giác được, bên trong đôi bao tay này ẩn chứa một cỗ năng lượng vô cùng kinh khủng. Cỗ năng lượng khủng bố này khiến cho tâm can mọi người rung động. Vũ linh khí địa cấp. Mọi người lập tức sợ hãi than một tiếng. Lúc này linh khí địa cấp xuất hiện từng cái một. Bình thường khó mà gặp được linh khí địa cấp mà ngay cả cường giả vũ tôn bình thường cũng sẽ tham lam, hôm nay không ngờ lại xuất hiện nhiều như vậy. Cũng có vũ linh khí địa cấp sao? Lục Lâm Thiên cũng không suy nghĩ nhiều, dùng thân phận và thiên phú của Lăng Thanh Tuyền tại linh vũ giới mà nói, tài nguyên tốt đến mấy nàng cũng không khó lấy. Cỗ khí tức bên trên đôi bao tay trong tay Lăng Thanh Tuyền kia vô cùng quỷ dị, khiến cho lòng người ta cảm thấy sự sợ hãi, giống như là ở địa ngục vậy. Lục Lâm Thiên, bây giờ ta xem ngươi còn tư cách gì mà càn rỡ. Hôm nay nhất định ngươi sẽ không trở mình được nữa đâu. Lăng Thanh Tuyền lặng lẽ nhìn Lục Lâm Thiên, một cỗ hàn ý khuếch tán. Khí tức mạnh mẽ từ trong cơ thể tràn ra, năng lượng bàng bạc quanh người càng ngày càng cuồng bạo. Linh xà minh trảo. Thân thể Lăng Thanh Tuyền lơ lửng ở phía chân trời, váy dài bồng bềnh giống như là la sát, hai cánh chấn động, cao quý mà cao ngạo, lạnh lùng mà uy nghiêm. Một tiếng quát lạnh lẽo vang lên, hai tay lập tức phung lên, ngón tay run lên, không gian trước người nàng trực tiếp bị xé rách. Siêu một tiếng, nhanh chóng bắn về phía Lục Lâm Thiên. Một đạo chảo ấn đột nhiên xuất hiện, đạo chảo ấn này nhìn qua vô cùng xinh đẹp, thế nhưng bên trong lại cất giấu một cỗ lực lượng hủy diệt. Đạo chảo ấn này trực tiếp xuyên qua không gian bắn về phía Lục Lâm Thiên. Dưới đạo chảo ấn này, không gian lập tức vặn vẹo. Lục Lâm Thiên muốn trốn cũng chịu ảnh hưởng không nhỏ. Đạo chảo ấn này quá mức quỷ dị đuổi theo không dứt. Lục Lâm Thiên nhìn đạo chảo ấn trước mặt, ánh mắt trầm xuống, bản thân cũng không có chút do dự nào, nhanh chóng đem huyết lục trong tay bổ ra một đao. Năng lượng thuộc tính thổ nồng đậm như thực chất không ngừng được rót vào trong huyết lục. Lúc này huyết lục trong tay Lục Lâm Thiên giống như một cái động không đáy, liên tục cắn nuốt năng lượng thuộc tính thổ trong không trung. Liệt không cửu kích. Lục Lâm Thiên hét lớn một tiếng, huyết lục giống như đột nhiên bộc phát. Đao mang sắc bén phô thiên cái địa mang theo thanh âm chói tai nhanh chóng xuyên qua không gian. Đao mang huyết sắc lập tức bổ ra 9 đao. 9 đạo đao mang chừng hơn ngàn thước xuất hiện. Trong nháy mắt 9 đạo đao mang này hội tụ lại một chỗ tạo thành một đạo đao mang khiến cho tim người khác đập nhanh hơn vài phần. Những nơi đao mang đi qua, gợn sóng trong không gian trực tiếp bị nứt vỡ. Siêu siêu. Huyết sắc đao mang dùng một xu thế khủng bố như trẻ tre, nhanh chóng va chạm với đạo chảo ấn kia. Dưới vô số ánh mắt của ngàn vạn người, một chảo một đao mang theo lực lượng hung bạo va vào nhau. Loại công kích đáng sợ như vậy khiến cho đám người xem không khỏi nhảy dựng lên. Ngay cả đám người đứng xem phía xa, hô hấp cũng thoáng ngừng lại một chút. Siêu siêu. Va chạm kinh khủng như vậy thế nhưng lại không vang lên tiếng nổ mạnh như trong dự đoán của mọi người. Đao mang cùng với chảo ấn chỉ hóa thành một cỗ quang mang dây dưa vào một chỗ, không ngừng ăn mòn lẫn nhau. Một lát sau, chảo ấn đem đao mang đánh cho sơ xác, lúc này trong không gian chung quanh đã xuất hiện những khe hở nhỏ. Phanh. Đạo chảo ấn còn lại đánh vào trên người Lục Lâm Thiên. Bằng vào mắt thường có thể thấy được, lân phiến vàng óng của thanh linh khải giáp trên người Lục Lâm Thiên lúc này từng khối bị chảo ấn xé mở. Phanh phanh. Cũng trong nháy mắt thân thể Lục Lâm Thiên bị đánh bay xuống mặt đất, hung hăng nện vào mặt đất. Mặt đất lập tức rung rẩy, đá vụn bắn ra bốn phía, bụi mù tràn ngập. Oanh. Một tiếng giống như sấm rền vang vọng trong quảng trường. Vô số đá vụn mạnh mẽ bắn về bốn phía khiến cho mọi người rung động. Công kích của chảo ấn không ngờ lại mạnh mẽ như vậy khiến cho vô số người kinh hãi. Sau khi Lăng Thanh Tuyền thúc giục vũ linh khí địa cấp, không ngờ thực lực lại mạnh tới tình trạng này. Trên đài cao, tất cả cường giả đều vô cùng khiếp sợ. Thực lực Lăng Thanh Tuyền này quá mạnh mẽ, cho dù là bọn họ, người có thể chống lại Lăng Thanh Tuyền này cũng không nhiều lắm. Lúc này thân ảnh Lục Lâm Thiên đã biến mất trong đám bụi. Trong lòng mọi người vô cùng lo lắng. Đám khán giả bốn phía lúc này như ngừng thở. Khải giáp trên người Lục Lâm Thiên vừa rồi bọn họ cũng đã nhìn thấy bị nghiền nát, không biết lúc này Lục Thiếu Du có thể chống lại được hay không. Lục Lâm Thiên, người có thân thể bất tử thì sao, dù sao cũng khó tránh khỏi kết cục. Trong đám người Lan Lăng Sơn Trang,
Gia Cát Tử Vân hiện lên nụ cười ác ý. Không xong rồi. Đám người Thôi Hồn Độc Vương Đông Vô Mệnh, Quỷ Tiên Tử Bạch Oánh, Thiên Độc Yêu Long, Tả Thiên Khung lúc này biến sắc. Các ngươi bình tĩnh, không phải chỉ một chảo sao. Đối với lão đại không có vấn đề gì đâu. Tiểu Long nhìn thấy đám người Phi Linh Môn bạo động, lập tức lạnh nhạt nói. Lục Lâm Thiên này sợ rằng sẽ không chống lại được nữa. Ta biết ngay mà, thực lực của Lăng Thanh Tuyền này mới là người mạnh nhất. Sắc mặt Lam Thập Tam hiện tại vẫn vô cùng tái nhợt nhìn vào quảng trường rồi nói. Ta có cảm giác Lục Lâm Thiên dường như không có việc gì. Ngươi quá coi thường Lục Lâm Thiên rồi. Dương Quá không biết lúc nào đã mở miệng nói với Lam Thập Tam. Tử Yên ở bên cạnh cũng không nói gì, ánh mắt không có một chút chấn động dư thừa nào. Chỉ là sắc mặt vẫn có chút tái nhợt, không biết trong nội tâm nàng đang nghĩ tới cái gì. Lâm Thiên, Lục Vô Song lúc này vô cùng lo lắng. Sắc mặt đám người Lục Tâm Đồng, Vân Hồng Lăng cũng đại biến. Lục Lâm Thiên không có việc gì. Lúc này, Tử Yên không ngờ lại mở miệng, ánh mắt bắt đầu có một chút chấn động, nhanh chóng nhìn vào trong không gian tràn ngập bụi mù kia. Tên này quả nhiên đủ cường hãn. Dương Quá khẽ nói, lúc này đám bụi trên quảng trường đang dần dần tản đi. Trong ánh mắt mọi người trong đám bụi có một đôi cánh như ẩn như hiện. Đúng lúc này bên trong đám bụi trên quảng trường có một tiếng sấm vang lên. Hai cánh chấn động, đám bụi chung quanh lập tức bị thổi tan. Mà lúc này, cảnh tượng trước mặt xuất hiện rõ ràng trước mắt mọi người. Chỉ thấy bên trong đống đá vụn kia, Lục Lâm Thiên nằm dạp trên mặt đất, hai cánh chấn động, giống như là một chú chim bị thương. Lân phiến trên lưng cùng lồng ngực biến mất, trên cơ thể có vài vết máu nhàn nhạt, bất quá đạo trảo ấn của Lăng Thanh Tuyền cũng không tiến vào được sâu. Chỉ lưu lại mấy vết máu nhàn nhạt mà thôi. Siêu siêu. Hai cánh một lần nữa chấn động, thân thể Lục Lâm Thiên lăng không nhảy lên, giống như một đầu chim ưng màu xanh. Trong ánh mắt chăm chú nhìn của mọi người, vết máu trên người Lục Lâm Thiên lúc này đang khôi phục bằng vào tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được. Nếu như nhìn kỹ thì còn mơ hồ nhìn thấy, khi miệng vết thương của Lục Thiếu Du khép lại, trên vết thương còn có kim quang quanh quẩn. Sắc mặt Gia Cát Tử Vân đại biến. Hy vọng càng lớn, thất vọng càng lớn. Khi nhìn thấy thân ảnh trong đám bụi giống như một chiến thần đứng sừng sững kia, vẻ tuyệt vọng hiện lên trên khuôn mặt hắn. Như thế nào lại mạnh như vậy? Trên thính phòng, sắc mặt Tuyệt Linh Vương, Bạch Vạn Tượng ngày càng lạnh lẽo. Dưới vô số ánh mắt, thân thể Lục Lâm Thiên một lần nữa xuất hiện giữa không trung. Thanh linh khải giáp trên người dùng một tốc độ mà mắt thường có thể nhìn thấy được nhanh chóng khôi phục. Nhiệt độ trong quảng trường lúc này lại lập tức trở nên nóng bỏng. Lục Lâm Thiên! Lục Lâm Thiên! Những người ủng hộ Lục Lâm Thiên lập tức gào thét. Vốn những người không phải là người ủng hộ Lục Lâm Thiên lúc này cũng bị Lục Thiếu Du triệt để chinh phục. Liên tiếp chiến 9 trận, mỗi một đối thủ phía sau còn mạnh mẽ hơn. Mà lúc này bị công kích lại còn có thể giống như một chiến thần, lần nữa đứng dậy khiến cho tất cả mọi người bị chinh phục. Lúc này vốn những tiểu thư bị Lam Thập Tam mê hoặc kia cũng lớn tiếng hô tên Lục Lâm Thiên, thanh âm nhanh chóng quanh quẩn giữa không trung. Tiểu tử này quả thực đủ biến thái. Vân Khiếu Thiên sợ hãi than rồi lập tức vui vẻ. Lục Lâm Thiên lại lần nữa lăng không mà đứng, sắc mặt tái nhợt, khí tức hỗn loạn. Một chảo vừa rồi lực lượng quá mức cường hãn, hắn căn bản không có cách nào chống lại. Nếu như không có bất diệt huyền thể mà nói, có lẽ bản thân hắn đã chết rồi. Cũng may có bất diệt huyền thể. Nhìn thấy Lục Lâm Thiên lại một lần nữa đứng trước mặt mình, Lăng Thanh Tuyền khẽ nhíu mày. Một kích vừa rồi cũng không thể đem Lục Lâm Thiên đánh bại, lực phòng ngự của đối phương quả nhiên khủng bố tới cực điểm. Tiện tì, để ta xem ngươi có thể công kích được mấy lần. Lục Lâm Thiên nhổ một ngụm nước miếng rồi thu hồi huyết lục. Ánh mắt lạnh lẽo nhìn vào Lăng Thanh Tuyền, trong lòng hắn hiện tại cũng không dễ chịu một chút nào. Lục phủ ngũ tạng bị chấn động. Chân khí cũng tiêu hao không ít. Một đường khiêu chiến cho tới hiện tại, tuy rằng tốc độ khôi phục của hắn cực nhanh, lại có đan điền khổng lồ, thế nhưng loại tiêu hao này cũng vô cùng khó tiêu. Hừ, ta thấy ngươi cũng không còn chịu được bao lâu nữa. Chỉ là nỏ mạnh hết đà mà thôi. Lăng Thanh Tuyền vô cùng kinh ngạc đồng thời nàng cũng có thể nhìn ra hiện tại Lục Lâm Thiên không hề dễ chịu một chút nào. Dù có phòng ngự cường hãn như thế nào đi chăng nữa thì cũng không có khả năng vô địch. Sẽ có thời điểm không thể chống lại. Thanh âm vừa dứt, mái tóc trên đầu Lăng Thanh Tuyền khẽ tung bay, một cỗ khí tức mạnh mẽ từ trong cơ thể tràn ra. Hai tay giao thoa,
từng đạo thủ ấn quỷ dị được kết. Năng lượng bàng bạc mênh mông trong thiên địa nhanh chóng hội tụ. Thủ ấn biến hóa không ngừng, hai tay Lăng Thanh Tuyền lúc này, trên bao tay có một cỗ khí thế quỷ dị lan tràn. Một cỗ khí tức lạnh lẽo giống như sương mù từ trên đó tràn ra khiến cho lòng người lạnh lẽo. Không gian chung quanh lắc lư, dường như có một vật hung hãn nào đó muốn phá không mà ra. Mà năng lượng bàng bạc ẩn chứa trong đó cũng vô cùng cuồng bạo. Nhìn cảnh này, sắc mặt Lục Lâm Thiên cực kỳ ngưng trọng. Hắn biết, lúc này công kích của Lăng Thanh Tuyền so với khi trước nhất định còn mạnh mẽ hơn nhiều. Liều, ánh mắt Lục Lâm Thiên trầm xuống, từng đạo thủ ấn được kết. Một cỗ khí tức quỷ dị nhanh chóng hội tụ, theo sự biến hóa của thủ ấn, gợn sóng trong không gian quanh người hắn nhanh chóng chấn động, khí tức cũng ngày càng quỷ dị. Tiểu tử này, chẳng lẽ trên người còn có con bài nào chưa lật sao? Nhìn khí tức trên người Lục Lâm Thiên biến hóa, đám người Lữ Chính Cường, Vân Khiếu Thiên ở phía xa không khỏi suy nghĩ. Lúc này Lục Lâm Thiên ngưng thần tĩnh khí, hai tay đồng thời ngưng tụ vũ kỹ. Tay phải kéo theo từng đường vòng cung huyền ảo. Một cỗ quang mang bảy màu lập tức xuất hiện rồi ngưng tụ thành một đầu phượng hoàng bằng năng lượng. Đầu phượng hoàng này toàn thân đỏ rực, giống như toàn thân của nó bằng hỏa diễm vậy. Hai cánh tràn ngập hỏa diễm, không gian chung quanh lúc này không ngừng lắc lư. Lại là vũ khí thần dị này sao? Ánh mắt Vân Khiếu Thiên nhảy lên. Lần trước trên độc giác yêu nghiêu, Lục Lâm Thiên cuối cùng đối chiến với Lăng Thanh Tuyền cũng thi triển vũ khí thần dị này. Thế nhưng sắc mặt Vân Khiếu Thiên lập tức biến đổi. Bởi vì ở trên tay trái Lục Thiếu Du lúc này xuất hiện một cỗ quang mang màu đen chói mắt. Trên tay trái Lục Lâm Thiên, cỗ quang mang kia đen như mực, mà không ngờ lại chói mắt như vậy. Cỗ quang mang màu đen này bên trong cũng có một đầu thú ảnh. Đầu thú ảnh này có thân thể giống như rùa, thế nhưng bên trên rùa lại có một con rắn đang xoay quanh. Hai thú dùng chung một thể, quy xà tương giáo, giống như vật còn sống. Một cỗ uy áp cực lớn nhanh chóng lan tràn. Năng lượng bàng bạc lúc này ngập tràn trong không gian. Đây là hai bộ vũ khí, tiểu tử này muốn làm gì? Lữ Chính Cường vẫn luôn nhìn biến hóa của Lục Lâm Thiên, lúc này trong lòng cũng vô cùng nghi hoặc. Lăng Thanh Tuyền đang ngưng tụ vũ khí của bản thân mình, lúc này nàng cũng cảm nhận được sự biến hóa của khí tức trên người Lục Lâm Thiên, sắc mặt nàng khẽ biến đổi. Thế nhưng thủ ấn trong tay cũng không chút trì hoãn nào, từng đạo thủ ấn được kết. Năng lượng trong thiên địa hội tụ tới ngày càng khủng bố, uy áp càng ngày càng khiến cho lòng người lo sợ. Dung hợp, nhìn hai đầu thú ảnh bằng năng lượng trong tay mình, ánh mắt Lục Lâm Thiên hiện lên vẻ lạnh lẽo, nhanh chóng đem hai đầu thú ảnh bằng năng lượng áp vào nhau. Hai cỗ thú uy cường hãn va chạm cùng với hai cỗ quang mang bắt đầu trọng điệp vào với nhau. Lúc này việc dung hợp Chu Tước Huyền Vũ Quyết đối với Lục Lâm Thiên mà nói đã không còn độ khó gì quá lớn. Hai đạo thú ảnh nhanh chóng dung hợp lại một chỗ. Siêu. Hai đạo thú ảnh dung hợp, quang mang chung quanh càng thêm chói mắt. Cả không gian lập tức run lên, mà ngay cả hư không cũng vặn vẹo. Hai đạo thú ảnh dung hợp, chân khí bàng bạc trong đan điền của Lục Lâm Thiên nhanh chóng được rót vào bên trong thú ảnh được dung hợp. Trong nháy mắt này cả không gian run rẩy, năng lượng vốn cuồng bạo trên hai đầu thú ảnh lúc này đột nhiên trở nên bình tĩnh. Dường như không có một chút khí tức năng lượng chấn động nào. Thế nhưng bên trong tĩnh lặng lại có một cỗ khí tức kinh khủng lan tràn. Trong lúc mơ hồ, chung quanh đầu thú ảnh bằng năng lượng thể này, gợn sóng vô thanh vô thức không ngừng lan tràn ra bốn phía. Minh xà thiên diệt. Lúc này, quanh thân Lăng Thanh Tuyền được bao phủ bởi một cỗ khí tức kỳ dị, váy dài bồng bềnh, giống như là la sát, một cỗ khí tức bàng bạc đáng sợ nhanh chóng từ trên đôi tay nàng lan tràn ra chung quanh. Hai bàn tay đột nhiên mở ra, năng lượng bên trên hai bàn tay như đột nhiên bị dẫn dắt, tiếp theo trên hai bao tay có 10 đạo lưu quang sắc bén bắn ra. Lưu quang chói mắt, trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người hóa thành 10 đạo xạ ảnh cực lớn. 10 đạo xạ ảnh khổng lồ này đột nhiên hiện lên, mỗi đầu đều dài 700 thước, bộ dáng dữ tợn, trên người tràn ngập quỷ khí. Cả quảng trường lúc này giống như đã trở thành âm phủ, hàn khí lạnh lẽo tỏa ra chung quanh. 10 đạo xà ảnh cuồn cuộn DN vỡ không gian, mỗi một đạo xà ảnh đều có thể đem Lục Lâm Thiên đánh nát thành từng mảnh nhỏ. Lúc này nhanh chóng bắn về phía Lục Lâm Thiên, cỗ uy áp kinh người này, cho dù là Vũ Vương Lục Trọng đỉnh phong đối mặt với nó, sợ rằng cũng phải hít sâu một hơi. Đến đây đi! Nhìn biến hóa kinh người kia, bàn chân Lục Lâm Thiên bước ra một bước, cả không gian lập tức rung động. Bàn tay đẩy về phía trước một bước,
một đạo trưởng ấn bằng thú ảnh được dung hợp lập tức được bắn ra. Một cỗ năng lượng kinh khủng đột nhiên tuôn ra, một tiếng quát lạnh lẽo vang vọng trong không gian. Chu Tước Huyền Vũ Quyết. Trong ánh mắt của ngàn vạn người, hai đạo thú ảnh tương giao nhanh chóng va chạm với 10 đạo xà ảnh kia. Uy áp thật mạnh, chẳng lẽ đây là vũ khí địa cấp sao? Còn chưa phải, bất quá hắn là vũ khí huyền cấp cao giai đỉnh phong. Con bài chưa lật của Lục Lâm Thiên này quả thực là nhiều nha. Vũ khí mạnh mẽ như vậy khiến cho mọi người lập tức thán phục rồi nghị luận. Dưới ánh mắt của ngàn vạn người, công kích của Lục Lâm Thiên cùng Lăng Thanh Tuyền nhanh chóng va chạm vào cùng một chỗ. Cả không gian đột nhiên run rẩy, gợn sóng lúc này chấn động, cả không gian như sắp sụp đổ, gợn sóng bị nghiền nát. Từng khe nứt màu đen khiến cho người ta sợ hãi nhanh chóng hiện lên trong bầu trời. Chu Tước Huyền Vũ Quyết, nổ cho ta. Lục Lâm Thiên nắm chặt bàn tay, khẽ quát lên một tiếng. Phanh phanh, từng thanh âm bạo tạc mang theo năng lượng cường hãn vang vọng trong không trung, giống như từng tiếng sấm rền liên tiếp vang lên, khiến cho lỗ tai mọi người lập tức tê dại một trận. Lúc này một cỗ năng lượng bàng bạc giống như thực chất điên cuồng khuếch tán. Không gian dưới cỗ năng lượng đáng sợ như vậy va chạm lập tức vặn vẹo. Phanh phanh. Lúc này trên không trung, đầu Phượng Hoàng bằng hỏa diễm nổ tung, hóa thành một biển lửa ngập trời. Mà sau khi đầu thú ảnh vừa giống rùa, vừa giống xà kia nổ tung, lập tức hóa thành một cơn sóng lớn, giống như là biển gầm trên không trung vậy. Trong nháy mắt 10 đầu cự xà của Lăng Thanh Tuyền cũng lập tức hóa thành kình khí cuồn cuộn trong không trung. Thanh âm bạo liệt kinh người giống như một tiếng bom vang lên. Kình khí mạnh mẽ nhanh chóng lan tràn về bốn phía. Dưới năng lượng cuồng bạo trùng kích, cả không gian nhanh chóng rung động từng đợt. Tốc độ rung động càng lúc càng nhanh, một lát sau. Không gian rốt cuộc cũng không chịu đựng được nữa, từng tiếng nổ tung không ngừng vang lên. Không gian nứt vỡ hóa thành một hắc động cực lớn. Đem tất cả kình khí cùng với năng lượng hút vào bên trong. Một lát sau hắc động khép lại, tất cả mọi thứ biến mất không thấy gì nữa. Phanh phanh. Lúc này, đám kình khí còn sót lại đang dùng một xu thế mạnh mẽ đập vào trên người hai người. Lực lượng khủng bố trực tiếp đem Lục Lâm Thiên đánh bay, hung hăng đập xuống đất. Cho dù huyễn ảnh thanh vũ được sử dụng cũng không có cách nào làm cho thân thể hắn ngừng lại. Thân thể Lăng Thanh Tuyền cũng trực tiếp bị đẩy lùi. Hai cánh màu trắng sau lưng ảm đạm, thân thể lùi lại mấy chục thước mới có thể đứng vững. Sắc mặt lúc này vô cùng tái nhợt, vừa rồi thi triển hai đạo công kích liên tiếp đã khiến nàng tiêu hao vô cùng khổng lồ. Mà cuối cùng, sau khi Lục Lâm Thiên thúc giục vũ khí khủng bố này khiến cho nàng có chút bị thương. Dưới không trung, Lục Lâm Thiên rơi xuống mặt đất, cả đảo Bình Nham ầm ầm rung động. Thân thể Lục Lâm Thiên một lần nữa tạo ra một cái hố sâu trên mặt đất. Đất đá bắn tứ tung, cho bụi tràn ngập, trong ánh mắt kinh hãi của tất cả mọi người, thân thể Lục Lâm Thiên lại một lần nữa phóng lên trời. Thanh linh khải giáp trên người lần nữa bị rạn nứt, lân phiến rơi lả tả. Y phục rách nát, vết máu loang lổ. Lúc này rõ ràng có thể thấy được Lục Lâm Thiên so với vừa rồi còn chật vật hơn. Tuy rằng chật vật tới cực điểm thế nhưng vẫn chống lại được một kích của Lăng Thanh Tuyền. Qua biến thái, đây còn là con người sao? Lực phòng ngự thật mạnh. Lục Lâm Thiên này quá biến thái a. Quả thực là con rắn đánh mãi không chết mà. Tất cả mọi người vô cùng kinh hãi, lúc này chân khí trong người Lục Lâm Thiên không ngừng vận chuyển, vết máu trên người lập tức biến mất. Thanh linh khải giáp trên người lại một lần nữa được ngưng tụ. Điều này khiến cho Lăng Thanh Tuyền vô cùng khiếp sợ, công kích như vậy cũng không đánh bại Lục Lâm Thiên, điều này cũng quá mức không thể tưởng tượng nổi, không có khả năng như vậy, điều này quả thực khiến cho bất kỳ ai cũng phải khiếp sợ. Ánh mắt Lục Lâm Thiên ngưng trọng, hắn dùng toàn lực, thủ đoạn xuất ra hết, thế nhưng cũng không có cách nào đối phó với Lăng Thanh Tuyền này. Mà bây giờ hắn cũng chỉ có một biện pháp, đó là thi triển thần khí Tử Lôi Huyền Đỉnh. Mà sư phụ Thánh Thủ Linh Tôn hắn đã sớm nói qua, Tử Lôi Huyền Đỉnh này ngàn vạn lần không thể bạo lộ, bằng không sẽ gây ra đại họa. Có lẽ hắn không nên dùng thứ này mới tốt, thế nhưng nếu không dùng nó thì hắn cũng không có cách nào đối phó với Lăng Thanh Tuyền này. Chẳng lẽ lại phải mạo hiểm thử một lần sao? Lục Lâm Thiên nhìn Lăng Thanh Tuyền trên không trung, ánh mắt không ngừng biến đổi, trong lòng lúc này vô cùng ngưng trọng. Không có khả năng, không có ai có lực phòng ngự mạnh như vậy. Lăng Thanh Tuyền lẩm bẩm nói, trong đôi mắt xinh đẹp của nàng hiện tại vô cùng kinh ngạc. Thực lực của bản thân nàng rõ ràng mạnh hơn Lục Lâm Thiên, vẫn luôn chà đạp hắn,
thế nhưng cũng không có cách nào tạo thành thương tổn thực chất cho hắn. Vừa rồi vũ khí quỷ dị kia của đối phương cũng vô cùng cường hãn, khiến cho bản thân nàng tiêu hao không nhỏ. Lục Lâm Thiên này hiện tại so với năm đó còn kinh khủng hơn. Thử một lần xem sao, cũng chỉ có thể như vậy. Lục Lâm Thiên cắn răng lẩm bẩm nói, lúc này âm dương linh vũ quyết trong cơ thể hắn vận chuyển, một bên khôi phục, một bên nhanh chóng tụ tập đám chân khí còn sót lại trong cơ thể. Chân khí trong kinh mạch không ngừng tuôn ra, Lục Lâm Thiên lại một lần nữa kết thủ ấn. Ta cũng không tin không có cách nào đánh bại được ngươi. Lăng Thanh Tuyền quát lớn một tiếng, lúc mới bắt đầu là hàn ý ngập trời, sau đó là kinh ngạc. Còn hiện tại chính là không phục. Nhìn thấy Lục Lâm Thiên lần nữa ngưng tụ vũ khí, thủ ấn trong tay nàng run lên, dưới đôi bao tay kia, một đạo chảo ấn xuyên qua không gian nhanh chóng lao về phía Lục Lâm Thiên. Thanh âm xé gió vang vọng trong không gian. Đông! Sau lưng Lục Lâm Thiên huyễn ảnh thanh dực được thi triển, thân thể hắn lập tức biến mất tại chỗ, một tiếng sấm rền vang lên, lúc này thân thể Lục Lâm Thiên đã hóa thành một đạo quang ảnh màu xanh nhạt trong không gian. Phanh! Trong nháy mắt này Lục Lâm Thiên trực tiếp thoát ra khỏi chảo ấn. Đạo chảo ấn kia đánh xuống quảng trường khiến cho vô số đất đá bay lên không trung. Lực lượng cuồng bạo tràn ngập. Siêu! Khuôn mặt Lăng Thanh Tuyền càng ngày càng lạnh lẽo, quanh thân lại được ngưng tụ một đôi cánh chân khí màu trắng. Thế nhưng mọi người cũng có thể cảm nhận rõ ràng, đôi cánh này không mạnh bằng khi trước. Hai cánh chấn động, Lăng Thanh Tuyền đang đứng trong không trung lập tức hóa thành một đạo lưu quang màu trắng. Thân thể nhanh như thiểm điện lao về phía trước. Thân hình Lục Lâm Thiên tạo thành một đạo tàn ảnh màu xanh xẹt qua trong không gian. Tốc độ Lăng Thanh Tuyền tuy rằng khủng bố, thế nhưng Lục Lâm Thiên ỷ vào huyễn ảnh thanh vũ, phối hợp với phù quang lược ảnh cùng thuộc tính phong cho nên tốc độ còn nhanh hơn Lăng Thanh Tuyền một chút. Cho nên lúc này Lục Lâm Thiên một lòng né tránh, Lăng Thanh Tuyền một mực công kích. Công kích mang theo khí thế bàng bạc cùng thanh âm bạo liệt vang lên không ngừng. Thế nhưng cũng không thể tạo thành thương tổn thực chất cho Lục Lâm Thiên. Lục Lâm Thiên một đường né tránh, thủ ấn nhanh chóng được kết. Chỉ trong nháy mắt, trên hai tay đã xuất hiện một hư ảnh Phượng Hoàng và Huyền Vũ. Dung hợp, nhìn hai đầu thú ảnh bằng năng lượng trên tay, Lục Lâm Thiên nhanh chóng tránh khỏi một đạo công kích của Lăng Thanh Tuyền, một bên dung hợp Chu Tước Huyền Vũ Quyết. Chuyện nhất tâm nhị dụng như vậy, khảo nghiệm đối với tâm thần vô cùng lớn. Bất quá cũng may Lục Lâm Thiên không phải là người bình thường cho nên có thể làm được. Hai đầu thú ảnh tràn ngập thú uy nhanh chóng dung hợp. Quang mang chói mắt bắn ra, cả không gian lập tức run lên, trong đan điều Lục Lâm Thiên, một tia chân khí cuối cùng nhanh chóng được rút ra rồi rót vào trong thú ảnh được dung hợp. Lúc này năng lượng bên trên hai đầu thú ảnh lập tức trở nên bình tĩnh lại. Thế nhưng trong sự bình tĩnh này lại có một cỗ khí tức kinh khủng lan tràn. Trong lúc mơ hồ, không gian chung quanh bắt đầu vặn vẹo. Sau khi làm xong mọi chuyện, sắc mặt Lục Lâm Thiên trắng bệch, thanh linh khải giáp trên người cũng ảm đạm. Hai lần thúc giục Chu Tước Huyền Vũ Quyết, loại tiêu hao này vô cùng lớn. Dung hợp Chu Tước Huyền Vũ Quyết tương đương với việc thi triển vũ kỹ huyền cấp cao giai đỉnh phong. Nhìn qua Chu Tước Huyền Vũ Quyết một lần nữa được ngưng tụ. Cỗ uy áp kinh người kia nhanh chóng lan tràn ra. Thế nhưng lúc này Lục Lâm Thiên vẫn chưa hài lòng nhanh chóng móc ra mấy viên đan dược. Từ khí tức tràn ra bên ngoài của mấy viên đan dược là có thể nhận ra đây đều là đan dược thất phẩm sơ giai, giá trị vô cùng xa xỉ. Một tay đem đan dược bỏ vào trong miệng, Lục Lâm Thiên cũng không có ý tứ dừng lại, trong nháy mắt lại móc ra một đám đan dược thất phẩm sơ giai khác, nhanh chóng bị Lục Lâm Thiên bỏ vào trong miệng. Cảm giác năng lượng bên trong cơ thể dường như chưa đủ. Lục Lâm Thiên lại tiếp tục móc ra một đám đan dược nữa bỏ vào trong miệng. Âm dương linh vũ quyết được vận chuyển, nhanh chóng đem chỗ đan dược này chuyển hóa thành năng lượng. Ba lần nuốt đan dược, tổng cộng 14 khỏa đan dược thất phẩm sơ giai, giá trị có thể nói là vô cùng xa xỉ. Đương nhiên một chút đan dược ấy hiện tại đối với Lục Lâm Thiên mà nói, căn bản không coi vào đâu. So với số lượng bên trong huyền thiên bí cảnh thì chỉ là chín châu mất một sợi lông mà thôi. 14 khỏa đan dược thất phẩm sơ giai hóa thành năng lượng bàng bạc trong cơ thể Lục Lâm Thiên, khí thế mạnh mẽ lập tức xuất hiện. Nếu như là bình thường, bằng vào tu vi vũ vương nhất trọng của Lục Lâm Thiên, nuốt 3 khỏa đan dược thất phẩm sơ giai đã là cực hạn. Nuốt 14 khỏa đan dược thất phẩm sơ giai thì tương đương với việc tự sát. Tuyệt đối sẽ bị bạo thể mà chết, kinh mạch đứt thành từng khúc. Thế nhưng hiện tại Lục Lâm Thiên tu thành bất diệt huyền thể, cỗ thân thể này đã mạnh mẽ hơn không biết bao nhiêu lần.
cho nên mới có năng lực thừa nhận số đan dược này. Vạn nhất không đủ thì sao, tiếp tục. Lúc này sắc mặt Lục Lâm Thiên đỏ bừng, trong tay nhanh chóng xuất hiện hai khỏa đan dược thất phẩm trung giai. Không có một chút do dự nào, Lục Lâm Thiên lập tức đem hai khỏa đan dược thất phẩm trung giai ăn vào. Vừa vào bụng, đan dược nhanh chóng hóa thành năng lượng như một đầu mãnh thú cuồng bạo di chuyển trong cơ thể. Sắc mặt Lục Lâm Thiên càng thêm đỏ bừng, lúc này cơ thể hắn hoàn toàn có thể coi là một đỉnh lô năng lượng đan dược. Cỗ năng lượng bên trong cơ thể hắn quá mức khổng lồ. Nếu như Lục Lâm Thiên không có bất diệt huyền thể mà nói, sợ rằng đã sớm hóa thành vô số mảnh nhỏ. Cho dù là như vậy, lúc này Lục Thiếu Du cũng không dễ chịu một chút nào. Cỗ năng lượng bàng bạc kia không ngừng di chuyển, giống như là mãnh thú đang oanh kích khắp nơi trong cơ thể hắn vậy. Tiểu tử kia dường như đang phục dụng đan dược, đều là đan dược thất phẩm. Ăn vào nhiều đan dược như vậy, còn là đan dược thất phẩm, không biết hắn muốn làm gì, không muốn sống nữa hay sao? Nhiều đan dược thất phẩm như vậy, tiểu tử này điên rồi. Đám năng lượng này đủ để khiến cho hắn bạo thể mà chết. Trên đài cao không ít người trợn mắt há hốc, mà đám cường giả Tam Tông Tứ Môn, khi trên đại hội Tam Tông Tứ Môn cũng đã nhìn thấy Lục Lâm Thiên dùng qua không ít yêu đan rồi mới đánh bại Lăng Thanh Tuyền. Tiểu tử này không sợ bạo thể mà chết đi sao? Vân Khiếu Thiên cũng rung động, nhiều đan dược thất phẩm như vậy đủ để khiến cho người bị phá hủy. Coi chừng a, tiểu tử này quá mạo hiểm, quả thực không muốn sống rồi. Lúc này Thôi Hồn Độc Vương Đông Vô Mệnh cũng vô cùng lo lắng. Trong cơ thể Lục Lâm Thiên, hơn chục khỏa đan dược thất phẩm sơ giai cùng với hai khỏa đan dược thất phẩm trung giai hóa thành năng lượng khổng lồ. Cỗ năng lượng này nếu như Lục Lâm Thiên luyện hóa đủ để hắn đột phá tới Vũ Vương Tam Trọng. Kinh mạch trong người Lục Thiếu Du căn phòng, năng lượng giống như vô số đầu dã thú không ngừng di chuyển loạn trong cơ thể. Cho dù kinh mạch Lục Thiếu Du đã trải qua rèn giũa không biết bao lần, thế nhưng trong lúc nhất thời cũng khó mà chịu được. Năng lượng cuồng bạo tràn ngập trong cơ thể, Lục Lâm Thiên đau đớn cắn chặt răng, mồ hôi không ngừng chảy xuống. Lục phủ ngũ tạng cùng với kinh mạch trong cơ thể lúc này giống như muốn nổ tung. Cắn răng chống lại sự đau đớn, trong lòng Lục Lâm Thiên biết rõ hắn đã không còn cách nào khác. Đây là con bài cuối cùng của hắn. Lần trước trên đại hội Tam Tông Tứ Môn, Chu Tước quyết biến dị kia, sau khi dung hợp năng lượng thứ ba thì uy lực sẽ trở nên tăng vọt. Uy lực so với trạng thái bình thường thì gấp mấy lần. Mà bây giờ, Lục Lâm Thiên muốn sáng tạo ra Chu Tước huyền vũ quyết biến dị, muốn uy lực của nó mạnh hơn cho nên Lục Lâm Thiên trực tiếp dùng hơn chục khỏa đan dược thất phẩm, loại năng lượng thứ ba này càng cường hãn thì uy lực biến dị càng lớn. Tử Kim Huyền Lôi không thể bị bại lộ, Đại Hồn Anh là con bài bảo vệ tính mạng. Không tới thời khắc sinh tử hắn tuyệt đối không thể bại lộ. Hiện tại đây đã là con bài cuối cùng của hắn, Lục Lâm Thiên đã không còn lựa chọn nào khác cho nên chỉ có thể liều mạng thử một lần. Có thể thi triển thành công Chu Tước huyền vũ quyết biến dị hay không, kỳ thực hiện tại Lục Lâm Thiên cũng không biết rõ cho lắm. Lục Lâm Thiên cũng từng nghĩ qua dung hợp Chu Tước huyền vũ quyết với Bạch Hổ Quyết, sau khi dung hợp với Bạch Hổ Quyết, uy lực tương tương với vũ kỹ địa cấp cao giai. Lục Lâm Thiên chỉ nghĩ đến rồi lập tức buông tha, hiện tại dù sao hắn cũng không có khả năng dung hợp ba loại quyết này, hắn còn chưa có thực lực đó. Cho nên nghĩ tới nghĩ lui, cũng chỉ có thi triển Chu Tước huyền vũ quyết biến dị. Cố gắng chịu đựng sự đau đớn, thủ ấn Lục Lâm Thiên lại lần nữa được kết. Năng lượng bàng bạc của đan dược trong cơ thể trực tiếp bị rót vào trên Chu Tước huyền vũ quyết đang yên tĩnh kia. Siêu siêu, năng lượng đan dược tiến vào. Lục Lâm Thiên khẩn trương vô cùng, không biết hắn có thể dung hợp năng lượng thứ ba hay không. Thế nhưng lúc này lại xuất hiện một tình huống khiến cho Lục Lâm Thiên bất ngờ. Lúc này, năng lượng đan dược tiến vào, Chu Tước huyền vũ quyết lập tức biến thành một cái động không đáy, liên tục thôn phệ năng lượng đan dược bằng một tốc độ khủng bố, là trực tiếp thôn phệ. Vốn Lục Lâm Thiên còn đang lo lắng có thể dung hợp năng lượng trong đan dược hay không, thế nhưng thật không ngờ lại có thể dung hợp nhẹ nhõm như vậy. Năng lượng bàng bạc của đan dược từ trong cơ thể Lục Lâm Thiên truyền ra nhanh chóng bị Chu Tước huyền vũ quyết hấp thu. Lúc này quang mang trên Chu Tước huyền vũ quyết bắt đầu lui chuyển, có chút kỳ dị. Năng lượng khủng bố bên trong bắt đầu khiến cho không khí chắc quanh vặn vẹo. Đột nhiên từ trong Chu Tước huyền vũ quyết có một cỗ năng lượng cuồng bạo chấn động. Người đầu tiên cảm nhận được cỗ ba động này chính là chúng cường giả trên đài cao. Cảm nhận cỗ năng lượng khác thường này. Sắc mặt chúng cường giả trên đài cao Nhu Kình Linh Vương, Vân Khiếu Thiên, Lữ Chính Cường, Gia Cát Tây Phong,
Mộ Dung Lan Lan, Cổ Kiếm Phong lập tức biến đổi, ánh mắt cơ hồ cùng lúc nhìn vào Chu Tước Huyền Vũ Quyết Lục Thiếu Du ngưng tụ. Nơi ngọn nguồn cỗ năng lượng khác thường trong thiên địa kia chính là từ trong vũ khí quỷ dị mà Lục Thiếu Du thúc dục ra. Tất cả các cường giả nhìn nhau, cỗ năng lượng này dường như giống như đúc vũ khí khi trước Lục Lâm Thiên ngưng tụ ra, thế nhưng lại mạnh hơn gấp vài lần. Mà lúc này điều khiến cho chúng cường giả kinh ngạc đó chính là lại động tới năng lượng trong thiên địa. Trong lúc tất cả mọi người kinh hãi thì trên không trung đột nhiên có một cỗ năng lượng bàng bạc trong thiên địa kéo tới. Cỗ năng lượng trong thiên địa này dường như đã bị dẫn dắt mà đến. Năng lượng trong quảng trường càng lúc càng nồng đậm, từng tia năng lượng thiên địa trong hư không xuất hiện cuối cùng quấn quanh sau lưng Lục Lâm Thiên. Lục Lâm Thiên điên cuồng di chuyển thì năng lượng trong thiên địa cũng điên cuồng đuổi theo hắn. Cảnh tượng này khiến cho mọi người cảm thấy kỳ quái không thôi. Ngàn vạn mọi người nhìn thấy cảnh tượng này mà líu lưỡi. Trong ánh mắt kinh hãi của mọi người, cỗ năng lượng thiên địa được dẫn tới kia bắt đầu nhanh chóng tiến vào bên trong Chu Tước Huyền Vũ Quyết trong tay Lục Lâm Thiên. Vũ khí trực tiếp hấp thu năng lượng trong thiên địa, lúc này chúng cường giả không khỏi kinh hãi, nhìn thấy chuyện này tất cả mọi người đứng bật dậy, điều này quả thực không thể tưởng tượng nổi. Điều này sao có thể, chẳng lẽ là mình nhìn nhầm? Thôi hồn độc vương Đông Vô Mệnh cũng nuốt nước bọt, con mắt trợn ngược như muốn rớt ra nhìn chằm chằm vào Lục Lâm Thiên. Cỗ năng lượng thiên địa bàng bạc kia đang nhanh chóng đuổi theo Lục Lâm Thiên rồi sau đó tiến vào trong vũ khí quỷ dị kia. Quỷ tiên tử Bạch Oánh bên cạnh lúc này trên khuôn mặt tuyệt mỹ kia cũng hiện lên vẻ hoảng sợ. Lúc này tuy rằng ở xa thế nhưng nàng cũng có thể cảm giác được trái tim có chút lạnh lẽo. Đây là vũ khí gì của trưởng môn, thật mạnh a. Thanh Hỏa lão quỷ nghi hoặc hỏi, trong lòng hắn lúc này cũng bị đè nén. Tuy rằng ở xa thế nhưng cỗ khí thế kia cũng khiến cho hắn có cảm giác khó thở. Vũ khí huyền cấp trung giai cùng vũ khí huyền cấp cao giai khó có thể dẫn dắt năng lượng trong thiên địa. Mà lúc này vũ khí Lục Lâm Thiên thi triển ra có thể trực tiếp hấp thu năng lượng trong thiên địa, đây chính là biểu tượng của vũ khí địa cấp trong lời đồn. Quỷ tiên tử Bạch Oánh có chút kích động cả kinh nói. Biểu tượng của vũ khí địa cấp sao? Mấy chữ này vừa mới rời khỏi miệng quỷ tiên tử Bạch Oánh, tất cả người của Phi Linh Môn lập tức rung động cùng khó tin. Huyền cấp cùng với địa cấp, sự chênh lệch trong đó giống như thiên địa vậy. Vũ khí huyền cấp, coi như là huyền cấp cao giai cũng không thể dẫn dắt năng lượng trong thiên địa, nhiều nhất chỉ kéo năng lượng thiên địa làm tăng thêm uy lực mà thôi. Mà vũ khí địa cấp thì có thể trực tiếp hấp thu năng lượng trong thiên địa ngưng tụ thành công kích. Vũ khí địa cấp có thể đạt tới sự hủy diệt. Rời núi lấp biển cũng có thể làm được. Vũ khí huyền cấp cùng địa cấp, hai thứ này khác biệt quá lớn. Một trời một đất, hai thứ này cơ hồ khó có thể so sánh với nhau. Coi như là vũ khí huyền cấp cao giai cùng với địa cấp sơ giai, nhìn như chỉ hơn kém nhau một cấp. Thế nhưng trên thực tế lại có chênh lệch bằng trời. Mà tu luyện vũ khí địa cấp tuyệt đối không phải là chuyện dễ dàng, yêu cầu đối với việc lĩnh ngộ năng lượng thuộc tính rất cao. Chỉ như hiện tại, trong đám thiên kiêu chi tử, chi nữ này cũng không có ai thi triển ra vũ khí địa cấp cùng linh khí địa cấp là bởi vì việc tu luyện nó rất khó khăn. Mà lúc này nhìn thấy Chu Tước Huyền Vũ Quyết của Lục Lâm Thiên đang hấp thu năng lượng trong thiên địa, một ít người biết hàng từ trên khí tức cùng với cảnh tượng hấp thu năng lượng trong thiên địa là có thể nhận ra. Lúc này Lục Lâm Thiên không ngờ đang thi triển vũ khí địa cấp, Vũ Vương nhất trọng tu luyện thành công vũ khí địa cấp, điều này quá rung động. Cho dù là Vũ Vương ngũ trọng cũng khó có thể tu luyện thành công vũ khí địa cấp a. Vũ khí địa cấp, tiểu tử này rốt cuộc còn che giấu những gì nữa? Ánh mắt Vân Khiếu Thiên khẽ đổi, trong lòng cũng kinh hãi không nhỏ. Từ khí tức quanh người Lục Lâm Thiên hiện tại xem ra, quả thực đang ngưng tụ vũ khí địa cấp. Thánh nữ Tử Yên của Thiên Các, Lam Thập Tam, Dương Quá, Đạm Đài Tuyết Vi, Nguyên Nhược Lan lúc này cũng trợn mắt há mồm. Vũ khí địa cấp cùng linh khí địa cấp, bọn hắn căn bản còn chưa có cách nào tiếp xúc tới. Lúc này, oanh động Lục Lâm Thiên tạo ra đương nhiên Lăng Thanh Tuyền cũng đã cảm nhận được. Cỗ áp lực từ năng lượng thiên địa vô cùng đáng sợ. Nàng cũng biết nó đại biểu cho việc gì, không nghĩ tới tên vô sỉ này, lại có thể thi triển ra vũ khí địa cấp. Đối với biến hóa của Chu Tước Huyền Vũ Quyết lúc này Lục Lâm Thiên cũng hoàn toàn không hiểu, hắn cũng thật không ngờ nó lại có biến hóa lớn như vậy. Không ngờ lại vô cùng đơn giản dung hợp năng lượng đan dược vào trong, còn khiến cho nó biến hóa lớn như vậy. Lúc này Lục Lâm Thiên tự nhiên còn chưa biết, sở dĩ hắn dung hợp năng lượng đan dược dễ dàng như vậy là vì Chu Tước Huyền Vũ Quyết đã sớm dung hợp cùng một chỗ,
đối với năng lượng từ bên ngoài đến không có một chút chống cự nào. Mà biến hóa như vậy cũng là chỗ thần kỳ của tứ quyết. Sau khi tứ thần quyết dung hợp thì uy lực càng tăng lên rất nhiều. Dung hợp hai quyết, uy lực chỉ tương đương với vũ khí huyền cấp cao giai đỉnh phong. Mà lúc này sau khi quán chú năng lượng đan dược vào, uy năng một lần nữa lại tăng lên nhiều, lập tức tạo thành dị biến, hấp thu năng lượng trong thiên địa. Bởi vì Chu Tước Huyền Vũ Quyết vừa mới hấp thu năng lượng trong đan dược khiến cho uy năng tăng lên, lúc này mới hấp thu năng lượng trong thiên địa. Sau khi hấp thu, uy năng lần nữa tăng vọt, trong lúc vô hình lại có chút tương tự với vũ khí địa cấp. Mà hết thảy mọi chuyện như vậy cũng là do sự thần kỳ của tứ quyết. Cảnh tượng này rơi vào trong mắt những người khác, đương nhiên mọi người sẽ cho rằng Lục Lâm Thiên tu luyện thành công vũ khí địa cấp. Bất quá điều này cũng không sai. Lúc này Chu Tước Huyền Vũ Quyết của Lục Lâm Thiên đã đạt tới cấp bậc địa cấp. Sau khi hấp thu năng lượng thiên địa, Chu Tước Huyền Vũ Quyết trong tay Lục Lâm Thiên ngày càng tỏa ra quang mang chói mắt, cỗ uy thế kinh người kia cùng với năng lượng trong thiên địa khiến cho khí thế càng trở nên mạnh mẽ. Thậm chí không gian quanh người Lục Lâm Thiên lúc này vặn vẹo. Cỗ năng lượng bàng bạc bên trong Chu Tước Huyền Vũ Quyết khiến cho mọi người đều cảm thấy lạnh lẽo. Khi năng lượng trong thiên địa bắt đầu yên tĩnh là lúc Chu Tước Huyền Vũ Quyết trong tay Lục Lâm Thiên chỉ còn lớn bằng hai lòng bàn tay. Cỗ năng lượng bên trong vừa mới cuồng bạo lúc này lại vô cùng yên tĩnh, không có một chút năng lượng nào chấn động. Thế nhưng bốn phía năng lượng thể này, gợn sóng trong không gian trực tiếp bị gạt ra, trong không gian bắt đầu xuất hiện vết nứt. Ngưng tụ thành công rồi sao? Cỗ uy thế này dường như còn chưa phải là vũ khí địa cấp A. Quả thực vô cùng quỷ dị. Bên trên có một cỗ khí tức đáng sợ. Sợ rằng so với vũ khí địa cấp đỉnh phong cũng không sai biệt lắm. Cảm nhận cỗ năng lượng áp xúc trong tay Lục Lâm Thiên, không ít các cường giả không khỏi hít sâu một hơi. Nếu như Lục Lâm Thiên đem cỗ năng lượng khủng bố này đánh vào bọn hắn thì bọn hắn cũng vô cùng đau đầu a. Lục Lâm Thiên lập tức đứng giữa không trung, thân thể không chạy đi nữa. Lúc này hắn quay đầu lại nhìn về phía Lăng Thanh Tuyền. Huyễn ảnh Thanh Vũ khẽ chấn động. Nhìn vào nữ tử tuyệt mỹ đang đuổi theo mình, lại nhìn Chu Tước Huyền Vũ Quyết đã biến dị, lúc này uy năng đã tăng lên nhiều, sự biệt khuất của việc chạy thục mạng khi trước rốt cuộc cũng có thể trả, hắn lạnh nhạt nói. Đuổi theo thoải mái không? Hiện tại tới phiên lão tử thu thập ngươi. Siêu siêu! Lăng Thanh Tuyền cảm nhận cỗ lực lượng trong tay Lục Lâm Thiên khiến cho sắc mặt nàng đại biến. Không có một chút do dự nào, trực tiếp lùi lại. Nếu như là thời kỳ toàn thịnh đương nhiên nàng sẽ không bận tâm, thế nào cũng phải chống lại một lát. Thế nhưng lúc này, trong lòng nàng hiểu rõ, nàng đã tiêu hao tới tình trạng nguy hiểm, lại chống lại cái vũ khí khủng bố này là điều vô cùng nguy hiểm. Nàng nhất định không thể bị lật thuyền trong mương như lần trước được. Muốn chạy sao? Hừ! Lục Lâm Thiên lạnh lùng quát lên một tiếng, thanh âm lạnh lẽo vừa dứt. Chu Tước Huyền Vũ Quyết trong tay Lục Lâm Thiên hóa thành một đạo quang mang nhanh chóng bắn về phía Lăng Thanh Tuyền. Những nơi Chu Tước Huyền Vũ Quyết đi qua, không gian chấn động kịch liệt. Trong nháy mắt, không gian giống như một mặt hồ nước chấn động. Từng vết nứt không gian nhanh chóng lan tràn ra trong ánh mắt hoảng sợ của mọi người. Năng lượng thiên địa khủng bố giờ phút này bắt đầu phóng ra, năng lượng thiên địa bắn ra bốn phía khiến cho mọi người kinh hãi. Chu Tước Huyền Vũ Quyết bành trướng. Năng lượng trong thiên địa lúc này cũng trở nên bạo động. Dị tượng như vậy khiến cho vô số người trợn mắt há hốc mồm. Uy thế khủng bố như vậy quả thực khiến cho người ta rung động. Trên bầu trời hiện giờ năng lượng trong thiên địa ầm ầm bắn ra. Lăng Thanh Tuyền còn chưa chạy thoát khỏi phạm vi công kích, diện tích bị ảnh hưởng quá lớn. Đôi mắt xinh đẹp của Lăng Thanh Tuyền nhìn vào Chu Tước Huyền Vũ Quyết trong bầu trời, ánh mắt vô cùng ngưng trọng, ánh tay trắng nõn vung lên, một đạo thủ ấn nhanh chóng được kết. Nương theo thủ ấn được kết, một cỗ năng lượng đang dần hội tụ, từ bên trên tỏa ra một cỗ uy áp đáng sợ, cũng cực kỳ nồng đậm. Sau khi Lăng Thanh Tuyền đánh ra từng đạo thủ ấn khiến cho người ta hoa mắt thì quanh người lập tức có một cỗ năng lượng bàng bạc vô cùng quỷ dị khẽ nhúc nhích. Sau đó ngưng tụ thành một màn quang cháo cực lớn chừng trăm thước. Màn quang cháo này toàn thân có lưu quang cơ nơ quẩn, uy áp không ngừng từ trên đó tràn ra. Từ xa nhìn lại cũng có thể cảm nhận được một cỗ khí thế đáng sợ. Xem ra cũng không phải là phàm vật. Rát rát. Rồi đột nhiên từ trên trong Chu Tước Huyền Vũ Quyết vang lên tiếng thú minh cùng với thú uy tràn ngập phía chân trời. Hư ảnh Phượng Hoàng cùng với Huyền Vũ phóng lên cao rồi hung hăng đụng vào phía trên quang cháo kia. Dưới vô số ánh mắt,
Công kích Chu Tước Huyền Vũ Quyết mang tới vô cùng khủng bố, giống như thiên thạch ầm ầm va chạm vào tầng quang cháo mà Lăng Thanh Tuyển bố trí. Nhìn vào cảnh này khiến cho mọi người như ngừng thở. Dưới loại lực lượng khủng bố như vậy, không biết đến cuối cùng ai có thể thắng. Thế nhưng trong sự chờ mong cùng kinh hãi của mọi người, hai thứ va chạm trên không trung thế nhưng lại không có một thanh âm nào vang lên, vô cùng quỷ dị. Bất quá người có thực lực cường hãn vẫn phát hiện ra, ở sát vòng quang cháo kia, không gian lúc này trở nên vặn vẹo cực kỳ, đầu thú ảnh khổng lồ đang nhanh chóng chút xuống năng lượng thiên địa khủng bố vào bên trên quang cháo. Bạo! Lục Lâm Thiên ở xa hét lớn một tiếng, năm ngón tay nắm chặt, trong nháy mắt cả thiên địa run lên. Oanh! Bằng mắt thường cũng có thể thấy được, hư ảnh của Phượng Hoàng cùng Huyền Vũ lúc này lập tức nổ tung. Quang mang mạnh mẽ trong nháy mắt từ trên cao khuếch tán. Năng lượng cuồng bạo trong thiên địa nổ tung. Không gian chung quanh vòng quang cháo rốt cuộc cũng không chịu nổi năng lượng dị động, một thanh âm như sấm sét vang lên, cùng với kình khí cuồng bạo từ trong không trung khuếch tán. Không gian chấn động, cả đảo Bình Nham phía dưới cũng chấn động. Trong nháy mắt này, các cường giả trên đài cao nhìn cỗ kình khí cùng với năng lượng kinh khủng kia, tuy rằng bọn họ cách không gần. Thế nhưng cũng có thể cảm giác được sự khủng bố của nó. Nếu như bọn họ mà ở gần một chút nữa thì cũng phải vô cùng chật vật. Mạnh thật, Kình Linh Vương sợ hãi than một tiếng, thế nhưng thân thể lập tức lại bắn lên không trung, thủ ấn được kết. Một cỗ năng lượng bàng bạc từ trong cơ thể hắn tuôn ra. Trong nháy mắt không gian lắc lư, cuối cùng hóa thành một vòng quang cháo bao phủ đài cao. Phanh phanh, trên không trung, thanh âm bạo liệt triệt để vang vọng, giống như sơn băng địa liệt. Phía xa, nước sông cuồn cuộn, cả mặt sông hiện tại giống như là đang gào thét vậy. Trong cỗ năng lượng khủng bố này, đất đá dưới quảng trường bị lật tung từng khối. Trên không trung, bằng mắt thường cũng có thể thấy được, hư ảnh Phượng Hoàng cùng Huyền Vũ hóa thành một cỗ lực lượng mạnh mẽ, tác động vào năng lượng trong thiên địa, hung hăng va chạm vào trên vòng quang cháo kia. Không gian chung quanh vòng quang cháo như sụp đổ, rốt cuộc cũng có một tiếng nổ kinh thiên vang lên, vòng quang cháo lập tức ảm đạm rồi kịch liệt run rẩy. Phanh! Một thanh âm nặng nề vang lên. Vòng quang cháo bị vỡ, hóa thành năng lượng phô thiên cái địa bắn về chung quanh xen lẫn kình khí khủng bố. Bên trong kình khí ngập trời này, trong từng ánh mắt kinh hãi, kình khí mạnh mẽ nhanh chóng đập vào trên người Lục Lâm Thiên cùng Lăng Thanh Tuyền. Trong cỗ kình khí khủng bố đó, thân hình Lục Lâm Thiên bị va chạm, một lần nữa bị đẩy lui lại. Trong ánh mắt của mọi người, thanh linh khải giáp quanh người Lục Lâm Thiên đang rạn nứt từng khối làm hiện lên làn da trên người hắn. Sắc mặt Lục Thiếu Du cũng càng ngày càng trắng. Lúc này, thân thể mềm mại của Lăng Thanh Tuyền không ngừng thối lui, mỗi khi lùi một bước, đôi cánh bằng chân khí sau lưng lại nhạt một phần. Cuối cùng khi đôi cánh hoàn toàn biến mất thì toàn thân nàng uể oải vô lực, mà cỗ lực lượng mạnh mẽ kia vẫn còn đang tiếp tục chút xuống người nàng. Phốc phốc, một ngụm máu tươi từ trong miệng Lăng Thanh Tuyền phun ra. Tiếp theo cả thân thể liền rơi xuống mặt đất. Mà Lục Lâm Thiên lúc này vẫn đang nhìn chằm chằm vào Lăng Thanh Tuyền. Nhìn thấy cảnh tượng này, ánh mắt hắn trầm xuống, cả thân thể tràn ngập kim quang, làn da vừa mới ứa ra máu tươi lúc này nhanh chóng khôi phục lại như lúc ban đầu. Trong cho bụi ngập trời, Lăng Thanh Tuyền hung hăng đập vào mặt đất. Trong cái miệng nhỏ nhắn đỏ hồng kia lại có một ngụm máu được phun ra. Thân thể lần nữa lăng không mà nhảy lên, thế nhưng vô luận là tốc độ hay khí tức trên người nàng lúc này đều vô cùng hỗn loạn. Siêu siêu. Lục Lâm Thiên thu hồi huyễn ảnh thanh dực, lúc này hắn cũng không thể thúc giục được nữa. Chân khí trong cơ thể đã tới tình trạng khô kiệt, mà ngay cả lăng không phi hành cũng khó khăn. Vì thúc giục Chu Tước Huyền Vũ Quyết biến dị này, Lục Lâm Thiên đã tiêu hao tới tận cùng. Ngay khi Lục Lâm Thiên thu chân khí lại, linh lực bùng ra. Khí tức trên người một lần nữa khôi phục, thân thể lao thẳng về phía Lăng Thanh Tuyền. Tốc độ của Lăng Thanh Tuyền giảm lớn. Lục Lâm Thiên cũng không khó để đuổi theo Lăng Thanh Tuyền. Thân hình trong nháy mắt xuất hiện, trong mắt hiện lên hàn ý, thủ ấn trong tay Lục Lâm Thiên được kết. Một đạo thú ảnh đột nhiên hiện lên, thân thể không có một chút trì hoãn nào, nhanh chóng đuổi theo Lăng Thanh Tuyền. Một cỗ năng lượng bàng bạc tuôn ra. Hóa thú linh ấn. Một tiếng quát khẽ từ trong miệng Lục Lâm Thiên vang lên, một tiếng gầm cực lớn truyền ra. Một đầu thú ảnh chừng nghìn thước đột nhiên hiện lên trong không trung. Nhìn thấy công kích của Lục Lâm Thiên đánh tới, sắc mặt Lăng Thanh Tuyền tức thì đại biến. Vừa rồi thương thế cùng với tiêu hao của nàng đã tuyệt đối nguy hiểm,
nàng cũng không ngờ tới bản thân mình lại bị Lục Lâm Thiên làm trọng thương. Trong chớp mắt này, Lăng Thanh Tuyền dùng một tia chân khí cuối cùng, nhanh chóng đánh ra một đạo quang trụ về phía đầu thú ảnh giống như cự hổ kia. Thanh âm bạo liệt đột nhiên vang vọng trong thiên địa. Phanh phanh. Hai cỗ lực lượng va chạm, thanh âm giống như tiếng sấm vang lên không dứt. Năng lượng khủng bố hóa thành kình khí không ngừng khuếch tán. Sau khi va chạm, bản thân Lăng Thanh Tuyền đã bị trọng thương từ trước cho nên lần này lại phun ra một ngụm máu. Thân hình Lục Lâm Thiên cũng bị đẩy lùi. Trong lòng hắn vô cùng kinh ngạc, Lăng Thanh Tuyền dưới tình huống bị trọng thương, không ngờ còn có thể chống lại một kích này của hắn. Không hổ là Vũ Vương ngũ trọng. Bất quá Lục Lâm Thiên hiểu rõ vừa rồi chính là một kích liều mạng cuối cùng của Lăng Thanh Tuyền. Hiện tại nàng đã là nỏ mạnh hết đà. Một kích chu tước huyền vũ quyết biến dị đã triệt để khiến cho nàng ta bị thương cùng với tiêu hao hầu như cạn kiệt. Vừa rồi hắn còn thi triển hóa linh thú ấn khiến cho nàng ta càng thêm bị thương. Mà bản thân Lục Lâm Thiên lại là linh vũ song tu, chân khí khô kiệt thì còn linh lực. Hiện tại ai là kẻ nỏ mạnh hết đà? Lục Lâm Thiên nhìn qua thân thể mềm mại đang bị đẩy lùi kia không khỏi cười lạnh một tiếng. Thân hình lần nữa bắn tới, tốc độ giống như quỷ mị. Lúc này, một đạo chảo ấn mang theo không gian vặn vẹo dùng một xu thế lôi đình hung hăng đánh vào trên người thân thể mềm mại kia. Phanh! Kinh khí cường hãn trên chảo ấn chút xuống, trực tiếp khiến cho thân thể mềm mại kia rên rỉ một tiếng, sau đó hung hăng đập xuống mặt đất. Cả mặt đất run rẩy, vết nứt lan tràn ra bốn phía. Nhìn Lăng Thanh Tuyền bị rơi xuống mặt đất, đám khán giả bốn phía lúc này lập tức xôn xao. Lăng Thanh Tuyền không ngờ cũng bị bước tới tình trạng như vậy. Phốc phốc! Trong đá vụn đầy trời, Lăng Thanh Tuyền lại một lần nữa phun ra một ngụm máu tươi, thân thể uể oải đứng dậy. Tới ta! Đối với ánh mắt mọi người chung quanh, Lục Lâm Thiên không thèm để ý tới. Quyền ấn trong tay run lên, thân thể lần nữa nhào tới. Một đạo quyền ấn nhanh chóng hung hăng đánh vào thân thể Lăng Thanh Tuyền còn chưa đứng vững. Phanh! Thân thể mềm mại của Lăng Thanh Tuyền lần nữa bị đánh bay, giống như một con chim bị đoạn cánh, trực tiếp bị nện xuống mặt đất cách đó mấy chục thước. Siêu! Lục Lâm Thiên lần nữa xẹt qua không gian rồi đáp xuống bên cạnh Lăng Thanh Tuyền trong ánh mắt kinh hãi của vô số người. Quang mang dưới chân hắn lập lòe, trực tiếp dùng một cước đá vào trên thân thể mềm mại kia. Lúc này Lục Lâm Thiên không chút do dự nào. Nữ nhân này ba lần bốn lượt muốn giết hắn cho nên lúc này Lục Thiếu Du tuyệt đối không thương hoa tiếc ngọc. Nữ nhân này tuyệt đối không phải là kẻ bình thường, một khi có cơ hội, hắn mà rơi vào trong tay nàng ta thì hậu quả không cần nói cũng biết. Phanh! Lại một cước hung hăng đá vào trên bụng Lăng Thanh Tuyền. Lăng Thanh Tuyền lại bị đá bay lên không trung, miệng phun ra một ngụm máu. Tất cả mọi người đều vô cùng kinh hãi, Lăng Thanh Tuyền này giàu gì cũng là một trang tuyệt sắc, chỉ sợ là bất luận một nam nhân nào cũng không thể làm được việc như Lục Lâm Thiên làm bây giờ. Cho dù là người có ý chí sắt đá, muốn ra tay hung ác như vậy chỉ sợ cũng phải do dự một chút. Thế nhưng Lục Lâm Thiên bây giờ lại trực tiếp đem nàng ta chà đạp. Hoàn toàn không có một chút thương hoa tiếc ngọc nào. Trình độ là thủ tồi hoa khiến cho người ta mở mắt. Khi Lăng Thanh Tuyền lần nữa phun ra một ngụm máu, tất cả mọi người chung quanh lập tức yên tĩnh, há hốc mồm nhìn vào trên quảng trường. Sắc mặt đám người thánh nữ tử yên của Thiên Các, Đạm Đài Tuyết Phi, Nguyên Nhược Lan đều đại biến. Các nàng thật không ngờ Lục Lâm Thiên lại có thể ra tay hung ác với một nữ tử tuyệt sắc như vậy. Tiểu tặc này, người ta tốt xấu gì cũng là nữ nhân a. Vân Hồng Lăng hay ghen lúc này cũng khó mà cầm lòng được. Lục Lâm Thiên, người có phải là nam nhân hay không? Sao lại không thương hoa tiếc ngọc như vậy? Lam Thập Tam nắm chặt hai tay, ánh mắt chăm chú nhìn vào trên quảng trường. Trên quảng trường, khi cho bụi tiêu tán, Lăng Thanh Tuyền lúc này toàn thân đã loang lổ vết máu, khuôn mặt trắng bệch vô cùng đáng sợ. Trên dung nhan tuyệt mỹ hiện tại vô cùng thê thảm. Mà trong đôi mắt kia hiện tại hiện lên sự phức tạp cùng với vô lực nhìn chăm chú vào thanh niên áo xanh phía xa. Thân thể cố gắng đứng lên. Trong ánh mắt Lăng Thanh Tuyền vốn chỉ là cao ngạo cùng lạnh lẽo, thế nhưng lúc này ánh mắt lại chuyển thành phức tạp. Có thể nói là ủy khuất, không cam lòng, còn có oán hận. Những năm gần đây nàng chỉ có thể chịu khuất nhục trước mặt nam tử áo xanh này. Một lần lại một lần. Hôm nay nàng lại một lần nữa chịu sự khuất nhục này dưới ánh mắt của ngàn vạn người. Ta nói rồi, rơi vào trong tay ta ngươi sẽ hối hận. Lục Lâm Thiên hoàn toàn không để ý tới sự sống chết của Lăng Thanh Tuyền.
Nếu như hôm nay người bị thua là hắn, kết cục có thể nghĩ tới. Nếu như lúc trước hắn ở Đào Hoa Yến bị nàng bắt đi thì hiện tại hơn phân nữa đã là người chết rồi. Thanh âm lạnh lẽo vừa dứt, thân thể Lục Lâm Thiên lần nữa từ phía trên lao thẳng xuống, một đạo quyền ấn nhanh chóng được ngưng tụ. Thiếu chủ nhà ta nhận thua, nhanh dừng tay cho ta. Lúc này một tiếng hét lớn mang theo sự trầm thấp vang vọng trong không gian. Lập tức có một thân ảnh phá không xuất hiện. Lúc này một đạo thân ảnh đột nhiên xuất hiện, người này mặc một bộ y phục màu xám, ngay cả đầu cũng được áo bào xám bao phủ, chỉ lộ ra đôi mắt đen nhanh, ánh mắt người này cực kỳ lạnh lẽo. Người này lập tức đáp xuống bên người Lăng Thanh Tuyền, mắt nhìn một đạo quyền ấn của Lục Lâm Thiên đánh tới, năng lượng lập tức hội tụ, hung hăng đánh về phía Lục Lâm Thiên. Là Không Linh Vương. Ánh mắt Lục Lâm Thiên khẽ đổi. Người tới không phải là ai khác mà chính là Không Linh Vương khi trước ở trong thành Cự Giang tập kích hắn. Hừ, quấy rầy thi đấu, dám động thủ với người của chúng ta. Không Linh Vương, người còn chưa đủ tư cách. Trong nháy mắt, một đạo khí tức cường hãn trên không trung đột nhiên xuất hiện. Ngay sau đó có một thanh âm trầm thấp vang lên trong không gian. Không Linh Vương, lui ra cho bổn vương. Cùng một lúc, lại là một tiếng hét lớn vang lên. Một cỗ linh lực bàng bạc cùng chân khí lập tức khuếch tán. Không Linh Vương, thi đấu do thiên địa các chúng ta tổ chức còn chưa tới lượt ngươi tới quấy rối. Thanh âm Kình Linh Vương vừa dứt, thân thể lập tức biến mất tại chỗ. Đột nhiên trước người Lục Lâm Thiên có bốn đạo thân ảnh xuất hiện. Bốn đạo thân ảnh này xuất hiện có ba người nhanh như thiểm điện ra tay. Một đạo quyền ấn bằng chân khí, một đạo trường ấn bằng linh lực, còn có một đạo lưu vân. Ba đạo công kích lập tức đánh thẳng tới Không Linh Vương. Bốn đạo thân ảnh, ba đạo công kích, ánh mắt người áo đen gọi là Không Linh Vương lúc này đột nhiên khẽ đổi. Trên khuôn mặt nhanh chóng xuất hiện vẻ kinh hãi. Phanh phanh. Trong nháy mắt mấy đạo lực lượng này đồng thời đánh vào trên quyền ấn của Không Linh Vương, cả không gian run lên. Mấy đạo kinh khí khủng bố va chạm, không gian như sụp đổ. Một vòng xoáy lập tức xuất hiện, năng lượng khủng bố bị thôn phệ vào trong. Sau đó vòng xoáy biến mất trong không gian. Cảnh tượng trên không trung vô cùng rung động nhân. Trong lòng khán giả có mặt lúc này tim không khỏi đập nhanh hơn vài phần. Tuy rằng không tạo thành rung động như Lục Lâm Thiên và Lăng Thanh Tuyền vừa mới giao thủ, thế nhưng sự rung động này mang lại, cho dù là hai người Lục Lâm Thiên với Lăng Thanh Tuyền cũng không thể tạo thành. Phốc! Thân hình Không Linh Vương giống như gặp phải đả kích lảo đảo lui về phía sau. Mỗi một lần Không Linh Vương lùi lại trên mặt đất đều lưu lại một cái hố sâu lớn. Một ngụm máu tươi từ trong miệng hắn được phun ra. Nhạc phụ, nhạc mẫu. Ánh mắt Lục Lâm Thiên khẽ đổi, quyền ấn trong tay thu liễm. Người tới chính là Vân Khiếu Thiên, Lữ Chính Cường, Không Mỹ Vi còn có Kình Linh Vương. Kình Linh Vương, Bôn Giật Vương, Ngọc Linh Vương, Tứ Tuyệt Yêu Cơ, lấy nhiều bắt nạt ít thì coi là bổn sự gì. Mí mắt Không Linh Vương khẽ giật. Nhìn vào bốn người rồi ngưng trọng nói. Lão đại, chủ nhân, trưởng môn gặp nguy hiểm. Trong phi linh môn, tất cả mọi người lập tức nhảy xuống phía dưới. Tất cả đều là vũ vương cùng linh vương, lại thêm yêu thú thất giai, cỗ khí thế kia cũng vô cùng kinh người. Nực cười, ngươi đủ tư cách sao? Lần trước để ngươi trốn, chẳng lẽ ngươi thực sự cho rằng bổn vương không dám giết ngươi sao? Vân Khiếu Thiên lạnh lùng quát lên một tiếng. Một cỗ sát khí lập tức tràn ra. Trước mặt mọi người dám động tới con rể hắn há có thể bỏ qua cho người này. Sát khí trên người Vân Khiếu Thiên lan tràn, cả không gian run lên. Cỗ sát khí này khiến cho không gian bỗng nhiên lạnh lẽo. Đủ để thấy bình thường Vân Khiếu Thiên nở nụ cười, thế nhưng một khi động thủ, tuyệt đối không phải là người nhân từ nương tay. Cỗ sát khí này đã đủ để thấy được điều đó. Không Linh Vương, người dám quấy rối thi đấu. Coi chúng ta không tồn tại sao? Lúc này linh lực trên người Lữ Chính Cường bùng lên, một cỗ hàn ý lan tràn ra chung quanh. Nhìn Vân Khiếu Thiên và Lữ Chính Cường, ánh mắt Không Linh Vương trầm xuống, sau đó nhìn Kình Linh Vương, tay lau vết máu khóe miệng rồi nói. Kình Linh Vương, quy củ của thi đấu chính là không được cố ý giết người. Lục Lâm Thiên này rõ ràng muốn giết người, thiên địa các ngươi lẽ nào chỉ toàn nói suông thôi sao? Nực cười. Nếu như không nhận thua thì coi như bị đánh chết cũng là tự mình tìm lấy. Vân Khiếu Thiên lạnh nhạt nói. Lão đại, chủ nhân, trưởng môn. Trong nháy mắt, Tiểu Long, Huyết Mị, Hắc Hùng, Thôi Hồn Độc Vương Đông Vô Mệnh, Quỷ Tiên Tử Bạch Oánh,
Thiên Độc Yêu Long mang theo không ít động tĩnh đáp xuống bên người Lục Lâm Thiên. Lục Lâm Thiên gật đầu bảo mọi người lùi lại, có đám người Vân Khiếu Thiên cùng Kình Linh Vương xử lý, hắn cũng không cần quá lo lắng. Không Linh Vương, dựa theo quy củ mà nói, trước khi tự mình nhận thua thì thi đấu cũng không tính là chấm dứt, người đã quấy rối thi đấu. Kình Linh Vương nói, Kình Linh Vương, thiếu chủ nhà ta đã hôn mê, người cảm thấy nàng còn lực tái chiến sao? Nếu như thiếu chủ nhà ta có chuyện gì thì thiên địa các ngươi sẽ bị trả thù đầu tiên, chó gà không tha. Không Linh Vương nhìn thấy Kình Linh Vương lập tức nói, lúc này không biết từ khi nào Lăng Thanh Tuyển kia đã hôn mê. Không Linh Vương, Linh Vũ giới các ngươi còn chưa đủ uy hiếp được thiên địa các chúng ta. Thiên địa các không phải là ai muốn động vào cũng được. Ánh mắt đảo qua trên người Không Linh Vương rồi Lăng Thanh Tuyển đã hôn mê, ánh mắt Kình Linh Vương trầm xuống rồi nói. Lăng Thanh Tuyển đã mất đi lực tái chiến, coi như đã thua. Nếu như bị thua thì ta sẽ dẫn người đi. Không Linh Vương nhìn Kình Linh Vương, Lữ Chính Cường, Vân Khiếu Thiên, Không Mỹ Vi rồi lập tức muốn mang Lăng Thanh Tuyển rời đi. Hừ, còn muốn đi sao? Vân Khiếu Thiên, Lữ Chính Cường lần đầu tiên có sự ăn ý. Hai người một trái một phải lập tức phong tỏa đường lùi của Không Linh Vương. Dám động thủ với con rể của bọn hắn đương nhiên sẽ không tha cho kẻ này. Bôn Giật Vương, Ngọc Linh Vương, đây chính là địa bàn của thiên địa các. Các ngươi dám động tay động chân, chẳng lẽ không coi thiên địa các vào đâu sao? Chẳng lẽ những lời thiên địa các nói chỉ để đó cho vui sao? Nhìn Vân Khiếu Thiên cùng Lữ Chính Cường vây khốn bản thân mình, sắc mặt Không Linh Vương cũng cực kỳ khó coi. Hai vị trưởng môn, bất luận là hai người có ân oán gì, hôm nay cũng không phải là thời điểm giải quyết, các vị cho ta chút mặt mũi đi. Cơ mặt Kình Linh Vương khẽ run rẩy, lập tức nói với Vân Khiếu Thiên cùng Lữ Chính Cường. Sắc mặt Vân Khiếu Thiên trầm xuống, khí tức quanh người thu lại. Mặt mũi của thiên địa các đương nhiên hắn không thể không cho. Huống chi đây cũng là địa bàn của thiên địa các, Lục Lâm Thiên cũng không có chuyện gì cho nên chỉ có thể ngừng tay mà thôi. Linh lực quanh người Lữ Chính Cường thu lại, thân thể lùi ra, lúc này động thủ quả thực không phải là lúc. Hừ, ánh mắt nhìn về phía mọi người, vẻ mặt Không Linh Vương cực kỳ khó coi. Thân thể lóe lên một cái, lập tức mang theo Lăng Thanh Tuyển đã hôn mê biến mất trong không trung. Hết thảy những chuyện này Lục Lâm Thiên đều nhìn thấy, thế nhưng hắn cũng không có cách nào khác. Vốn hắn muốn nhân cơ hội bắt Lăng Thanh Tuyển này, thế nhưng bây giờ cũng không có biện pháp nào. Chuyện này không hợp quy củ của thi đấu, thiên địa các không có khả năng mặc kệ. Xem ra chỉ có thể nghĩ biện pháp khác, thế nhưng không biết sau này hắn có cơ hội như thế này nữa hay không. Bái kiến hai vị nhạc phụ cùng nhạc mẫu. Lục Lâm Thiên lập tức đi tới trước mặt Vân Khiếu Thiên, Lữ Chính Cường cùng Khâu Mỹ Vi rồi hành lễ. Vào thời điểm mấu chốt, mấy vị nhạc phụ nhạc mẫu này cũng đã tới kịp. Lâm Thiên, con không sao chưa? Khâu Mỹ Vi nhanh chóng hỏi Lục Lâm Thiên. Tiểu tế không có việc gì, cũng không đáng ngại cho lắm. Lục Lâm Thiên gật đầu nói. Hắn chỉ là tiêu hao quá nhiều mà thôi, trên người cũng có một ít thương thế nhẹ. Hừ. Mà lúc này hai người Lữ Chính Cường cùng Vân Khiếu Thiên cùng hừ lạnh một tiếng, lại đối chọi gay gắt. Thật không biết hai người này rốt cuộc có mâu thuẫn gì. Lục Lâm Thiên, Lăng Thanh Tuyển đã mất đi lực tái chiến cho nên trận thứ 9 này ngươi thắng. Kình Linh Vương nhìn phương hướng Lăng Thanh Tuyển cùng với Không Linh Vương biến mất, trầm tư một lát rồi quay về phía Lục Lâm Thiên rồi nói. Lục Lâm Thiên liên tục chiến thắng. Trên đài cao, thanh âm của đại hán Mạc Hoàng Bào mang theo sự kích động vang vọng trên quảng trường. Oanh! Sự việc vừa rồi cũng không ảnh hưởng tới sự nhiệt tình của tất cả mọi người. Liên tục chiến thắng 9 trận, thủ đoạn cuối cùng mọi người đều nhìn thấy trong mắt. Cho nên lúc này ngàn vạn người bốn phía lập tức hô lớn, tiếng ầm ĩ kinh thiên quanh quẩn trong không trung. Tất cả mọi người đều hiểu rõ, thắng liên tiếp 9 trận đã chắc chắc đoạt được quán quân. Cũng chính là cường giả đứng đầu thập đại cường giả trẻ tuổi trên đại lục đã xuất hiện. Lục Lâm Thiên này quả thực người cũng như tên, thực lực như vậy đúng là giận người. Trong lòng ngàn vạn người lúc này đã khắc thật sâu vào trong lòng thân ảnh tay cầm huyết đao, thân mặc áo giáp cùng với cánh chim màu xanh kia. Thân ảnh này giống như một chiến thần, một bất tử chiến thần, liên tục thắng 9 trận. Mấy trận cuối cùng đều vượt cấp đánh bại đối thủ, quá mức rung động. Ca ca thắng rồi. Lục Tâm Đồng. Lục Vô Song, Vân Hồng Lăng lúc này cũng đã tới phía sau đám người Phi Linh Môn.
nhìn Lục Lâm Thiên cùng với đám người Lữ Chính Cường, Kình Linh Vương đứng phía trước cho nên tam nữ cũng không dám tiến lên. Lúc này nghe thấy thanh âm trên đài cao, tam nữ lập tức mỉm cười. Thắng liên tiếp 9 trận tương đương với người đứng đầu, không ai có thể dung chuyển vị trí này nữa. Mà cũng không có ai có đủ thực lực dung chuyển vị trí này. Tiếng hoan hô quanh quẩn trong không trung, cảm nhận được bầu không khí này, Lục Lâm Thiên chắp tay đứng lặng yên. 30 năm trước sư huynh sát phá quân của hắn không biết cũng cảm nhận được cảm giác như thế này hay không. Cảm giác này quả thực không tệ một chút nào. Nhìn Lục Lâm Thiên, tất cả đám người trên đài cao không khỏi thầm than một tiếng. Trẻ tuổi mà đã có thực lực như thế, người đứng đầu trong thập đại cường giả trẻ tuổi, Lục Lâm Thiên này tuyệt đối đã được coi là cường giả. Đặc biệt là lực phòng ngự kinh người cùng phòng ngự linh hồn kia khiến cho không ít cường giả trên đài đều phải nhớ trong lòng. Lục thiếu du này rất khó dây vào. Trên đài, chỉ có Gia Cát Tây Phong, Tuyệt Linh Vương, Bạch Vạn Tượng là ánh mắt hiện lên hàn ý, kết quả này như sát muối vào lòng bọn hắn. Bởi vì kết quả này không phải là thứ mà bọn hắn mong muốn. Nguyên Nhược Lan, Đạm Đài Tuyết Phi, Tử Yên, Lam Thập Tam lúc này nhìn Lục Lâm Thiên, sắc mặt cũng có chút biến hóa. Mí mắt Nguyên Nhược Lan không ngừng giật giật, khi trước trên đại hội Tam Tông Tứ Môn nàng bị thua, sau đó nàng đã tu luyện không ngừng nghỉ trong kiếm chủng mấy năm, vốn cho rằng có thể rửa sạch hết sỉ nhục lần trước. Không ngờ cuối cùng vẫn thua trong tay Lục Lâm Thiên, mà ngay cả Lục Vô Song nàng cũng bị thua, lần này đã kích đối với nàng vô cùng lớn. Lục Lâm Thiên, ta nhất định sẽ không thua ngươi. Nguyên Nhược Lan khẽ cắn chặt răng, một vết máu từ khóe miệng tràn ra. Lúc này Lam Thập Tam cũng nhìn chằm chằm vào Lục Lâm Thiên, chiến ý trong mắt bùng lên. Hóa ra thực sự là hắn. Trong đội hình của Vạn Thú Tông, sau khi Lục Lâm Thiên bại lộ thân phận thì Lam Linh luôn nhìn chằm chằm vào hắn. Lúc này Lam Linh khẽ thì thào nói. Trên thính phòng, Hoàng Chí Lương há hốc mồm, vô cùng khẩn trương cùng kích động nói. Thắng 800.000, 800.000 a. Tỷ muội Hoàng gia cũng vô cùng cao hứng, kích động. Đồng thời khi nhìn thấy những nữ tử tuyệt mỹ cạnh Lục Lâm Thiên lúc này, vẻ mặt không khỏi ảm đạm, ánh mắt phức tạp. Thắng, lại thắng, thắng liên tiếp 9 trận rồi. Trong Vân Dương Tông, Vũ trưởng lão cao hứng nhảy dựng lên, tay chân kích động không tự chủ được mà hung hăng vỗ vào sau đầu Tống trưởng lão. Thanh âm trầm thấp vang lên khiến cho mọi người chung quanh đều nghe thấy rõ ràng. Vũ trưởng lão, ta sẽ không để yên cho ngươi. Tống trưởng lão đứng dậy, hai mắt trợn ngược. Ai biết lần này Vũ trưởng lão lại không đập vào đùi mà trực tiếp vỗ vào đầu. Hắn không chú ý cho nên lại bị trúng chiêu. Thắng, thắng liên tiếp 9 trận. Vũ trưởng lão lúc này cũng không ý thức được mình đang làm cái gì, vẫn vô cùng kích động khoa tay múa chân, sau đó trực tiếp quay người ôm Tống trưởng lão, hung hăng hôn vào mặt Tống trưởng lão một cái. Lần này Vũ trưởng lão dường như còn chưa đủ nghiền, nhanh chóng bổ nhào vào người Tạ trưởng lão. Hung hăng hôn vào khuôn mặt được bảo dưỡng khá tốt của Tạ trưởng lão, hai tay thì ôm thật chặt. Khi chung quanh lặng ngắt như tờ thì Vũ trưởng lão mới ý thức được là mình đang làm gì. Không ngờ hắn lại đem thằng nữ lớn tuổi nổi danh trong Vân Dương Tông ôm vào lòng, lại còn hôn một cái. Sắc mặt hắn lập tức trắng bệch, gây ra như phỗng. Ngươi còn không buông ra. Tạ trưởng lão trong nháy mắt sững sờ, bản thân mình không ngờ lại bị Vũ trưởng lão ôm vào trong ngực. Trên mặt lập tức đỏ ửng, sau đó kinh ngạc nói một tiếng. Tạ trưởng lão, ta không phải cố ý, thất thố mà thôi. Vũ trưởng lão vốn không sợ trời không sợ đất lúc này vô cùng sợ hãi, thành thật buông Tạ trưởng lão ra. Lập tức đứng ở một bên. Tống trưởng lão vốn định không để yên cho Vũ trưởng lão, thế nhưng nhìn thấy Vũ trưởng lão ôm Tạ trưởng lão thì lập tức cứng họng, quên luôn tìm Vũ trưởng lão gây phiền toái. Vũ trưởng lão lần này xong đời rồi. Không ít trưởng lão trong Vân Dương Tông cười thầm, ngày đó còn trẻ bọn họ đều là tùy tùng của Tạ trưởng lão này a. Không ai không thể âu yếm nàng, cho tới bây giờ cũng có người nhớ thương nàng không ít. Thế nhưng tính tình của Tạ trưởng lão này không dễ chịu chút nào. Mà bây giờ Vũ trưởng lão không ngờ lại làm như vậy với Tạ trưởng lão, chỉ sợ phiền toái lớn sắp xảy ra rồi. Lục Lâm Thiên, người đã thắng liên tiếp 9 trận, không còn ai có thể khiêu chiến nữa, người có thể được nghỉ ngơi. Chờ thi đấu xếp hạng chấm dứt. Kình Linh Vương nhìn Lục Lâm Thiên không khỏi khẽ thở dài một tiếng. Đây không phải là kết quả trong tưởng tượng của hắn. Vốn trong lòng hắn nghĩ, bất kể như thế nào, Thánh Nữ Thiên Các muốn lấy được vị trí đầu tiên sẽ dễ như trở bàn tay,
hết thảy những biến cố này sợ rằng thiên địa các cũng không ngờ tới. Bằng không bọn họ sao dám xuất ra một kiện linh khí địa cấp rồi lại tăng thêm một khỏa Long Dương linh quả cơ chứ? Thắng liên tiếp 9 trận, Lục Lâm Thiên khẽ mở miệng cười. Sắc mặt khi linh lực được thu liễm lập tức trắng bệch. Sau khi Lăng Thanh Tuyền này thua, hắn đã thắng tròn 9 trận, có thể an tâm nghỉ ngơi rồi. Lục Lâm Thiên thả người nhảy lên trên đài cao sau đó lập tức đi tới trước mặt Vũ trưởng lão đang đứng trước mặt Tạ trưởng lão không biết nói gì. Đệ tử bái kiến sư phụ. Lục Lâm Thiên quỳ một gối rồi hành lễ, vị sư phụ này tuyệt đối đáng để hắn hành lễ. Hóa ra Lục Lâm Thiên này đúng là đồ đệ của Vũ Ngọc Tiền A. Lục Lâm Thiên hành lễ khiến cho đám người mấy sơn môn chung quanh kinh ngạc. Đồ nhi ngoan, con không có việc gì là tốt rồi, sư phụ biết con sẽ không làm sao mà. Vũ Ngọc Tiền lập tức kéo tên đệ tử bảo bối của mình vào trong ngực, đồng thời trong lòng cũng vô cùng kích động. Có đồ đệ như thế, hắn đã mãn nguyện, thử hỏi có đệ tử, môn hạ của ai trong thiên hạ này có thể đạt được độ cao như đệ tử hắn. Nhìn sự quan tâm trong ánh mắt của sư phụ, trong lòng Lục Lâm Thiên cũng cảm thấy ấm áp. Vị sư phụ này, mấy năm nay đã già đi không ít. Chư vị trưởng lão, Lục Lâm Thiên lập tức thi lễ với chúng trưởng lão. Dù sao phụ mẫu hắn đều đang ở trên Vân Dương Tông, cũng không thể thất lễ. Thân phận địa vị của Lục Lâm Thiên lúc này đâu còn giống với khi trước nữa, chúng trưởng lão cũng không dám vô lễ, liền lập tức đáp lễ rồi chúc mừng Lục Lâm Thiên thắng liên tiếp 9 trận. Vũ Ngọc Tiền ở bên cạnh lúc này dường như cũng thâm lây, một mực mỉm cười. Sau khi hàn huyên một phen, Vân Khiếu Thiên cũng trở về trong đội hình Vân Dương Tông. Lục Lâm Thiên một lần nữa chào hỏi rồi mới trở về vị trí của Phi Linh Môn. Thi đấu kế tiếp cũng không có liên quan quá lớn tới hắn nữa. Trong Vạn Thú Tông, Lam Linh nhìn qua thân ảnh màu xanh quen thuộc kia, trong lòng có cảm giác dường như hai người càng ngày càng xa. Một cái rãnh lớn trong lúc vô hình càng ngày càng mở rộng, khiến cho khoảng cách giữa hai người càng xa. Trong Phi Linh Môn, đám người Thanh Hỏa Lão Quỷ, Tả Thiên Khung, Linh Vũ song quái hành lễ, cả đám đều kích động không thôi. Lục Lâm Thiên lập tức nói chuyện phiếm với Quỷ Tiên Tử Bạch Oánh cùng Thôi Hồn Độc Vương Đông Vô Mệnh vài câu, dù sao nơi này cũng không phải nơi tiện nói chuyện. Trên các hòn đảo bốn phía, mãi một lúc lâu sau mới bình thường trở lại. Lúc này sắc trời cũng đã tới hoàng hôn, liên tiếp kịch chiến đã trải qua một ngày. Mà lúc này thi đấu bài danh cũng không nghỉ ngơi, phải chiến cho tới cuối. Thế nhưng buổi tối cũng không thích hợp thi đấu, tăng thêm vừa rồi mấy trận giao thủ cuối cùng, cả quảng trường đã là một mảnh bừa bộn. Cho nên tất cả các sơn môn lớn sau khi thương nghị một phen liền tuyên bố tạm ngừng khiêu chiến. Đến sáng sớm ngày mai mới bắt đầu. Ngay trong đêm, các đệ tử thiên các bắt đầu chữa trị quảng trường, những người khác cũng nhân cơ hội khôi phục thực lực. Lục Lâm Thiên cũng nhanh chóng ăn vào đan dược rồi điều tức. Chân khí trong cơ thể tiêu hao gần như cạn kiệt, đã không còn lực tái chiến. Phương diện linh lực cũng tiêu hao rất nhiều, trên người cũng có một ít thương thế. Bất quá nhờ có bất diệt huyền thế, chút thương thế kia cũng không đáng lo ngại, chỉ là một chút thương thế nhỏ mà thôi. Trong những lần giao chiến này, Lục Lâm Thiên đối với thực lực của mình cũng đã có sự lý giải nhất định. Sau khi bại lộ Linh Vũ song tu, thực lực của hắn cũng không tính là yếu. Thế nhưng chỉ sợ cũng vẫn còn chưa đủ. Trong đám người trẻ tuổi, hắn có thể miễn cưỡng không có mấy đối thủ. Thế nhưng trước mặt những cường giả khác hắn vẫn không đủ, còn kém không ít. Kế tiếp, đối với việc tu luyện hắn cũng không thể nơi lòng được. Bất kể như thế nào, có được Long Dương Linh Quả thì Lục Lâm Thiên cũng thở ra được một hơi. Có Long Dương Linh Quả, thương thế của Nam Thúc có thể sớm khôi phục một chút, mà sau khi Nam Thúc khôi phục thực lực thì có lẽ hắn sẽ không cần phải lo lắng tới Linh Vũ giới kia nữa. Sau khi phục dụng đan được, Lục Lâm Thiên nhanh chóng tiến vào trạng thái khôi phục. Trong đội hình Phi Linh Môn, chung quanh lại có thêm người Vân Dương Tông cùng Linh Thiên Môn có mặt, Lục Lâm Thiên ngược lại vô cùng yên tâm điều tức. Âm Dương Linh Vũ quyết vận chuyển, tốc độ khôi phục cực nhanh. Thế nhưng tiêu hao mấy ngày qua cực kỳ khổng lồ, cho nên muốn khôi phục cũng không phải là chuyện trong thời gian ngắn có thể làm được. Trong một đêm, trên những hòn đảo bốn phía không ngừng vang lên tiếng nghị luận. 9 trận khiêu chiến của Lục Lâm Thiên trở thành đề tài nghị luận của mọi người. Thân phận của Lục Lâm Thiên cũng truyền đến trong tay tất cả mọi người. Sáng sớm ngày hôm sau, thi đấu bài danh lại một lần nữa bắt đầu. Bất quá không còn khiêu chiến kinh thiên động địa giống như ngày hôm qua nữa. Tuy rằng khiêu chiến vô cùng kịch liệt,
thế nhưng cũng không khiến cho mọi người quá rung động. Mà ngay cả những người dự thi, trong lòng đều có chút áp lực. Tất cả mọi người đều biết rõ, dù như thế nào thì cũng không thể chiếm được vị trí đầu tiên nữa. Mà thực lực của bọn họ, cũng không thể vượt qua hai người Lăng Thanh Tuyền cùng Lục Lâm Thiên. Thi đấu kế tiếp vô cùng kịch liệt, nhưng cảm xúc của đám khán giả vẫn tụt đi không ít. Cũng may lúc này có không ít mỹ nữ tuyệt sắc thi đấu cho nên vẫn khiến cho không ít người cực kỳ hưng phấn. Mà thi đấu sau đó Lục Tâm Đồng càng thêm nổi bật, một thân độc công vô cùng quỷ dị khiến cho đối thủ liên tiếp thất bại. Tới xế chiếu, bài danh của thập đại cường giả trẻ tuổi đồng lứa rốt cuộc cũng được thống kê ra. Người đứng thứ nhất đương nhiên là Lục Lâm Thiên, thắng liên tiếp 9 trận đã sớm yên ổn ở vị trí đầu tiên, đây là chuyện chắc chắn. Mà người thứ hai, bởi vì Lăng Thanh Tuyền của Linh Vũ Giới đã rời khỏi, cho nên bị thánh nữ Tử Yên của Thiên Các đoạt được. Tử Yên cũng đánh bại 7 người còn lại. Về phần người thứ ba kỳ thật khiến cho tất cả mọi người cảm thấy có chút ngoài ý muốn. Đó chính là Lục Tâm Đồng của Phi Linh Môn, tiểu độc ma này chỉ thua ở trong tay Tử Yên. Mà lại cùng Dương Quá đại chiến một giờ ngang tay, căn bản không có cách nào phân ra thắng bại, cho nên cuối cùng chỉ có thể tính hai người ngày ngang tay mà thôi. Ngay sau đó Dương Quá cũng giao thủ với Lam Thập Tam một hồi. Hai người cũng mất một giờ mà không có cách nào phân ra thắng bại. Luận thực lực thì Dương Quá mạnh hơn một chút, bất quá thủ đoạn của Lam Thập Tam thì nhiều hơn không ít, lại có vũ linh khí trên người cho nên chiếm được không ít tiện nghi mà đánh ngang tay. Hai người này ngang tay. Mà bởi vì Lam Thập Tam thua trong tay Lục Tâm Đồng cho nên Dương Quá xếp ở vị trí thứ tư. Về phần thứ năm cũng không phải là của Lam Thập Tam, một lần nữa Lam Thập Tam lại thua vì ảo cảnh trong tay Đạm Đài Tuyết Phi, điểm tích lũy lại mất đi một phần, cho nên chỉ có thể xếp thứ sáu. Mà Đạm Đài Tuyết Phi thì xếp thứ năm, ảo cảnh cùng mị công của nàng khiến cho không ít người bất chi bất giác bị hãm vào trong đó. Điều này khiến cho chúng cường giả sợ hãi, thán phục mãi không thôi. Về phần thứ bảy thì chính là Nguyên Nhược Lan. Nguyên Nhược Lan thua trong tay Lục Vô Song, bất quá điểm tích lũy lại lớn hơn một phần so với Lục Vô Song, thực lực dù sao cũng mạnh hơn Lục Vô Song. Mà Lục Vô Song cũng không có thi triển cỗ khí tức quỷ dị kia, cho nên cuối cùng đạt được vị trí thứ 8, Vân Hồng Lăng là thứ 9. Lăng Thanh Tuyền không thi đấu cho nên xếp ở vị trí cuối cùng, kết quả này vốn ngay từ đầu mọi người cũng không ngờ tới. Tuy rằng Lăng Thanh Tuyền xếp cuối cùng, thế nhưng trong lòng tất cả mọi người đều rõ, thực lực của Lăng Thanh Tuyền này tuyệt đối đủ để xếp thứ hai. Khi bài danh của mọi người được Thiên Địa Các tuyên bố ra bên ngoài, ngàn vạn khán giả bốn phía lần nữa sôi trào. Lúc này Lục Lâm Thiên cũng dừng điều tức. Phù! Từ trong cơ thể thở ra một ngụm chọc khí, Lục Lâm Thiên mở hai mắt ra. Một ngày một đêm điều tức, tăng thêm đan dược phụ trợ ngược lại cũng không còn gì đáng ngại quá. Bất quá muốn khôi phục cũng không phải thời gian ngắn. Bài danh vừa rồi Lục Lâm Thiên cũng đã nghe thấy, cảm nhận không khí sôi trào bốn phía, Lục Lâm Thiên không khỏi mỉm cười, tay sờ sờ cái mũi của mình. Ồ, không nghĩ tới lần này cũng có thể gặp lại. Trong đám người Lục Lâm Thiên quét mắt về phía thính phòng lập tức nhìn thấy ba đạo thân ảnh quen thuộc trong đám người chằng chịt. Đó chính là Tuyệt Linh Vương, Tông Chủ Tuyệt Linh Tông, còn có Bạch Vạn Tượng của Vạn Tượng Môn và Khoái Kiếm Vương. Đại Tiểu Thư cũng tiến vào top 3, tốt lắm. Đám người Phi Linh Môn hiện tại vô cùng kích động, từ khi gia nhập Phi Linh Môn cho tới bây giờ, những người này vốn là tán tu cho nên đã sớm coi Phi Linh Môn chính là tiền đồ của mình, là nhà của mình. Trong Phi Linh Môn bọn hắn là người có tiếng nói, tài nguyên trong môn cho bọn hắn cũng nhiều tới dọa người. Hiện tại ai mà dám động tới Phi Linh Môn tương đương với việc động vào bọn hắn. Mà lúc này Phi Linh Môn lại có hai người tiến vào top 3, người đứng đầu thập đại cường giả trẻ tuổi lại là trưởng môn. Điều này khiến cho đám tán tu như bọn họ sôi sục. Tán tu vốn tự do, thế nhưng nào có tâm tình cùng vinh cùng nhục như lúc này. Tốt! Đệ tử tiến vào top 3 thập đại cường giả trẻ tuổi, tâm tình thôi hồn độc vương Đông Vô Mệnh vô cùng tốt. Chúc mừng người tiến vào top 10 thập đại cường giả trẻ tuổi. Ngày hôm nay sắc trời đã tối, ngày mai chúng ta sẽ phái người tới đón chư vị vào thiên địa các nhận linh khí. Hiện tại thi đấu chọn ra thập đại cường giả tới đây là kết thúc, đa tạ chư vị ủng hộ. Thiên địa các chúng ta cảm ơn. Kình Linh Vương đứng dậy, thanh âm quanh quẩn trên quảng trường. Chấm dứt rồi sao? Ngàn vạn người khẽ thở dài, vẫn còn cảm giác chưa thỏa mãn. Lúc này mặt trời đã ngả về phía tây, trên quảng trường bao la lại một lần nữa trở thành một đống hỗn độn.
đám người trên thính phòng cùng với hòn đảo bốn phía chậm rãi đứng dậy rời đi. Thi đấu đã chấm dứt, việc lớn như vậy không biết lần sau được tổ chức là khi nào. Trong lòng mọi người đều có chút cảm thán, lần thi đấu này quả thực khiến cho người ta cảm thấy đã mắt. Phải giải quyết đám người này, bằng không về sau sẽ phiền toái lớn. Lục Lâm Thiên nhíu mày, ánh mắt vẫn luôn tập trung trên ba người kia. Đặc biệt là thực lực linh vương ngũ trọng của Tuyệt Linh Vương, thực lực của tên này dường như gần đây lại tiến bộ, không ngờ đã tới linh vương ngũ trọng đỉnh phong. Thực lực ba người này rất mạnh, vốn bọn chúng không biết thân phận của hắn, đối với phi linh môn không có một chút uy hiếp nào. Mà bây giờ thân phận hắn đã bại lộ, Tuyệt Linh Vương này cùng với Bạch Vạn Tượng có thù sâu như biển với hắn. Vạn nhất bọn chúng nổi giận liều mạng đối phó với phi linh môn thì sẽ phiền lớn. Cho nên hiện tại nên giải quyết một lần, nếu không về sau có hối hận cũng không kịp. Phải giải quyết. Lục Lâm Thiên thấp giọng nói, ánh mắt quét qua đám người phi linh môn rồi nói. Tất cả đi theo ta. Trưởng môn, sao vậy? Cảm nhận sát khí trên người trưởng môn, Tả Thiên Khung lập tức hỏi. Đi giết người. Sát khí trên người Lục Lâm Thiên tràn ra. Thân thể lập tức nhảy lên. Hôm nay không giải quyết mấy người kia, vạn nhất bọn chúng chạy thoát, muốn tìm được bọn chúng quả thực chính là mò kim đáy bể. Giết người sao? Nghe trưởng môn nói vậy đám người phi linh môn lập tức sững sờ. Sau đó cả đám đằng đằng sát khí, chân khí linh lực trong nháy mắt tuôn ra. Lão đại, chờ đệ một chút. Thân thể tiểu long lóe lên, lập tức đi theo sau lưng Lục Lâm Thiên. Trên đài cao, các cường giả sơn môn lớn đang hàn huyên vài câu rồi chuẩn bị rời đi. Lúc này nhìn thấy đám người phi linh môn đằng đằng sát khí nhảy xuống, cả đám cảm thấy ngoài ý muốn. Trên tính phòng, lúc này đám người chậm rãi rời đi. Trên không trung đột nhiên có một thanh âm lạnh lẽo vang lên. Tuyệt Linh lão cẩu, không phải ngươi đang tìm ta sao? Trong đám người, ba người Tuyệt Linh Vương, Bạch Vạn Tượng, Khoái Kiếm Vương đang định rời đi, lúc này nghe thấy tiếng quát lạnh lẽo kia, ánh mắt ba người lập tức nhìn về phía trước, sắc mặt nhanh chóng biến đổi. Bọn họ vốn còn đang nghĩ tới việc đối phó với đám người phi linh môn, thế nhưng thật không ngờ đối phương lại ra tay trước với ba người bọn họ. Siêu siêu! Trong phi linh môn, tất cả cường giả xuất hiện, cỗ khí thế cường hãn kia khiến cho đám người giang định rời đi lập tức dừng bước. Cả đám nhao nhao nhìn về phía đám người phi linh môn. Tiểu tử, ngươi muốn làm gì? Tuyệt Linh Vương bị Lục Lâm Thiên gọi là lão cẩu lập tức nổi giận. Thế nhưng trong lúc nổi giận thì trong lòng hắn cũng vô cùng lo lắng. Có náo nhiệt xem rồi. Tuyệt Linh Vương đáp lời khiến cho đám người vây xem chung quanh lập tức lùi lại. Loại tình huống này ở trong thành Cự Giang thực sự quá nhiều, mọi người đã sớm luyện thành thói quen nhanh chóng lùi lại, miễn cho bị liên lụy tới. Trong nháy mắt chung quanh cũng chỉ có ba người Tuyệt Linh Vương, Bạch Vạn Tượng cùng với Khoái Kiếm Vương. Tuyệt Linh Vương này vẫn mặc một bộ áo bào màu vàng, tuổi chừng 60. Khuôn mặt gầy gò, đôi mắt sâu có chút quỷ dị cùng âm trầm. Mái tóc một nửa trắng một nửa đen, cực kỳ đáng chú ý. Người nhận ra Tuyệt Linh Vương cũng không ít. Dù sao trong thành Cự Giang này, Tuyệt Linh Vương tuyệt đối được coi là người có thanh danh hiển hách. Bên người Tuyệt Linh Vương là Bạch Vạn Tượng, lúc này sắc mặt Bạch Vạn Tượng vô cùng ngưng trọng. Khoái Kiếm Vương kia càng thêm ngưng trọng, thực lực của hắn rõ ràng không đủ. Nhìn đám người phi linh môn trong không trung. Phần đông Vũ Vương cùng Linh Vương và yêu thú thất giai khiến cho trong lòng hắn cảm thấy lạnh lẽo. Ngươi thử nghĩ xem ta định làm gì. Sát ý trong mắt Lục Lâm Thiên bắn ra, hôm nay không giết mấy người này, về sau sẽ càng khó có cơ hội. Lục Lâm Thiên, đây là thành Cự Giang, thiên địa các đã sớm ban bố, trong thành Cự Giang nếu như có người động thủ thì giết không tha. Ngươi dám động tay động chân sao? Nhìn Lục Lâm Thiên, Tuyệt Linh Vương đột nhiên có chút sợ hãi. Lúc trước đối mặt với quỷ sát dương quá kia không có cỗ khí thế này. Bất quá trước tiên không nói đám linh vương, vũ vương hung hãn trong phi linh môn này, Lục Lâm Thiên ngày hôm qua trà đạp vũ vương ngũ hệ lăng thanh tuyển khiến cho trong lòng hắn vẫn vô cùng sợ hãi. Đây là bên ngoài thành Cự Giang cũng không phải là bên trong thành Cự Giang. Huống chi thi đấu đã chấm dứt, động thủ thì đã làm sao? Sát ý trong mắt Lục Lâm Thiên không ngừng bắn ra, quy củ của thành Cự Giang Lục Lâm Thiên đương nhiên cố kỵ. Bất quá lúc này cũng không có cách nào bận tâm quá nhiều. Ca ca. Lục Tâm Đồng đi tới bên người Lục Lâm Thiên, tuy rằng nàng không biết chuyện gì đang xảy ra. Thế nhưng nàng cũng biết, mấy người này tuyệt đối là cửu nhân của ca ca nàng,
cho nên một cỗ sát khí trên người nhanh chóng khuếch tán. Đừng dài dòng với hắn nữa, Linh Vương ngũ trọng kia giao cho ngươi, ta đối phó với tên này. Thiên Độc Yêu Long hét lớn một tiếng, là người không sợ náo nhiệt, lúc này hắn đã không nhịn được nữa. Thủ ấn trong tay run lên, yêu nguyên bàng bạc trên người tràn ra. Một cỗ khói đen xuất hiện, trong nháy mắt hóa thành một đạo quyền ấn phá không đánh về phía Bạch Vạn Tượng. Trước quyền ấn, không gian trực tiếp run rẩy. Hắc Hùng, hỗ trợ Độc Long huynh đối phó với người kia. Những người khác đối phó với Khoái Kiếm Vương. Thiên Độc Yêu Long ra tay, ánh mắt Lục Lâm Thiên cũng lập tức trầm xuống. Hắn chỉ có thể đối phó với Tuyệt Linh Vương mà thôi. Bất quá nếu muốn đánh chết đối phương cũng không dễ dàng cho lắm. Tuyệt Linh Vương này tuy rằng là Linh Vương ngũ trọng đỉnh phong, thế nhưng thực lực cũng không bằng Lăng Thanh Tuyền cùng Tử Yên. Giống. Một tiếng gầm gừ vang lên. Nhận được mệnh lệnh của chủ nhân, Hắc Hùng lập tức nhìn về phía Bạch Vạn Tượng rồi gào lên một tiếng. Thân thể trực tiếp bành trướng tới hơn 700 thước. Trên thân thể khổng lồ hắc quang quanh quẩn, một cỗ khí tức lan tràn ra chung quanh. Phanh. Một quyền của Thiên Độc Yêu Long được đánh ra, sắc mặt Bạch Vạn Tượng đại biến rồi nhanh chóng lùi lại. Bất quá tốc độ của Thiên Độc Yêu Long cũng không kém hắn lại luôn đuổi sát cho nên Bạch Vạn Tượng không có cách nào tránh đi, đành phải đánh ra một quyền chống lại. Thanh âm bạo liệt cực lớn nhanh chóng quanh quẩn trong không trung. Giống. Bản thể to lớn của Hắc Hùng xuất hiện, miệng gào thét một tiếng, trực tiếp đem một chân mang theo lực lượng nặng nề đạp về phía Bạch Vạn Tượng. Sắc mặt Bạch Vạn Tượng đại biến, thủ ấn trong tay nhanh chóng biến đổi, trong lúc hoảng sợ đánh ra một trường, hai cỗ lực lượng nhanh chóng va chạm. Phanh phanh. Lần này Hắc Hùng bị đẩy lùi một bước, thân thể Bạch Vạn Tượng trực tiếp lảo đảo lui về phía sau. Ha ha, lại ăn một quyền của bản long. Thiên Độc Yêu Long một lần nữa hung hăng đập tới. Căn bản không có ý định cho Bạch Vạn Tượng thở dốc. Còn có một người, mọi người liên thủ đối phó. Trong nháy mắt này, Thanh Hỏa Lão Quỷ lạnh lùng nhìn Khoái Kiếm Vương. Lúc này bọn hắn đương nhiên nhận ra Khoái Kiếm Vương này chính là Vũ Vương nhị trọng. Bất quá lúc này Phi Linh Môn còn có một đống Vũ Vương và Linh Vương nhất trọng, còn có yêu thú thất giai, Thanh Hỏa Lão Quỷ đương nhiên sẽ không sợ hãi. Người này để ta đối phó là được rồi, các ngươi qua giúp Hắc Hùng đi. Ánh mắt Huyết Mị lạnh lùng, nàng đối với đám người Thanh Hỏa Lão Quỷ cũng chưa quen thuộc. Lại thêm quan hệ với tính cách của Thị Huyết Linh Phong cho nên lúc động thủ cũng không muốn cùng người khác liên thủ. Mái tóc dài như máu lập tức phiêu đãng, giống như xuyên thủng không gian, một cỗ sát khí tràn ra bên ngoài, mang theo một tia huyết sắc đánh về phía Khoái Kiếm Vương. Trong tia huyết sắc này có vô số cây kim bắn ra. Sắc mặt Khoái Kiếm Vương lúc này đại biến, trường kiếm trong tay nhanh chóng huy động. Từng đạo kiếm quang được đánh ra rồi bao phủ trước người, ngăn cản kim quang huyết sắc xâm chiếm. Sát khí đám người Thanh Hỏa Lão Quỷ, Tả Thiên Khung, Linh Vũ Song Quái bắn ra, tăng thêm đám Nghịch Lân Yêu Bằng, Thái Âm Yêu Thỏ, còn có Trường Ngao Yêu Giải Thất Giai, hơn 10 đạo thân ảnh mang theo khí thế cường hãn vốn đang đánh về phía Khoái Kiếm Vương thế nhưng có Huyết Mị nhúng tay vào cho nên mọi người lập tức bao vây Bạch Vạn Tượng đang bị Hắc Hùng cùng Thiên Độc Yêu Long vây công. Phanh phanh, một đám Vũ Vương Linh Vương còn có yêu thú thất giai đánh tới, thanh âm bạo liệt vang vọng. Lúc này Bạch Vạn Tượng đã tuyệt vọng, hắn căn bản không có cách nào chống lại, muốn chạy trốn cũng là chuyện không có khả năng. Trên không trung, cùng lúc đó ánh mắt Lục Lâm Thiên tập trung vào trên người Tuyệt Linh Vương, Tiểu Long, Lục Tâm Đồng một trái một phải đứng bên người Lục Lâm Thiên sau đó nhanh chóng vây khốn Tuyệt Linh Vương vào bên trong. Bên ngoài còn có Thôi Hồn Độc Vương Đông Vô Mệnh, Quỷ Tiên Tử Bạch Oánh. Xảy ra chuyện gì? Nhìn thấy Lục Lâm Thiên mang theo đám cường giả Phi Linh Môn đột nhiên xuất kích, đám cường giả trên đài cao lập tức đại biến. Đám người Vân Khiếu Thiên, Lữ Chính Cường sững sờ, thế nhưng cũng không có ý định hỗ trợ mà chỉ đứng ở phía xa nhìn mà thôi. Mặc kệ, động thủ trước vậy. Lục Lâm Thiên mắt nhìn Tuyệt Linh Vương, trong lòng thầm nói một tiếng. Nhất định phải đánh chết kẻ này, cho nên trong nháy mắt thân thể đã bắn về phía trước. Không gian trực tiếp vặn vẹo. Mang theo thanh âm xé gió sắc bén. Chân khí trên người tuôn ra, nắm tay nắm chặt rồi tùy ý vung lên. Một quyền trực tiếp nện về phía Tuyệt Linh Vương. Hỗn đản. Trong lòng Tuyệt Linh Vương thầm mắng một tiếng, sắc mặt cực kỳ khó coi, ánh mắt trầm xuống. Mái tóc dài nửa đen nửa trắng kia lúc này như tung bay. Năm ngón tay tạo thành chảo, linh lực trong cơ thể tràn ra bên ngoài, kình phong cuồng bạo xuất hiện, trực tiếp khiến cho không gian vặn vẹo rồi đánh về phía Lục Lâm Thiên.
thực lực của Tuyệt Linh Vương tuyệt đối cường hãn, mọi người nhìn thấy Tuyệt Linh Vương công kích, lập tức hét lên tiếng kinh hô cùng chói tai. Sao đám người Phi Linh Môn lại chặn giết Tuyệt Linh Vương cùng Bạch Vạn Tượng vậy? Rốt cuộc có chuyện gì xảy ra, Tuyệt Linh Vương sao lại chọc tới Phi Linh Môn? Chẳng lẽ các ngươi không biết sao? Lục Lâm Thiên chính là Quỷ Sát Dương Quá. Lúc trước Tuyệt Linh Tông cùng Vạn Tượng Môn vây công Quỷ Sát Dương Quá, hiện tại có lẽ đang báo thù a. Tuyệt Linh Vương lần này gặp phiền toái lớn rồi, lúc trước Quỷ Đao Môn cũng bị Phi Linh Môn diệt a. Trong tiếng nghị luận của mọi người, một đạo chảo ấn của Tuyệt Linh Vương nhanh chóng đánh tới. Lúc này Lục Lâm Thiên đã sớm có sự chuẩn bị, ánh mắt ngày càng lạnh lẽo, thân thể nhanh chóng trở nên mơ hồ rồi biến mất tại chỗ. Siêu! Đạo chảo ấn mang theo không gian vặn vẹo trực tiếp đánh vào trong không gian nơi Lục Lâm Thiên đứng. Đạo chảo ấn đánh xuống trong ánh mắt kinh hãi của vô số người, thế nhưng đạo chảo ấn này không ngờ lại đánh hụt. Trong không gian lúc này tuyệt đối hỗn loạn, hơn 10 vũ vương cùng linh vương và yêu thú thất giai vây công Bạch Vạn Tượng, cảnh tượng này quả thực quá rung động. Trình độ hỗn loạn này khiến cho không gian trực tiếp sụp đổ. Phốc phốc, chỉ giao thủ chưa đầy một chung. Bạch Vạn Tượng lập tức phun ra một ngụm máu tươi. Một chưởng của Hắc Hùng trực tiếp đánh vào trên người hắn. Phanh phanh. Ngay sau đó, Trường Ngạo Yêu Giải cùng Cửu Đầu Yêu Giao cũng nhanh chóng đánh ra công kích. Bạch Vạn Tượng lúc này đã bị thương lại bị thương chồng chất, một lần nữa lại phun ra máu tươi. Con mẹ nó, dám trêu vào Phi Linh Môn, bản long muốn bổ sống ngươi. Thiên Độc Yêu Long lớn tiếng quát, thân thể lại bước ra một bước, yêu nguyên quanh người hội tụ. Đột nhiên phát ra khí tức cuồng bạo. Một đạo trưởng ấn màu xanh cực lớn từ trong tay hắn nhanh chóng đánh về phía Bạch Vạn Tượng. Phanh phanh. Thanh âm bạo liệt vang lên. Bạch Vạn Tượng lập tức bị một trưởng của Thiên Độc Yêu Long đánh bay. Kinh khí bàng bạc không ngừng khuếch tán. Một cỗ năng lượng cực kỳ cuồng bạo tràn ngập. Kinh phong bắn ra bốn phía, giống như địa chấn. Phanh. Lại một tiếng vang lớn vang lên. Bạch Vạn Tượng ầm ầm đập vào mặt đất, máu tươi trong miệng phun ra xa. Dưới sự vây công như vậy, thực lực của hắn tuy rằng không thấp, cũng là vũ vương tam trọng đỉnh phong. Thế nhưng cũng không có cách nào chống lại một đống lớn vũ vương cùng linh vương của Phi Linh Môn, không những thế lại còn yêu thú thất giai vây công. Lại còn đám Thiên Độc Yêu Long, Hắc Hùng thực lực không dưới hắn. Còn chưa chết sao, lại ăn một quyền của bản long. Thanh âm của Thiên Độc Yêu Long quanh quẩn trong không trung. Độc Long huynh, còn chưa chết thì bắt sống là được. Thanh Hỏa lão quỷ lập tức ngăn cản Thiên Độc Yêu Long. Bắt sống một vũ vương tam trọng so với giết chết thì hữu dụng hơn nhiều a. Được rồi. Lúc này Thiên Độc Yêu Long mới dừng tay, nhanh chóng cấm chế Bạch Vạn Tượng đang uể oải. Ta đầu hàng. Dưới sự công kích của Huyết Mị, Khoái Kiếm Vương đã vô cùng chật vật, tăng thêm trong lòng hắn cũng không ngốc. Bạch Vạn Tượng đã bị cấm chế, thực lực bản thân hắn lại thấp hơn Bạch Vạn Tượng kia, căn bản không có cách nào phản kháng. Ầm ầm. Trong không trung, Lục Tâm Đồng, Thôi Hồn Độc Vương Đông Vô Mệnh, Quỷ Tiên Tử Bạch Oánh nhanh chóng ngưng tụ một đạo công kích, hung hăng đánh về phía trước. Sắc mặt Tuyệt Linh Vương trầm xuống, linh lực trong người tuôn ra, miệng quát lạnh một tiếng. Linh hỏa nóng bỏng lượn lờ trên đầu ngón tay, sau đó 10 ngón tay đột nhiên điểm về phía trước. Siêu siêu. Lúc này 10 đạo chỉ ấn nóng bỏng xẹt qua không gian mang theo thanh âm xé gió trầm thấp vang vọng trong không trung. Khiến cho màng tay mọi người đau đớn. Kinh khí phô thiên cái địa trực tiếp đem công kích của Thôi Hồn Độc Vương Đông Vô Mệnh, Quỷ Tiên Tử Bạch Oánh, Lục Tâm Đồng đánh nát. Nể mặt thiên địa các chúng ta, các vị mau dừng tay. Động tĩnh lớn như vậy khiến cho sắc mặt Kình Linh Vương cùng đám cường giả trong thiên địa các trầm xuống. Dù sao đại hội cũng vừa mới chấm dứt, hỗn loạn như vậy thì mặt mũi của thiên địa các để ở đâu cơ chứ? Siêu! Thanh âm vừa dứt. Lục Lâm Thiên lại một lần nữa công kích thì đột nhiên thân thể Kình Linh Vương xuất hiện trước người Lục Lâm Thiên. Một đạo quang mang trực tiếp vây quanh người hắn, sau đó nói. Lục trưởng môn, đây là thành Cự Giang, Lục trưởng môn vẫn nên thu liễm một chút. Ánh mắt Lục Lâm Thiên trầm xuống, không ngờ thiên địa các vẫn ra tay ngăn cản. Không gian chung quanh hắn lúc này đã bị áp chế, căn bản không có cách nào nhúc nhích. Thực lực Kình Linh Vương này quả nhiên mạnh mẽ. Mạnh tới mức không thể tưởng tượng nổi. Siêu. Đúng lúc này, trong không gian Lục Lâm Thiên bị phong tỏa đột nhiên xuất hiện gợn sóng. Một đạo thân ảnh cao ngất trực tiếp xuất hiện. Người này trên đầu có một mái tóc xanh, thân ảnh cao ngất. Đạo thân ảnh này vừa mới xuất hiện,
một cỗ uy áp cường hãn đột nhiên khuếch tán. Dưới cỗ uy áp này, Kình Linh Vương là người đầu tiên đứng mũi chịu sào, sắc mặt lập tức tái nhợt. Trên mặt nhanh chóng hiện lên sự kinh hãi. Kình Linh Vương, chuyện thiên địa các ngươi quản cũng quá rộng a. Không ngờ lại dám ra tay với một hậu bối, lại là trưởng môn của Phi Linh Môn ta. Có phải ngươi quá mức rồi hay không? Chẳng lẽ muốn bắt nạt Phi Linh Môn ta? Thân ảnh mặc áo lam này vừa mới xuất hiện, một tiếng quát lạnh lẽo lập tức vang vọng trong không gian. Một cỗ khí tức lạnh lẽo lặng lẽ tràn ra bốn phía. Cỗ khí tức lạnh lẽo này truyền ra, cả không gian đột nhiên lạnh lẽo. Ngay lúc đó, quang cháo do Kình Linh Vương bố trí lập tức bị đóng băng. Linh Vương cửu trọng mà thôi, phá. Một thanh âm giận dữ bá đạo tuyệt luân vang lên. Một cỗ khí tức lạnh lẽo lan tràn khiến cho chân khí của tất cả cường giả trên đài cao lúc này đều đình trệ. Trong nháy mắt lão giả áo lam này khẽ phất tay lên, quang cháo bị đóng băng kia lập tức vỡ tan. Phanh phanh. Một thanh âm thanh thúy vang lên. Quang cháo do Kình Linh Vương bố trí lập tức tan thành từng mảnh nhỏ. Thân thể Kình Linh Vương cũng bị đánh bay, sau đó lảo đảo lùi về phía sau vài chục thước mới ổn định được thân thể, sắc mặt tái nhợt vô cùng. Sư huynh. Trong nháy mắt này trong lòng Lục Lâm Thiên vô cùng kích động. Người này cũng không phải là ai khác, mà chính là sư huynh Băng Mộc Tôn giả của hắn, người đứng đầu thập đại cường giả 30 năm trước. Là Băng Mộc Tôn giả tới. Trong nháy mắt không ít cường giả trên đài cao hít sâu một hơi. Thật mạnh. Sắc mặt Tuyệt Linh Vương đại biến. Người đột nhiên xuất hiện bên người Lục Lâm Thiên lúc này quá mạnh mẽ. Sắc mặt hắn trầm xuống nhanh chóng muốn trốn đi. Lúc này Khoái Kiếm Vương cùng Bạch Vạn Tượng đã bị cấm chế cho nên hắn chỉ có thể trốn một mình mà thôi. Một Linh Vương ngũ trọng nho nhỏ dám trêu vào Phi Linh Môn ta. Tự gây nghiệt thì không thể sống. Trong nháy mắt khi Tuyệt Linh Vương chạy trốn, một thanh âm lạnh lẽo vang lên trong thiên địa. Ngay lúc đó, Băng Mộc Tôn giả lại hung hăng tát về phía xa một cái. Một màn khiến cho mọi người kinh ngạc xuất hiện. Một cái tát này của Băng Mộc Tôn giả khiến cho không gian lập tức bị đóng băng một đường thẳng. Không gian chung quanh thân thể Tuyệt Linh Vương trực tiếp bị đóng băng. Ngay sau đó băng vỡ, không gian như sụp đổ, thanh âm bạo liệt vang lên không ngừng. Thanh âm bạo liệt cực lớn quanh quẩn bốn phía. Tất cả mọi người đều nhìn thấy một cảnh tượng vô cùng kinh hãi. Thân thể Tuyệt Linh Vương trong không gian sụp đổ kia đột nhiên hóa thành vô số mảnh vỡ. Một cường giả Linh Vương ngũ trọng đỉnh phong. Không ngờ lại bị một cái tát của người ta đánh chết. Thật mạnh. Vô số thanh âm sợ hãi thán phục vang lên. Lúc này có vô số người hít sâu một hơi. Đây chính là cường giả Linh Vương ngũ trọng đỉnh phong a. Không ngờ trước mặt người áo lam này lại không chịu nổi một kích. Tất cả cường giả trên đài cao cũng hít sâu một hơi, mồ hôi lạnh chạy ròng ròng. Mà ngay cả đám người Kình Linh Vương, Vân Khiếu Thiên, Gia Cát Tây Phong, Lữ Chính Cường, Mộ Dung Lan Lan lúc này cũng vô cùng rung động. Thực lực của Băng Mộc Tôn giả không ngờ đã tới một bước này rồi. Trong lúc mọi người sợ hãi cùng thán phục, đám người Thôi Hồn Độc Vương Đông Vô Mệnh, Quỷ Tiên Tử Bạch Oánh, Tả Thiên Khung, Linh Vũ Song Quái của Phi Linh Môn cũng không khỏi tắc lưỡi một phen. Đặc biệt là Tả Thiên Khung, Linh Vũ Song Quái, đây là lần đầu tiên hai người nhìn thấy Băng Mộc Tôn giả ra tay, ba người nhìn nhau, trong lòng vô cùng chấn động. Bọn họ không nghĩ tới trong Phi Linh Môn lại có cường giả khủng bố như vậy. Tuyệt Linh Vương hoàn toàn không có sức hoàn thủ, vô cùng đáng sợ. Tất cả đám người bốn phía lúc này đều bị Băng Mộc Tôn giả làm cho chấn động, cảnh tượng một cái tát đánh chết Linh Vương ngũ trọng đỉnh quả thực quá rung động. Bên trong Phi Linh Môn thực sự có Vũ Tôn a. Lúc này trong lòng mọi người đều thầm nói một câu, tuy rằng bọn họ đã sớm biết rõ trong Phi Linh Môn có Vũ Tôn. Thế nhưng lúc này tận mắt nhìn thấy Băng Môn Tôn giả lại là rung động khác. Trong lòng mọi người đối với Lục Lâm Thiên lúc này vô cùng kiêng kỵ. Có Vũ Tôn hay không chính là mấu chốt để một môn phái có thể đặt lên mặt bàn hay không, cũng chính là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau. Tất cả mọi người nghe kỹ cho ta, dám tùy ý trêu vào người Phi Linh Môn ta, bất kể là ai sát phá quân ta tuyệt đối cũng không buông tha cho kẻ đó. Ánh mắt sát phá quân đầy vẻ lạnh lẽo. Thanh âm vô cùng bá đạo quanh quẩn trong không trung tĩnh lặng. Khiến cho trong lòng tất cả mọi người không khỏi run lên. Phi Linh Môn quả thực không dễ chọc, mỗi một người trong Phi Linh Môn này đều vô cùng bá đạo. Ta tưởng là ai, hóa ra là Băng Mộc Tôn giả sát phá quân, các hạ giết người ở trong thành Cự Giang, có biết lệnh cấm của thiên địa các hay không? Kình Linh Vương nhìn Băng Mộc Tôn giả, vô cùng bất đắc dĩ thở dài một hơi.
Kình Linh Vương, người đừng dài dòng. Thi đấu đã chấm dứt, lệnh cấm của thiên địa các ngươi đã hết hiệu lực. Lại nói, đây là bên ngoài thành Cự Giang, cũng không phải ở bên trong. Những người này đã có cựu oán cùng với Phi Linh Môn chúng ta giết thì đã tính sao? Nếu như không phục ngươi có thể tìm ta động thủ. Ánh mắt Sát Phá Quân run lên, nhìn vào Kình Linh Vương rồi nói. Sát Phá Quân nói vậy khiến cho Kình Linh Vương cùng chúng cường giả thiên địa các lập tức nhìn nhau, sắc mặt vô cùng khó coi. Lời nói của Sát Phá Quân khiến cho bọn hắn không có cách nào phản bác. Nếu muốn động thủ, người ta chính là Vũ Tôn, thực lực của bọn hắn không đủ. Trừ phi là cường giả trong các ra tay, thế nhưng cường giả trong các cũng không bởi vì những chuyện như thế này mà tùy tiện ra tay. Huống chi những lời đối phương nói cũng có đạo lý. Hắc hắc, trong lòng Lục Lâm Thiên hiện tại đang cười thầm, xem bộ dáng của vị sư huynh này, đám người Kình Linh Vương nhất định sẽ vô cùng kinh ngạc a. Không nghĩ tới vị sư huynh này lại khí phách như vậy. 30 năm trước có lẽ vị sư huynh này cũng chiếm hết danh tiếng a. Lúc này trong lòng Lục Lâm Thiên cũng có chút dao động. Phải có thực lực tuyệt đối mới được. Dưới thực lực tuyệt đối, cho dù đám người Kình Linh Vương có kinh ngạc cũng không dám làm gì. Phá Quân đại ca, sao huynh lại tới đây? Nhìn thấy Sát Phá Quân xuất hiện, Lục Tâm Đồng nhanh chóng chạy qua. Vốn nàng gọi là lão bá, thế nhưng bởi vì liên quan tới xưng hô của ca ca nàng cho nên Lục Tâm Đồng cũng đã sớm sửa thành đại ca. Ta đều ở nơi này chỉ là không có lộ diện mà thôi. Nhà đầu, lần này biểu hiện không tệ, tốt lắm. Nhìn Lục Tâm Đồng, sự bá đạo của Sát Phá Quân lập tức được thu lại, khóe miệng nở nụ cười vui vẻ. Người có thể làm cho Sát Phá Quân vui vẻ quả thực không có mấy. Mà Lục Tâm Đồng tuyệt đối là một trong số ít người đó. Lão gia hỏa, xuất hiện thật đúng lúc, ta ngày càng thích ngươi rồi đó. Tiểu Long chớp chớp mắt, nhanh chóng tới trước mặt Sát Phá Quân rồi thân mật vỗ bả vai hắn, cười hắc hắc nói. Tiểu bất điểm nhà ngươi. Sát Phá Quân mỉm cười, vỗ cái đầu nhỏ của Tiểu Long. Bái kiến sư huynh. Lục Lâm Thiên tiến lên phía trước hành lễ, quả thực hắn không nghĩ tới sư huynh Sát Phá Quân lại đột nhiên xuất hiện. Lần này biểu hiện không tệ. Nếu như Nam Thúc biết được nhất định sẽ cao hứng. Nhìn Lục Lâm Thiên, Sát Phá Quân nở nụ cười thỏa mãn. Xem ra đã thật tâm coi Lục Lâm Thiên là thân sư đệ của mình. Băng Mộc Tôn giả này đúng là sư huynh của Lục Lâm Thiên a. Nghe Lục Lâm Thiên cùng Băng Mộc Tôn giả đối thoại, sắc mặt các cường giả đại biến. Rốt cuộc là dạng sư phụ gì mới có thể dạy bảo ra hai người đệ tử như vậy. Hai lần tham dự thi đấu thập đại cường giả trên đại lục đều đứng đầu. Mà hai người lại là sư huynh đệ, nhân vật phía sau màn bồi dưỡng được hai người này, sợ rằng tuyệt đối cường hãn a. Lúc này mọi người đương nhiên cũng không biết, Lục Lâm Thiên cùng Sát Phá Quân cũng không phải thực sự là sư huynh đệ, bất quá người giật dây hai người quả thực không phải là người thường. Sát Phá Quân, không nghĩ tới người cũng tới đây. Một tiếng cười to vang lên, thân ảnh Vân Khiếu Thiên lóe lên rồi lập tức xuất hiện trước mặt Sát Phá Quân. Sát Phá Quân, đã vài thập niên không hiện thân rồi a. Vừa mới xuất hiện đã tạo thành oanh động không nhỏ. Ánh mắt Lữ Chính Cường cũng khẽ đổi, dường như cũng vô cùng hiểu rõ Sát Phá Quân. Vạn Thú Vương Doãn Ngạc, Kinh Lôi Vương Vi Băng Ngạn, Kim Kiếm Vương Cổ Kiếm Phong, Tử Xương Vương Âu Dương Huyền Anh lập tức tiến lên hàn huyên. 30 năm trước mọi người cũng có mặt ở trên đảo Bình Nham thi dấu bài danh. Lúc này hội tụ lại một lần nữa cũng có cảm giác hoài niệm. Khi trước mọi người vốn còn là người trẻ tuổi, mà lúc này đã có cuộc sống của riêng mình, đều trở thành nhất môn chi chủ. Đã lâu không gặp, Sát Phá Quân mỉm cười, mấy người ở đây đều là người quen cho nên hắn cũng hàn huyên một phen. Thế nhưng đối với người của Thành Ma Vân lại lãnh đạm không ít. Trong lúc mọi người hàn huyên, Lục Lâm Thiên lùi về phía sau. Ánh mắt nhìn vào hai người Khoái Kiếm Vương cùng Bạch Vạn Tượng đang bị cấm chế. Khi trước Bảo Thanh Hỏa Lão Quỷ cùng Tả Thiên Khung giữ lại hai người này, trong lòng hắn đã có một ít chú ý. Tuyệt Linh Vương lại bị Sát Phá Quân tát một cái chết tươi, quả thực có chút đáng tiếc. Sắc trời vào đêm, màn đêm bao phủ thiên địa, trong thành Cự Giang lúc này vẫn vô cùng náo nhiệt, liên tiếp thi đấu vài ngày thế nhưng mọi người vẫn chưa thỏa mãn. Cuối cùng Băng Mộc Tôn giả Sát Phá Quân xuất hiện khiến cho mọi người sợ hãi thán phục. Không nghĩ tới lần này thậm chí còn có một cường giả Vũ Tôn trong truyền thuyết xuất hiện. Lật tay là giết chết một linh vương ngũ trọng đỉnh, cảnh tượng này càng khiến cho người ta xôi trào. Trong từng tử quán của thành Cự Giang hiện tại náo nhiệt tới tận cùng,
mọi người đang không ngừng miêu tả vô cùng sinh động. Những điểm đặt cược lúc này cũng có những người xếp hàng trắng đêm. Có người vui mừng, có người lo, có người lợi nhuận đầy túi, có người đền táng ra bại sản. Lúc này, bên ngoài một tiểu điếm, hơn 10 người hoàng gia cũng có mặt ở đó. Hoàng Chí Lương lúc này cười không dứt miệng, hắn đã phát lớn. Đặt 3.000 vạn kim tệ chỉ mất 1.000 vạn kim tệ mà thôi. 1.000 vạn kim tệ đặt quỷ sát dương quá đứng thứ nhất, quỷ sát dương quá đương nhiên chính là Lục Lâm Thiên. Đương nhiên cũng tương đương với việc hắn chiến thắng. Lần này một bồi 8, được 8.000 vạn kim tệ. Mà còn có 1.000 vạn kim tệ đặt Thánh Nữ Thiên Các ở vị trí thứ 2, tỷ lệ một bồi 7, lại thu được 7.000 kim tệ. Quả thực chính là một con số khổng lồ, đủ để mua toàn bộ hoàng gia. Số tiền của Phi Nghĩa lần này khá lớn. Trong một đình viện yên tĩnh trong thành Cự Giang, lúc này đám người Lục Lâm Thiên, Sát Phá Quân, Thôi Hồn Độc Vương Đông Vô Mệnh, Quỷ Tiên Tử Bạch Oánh, Hắc Hùng, Huyết Mị đang ngồi đó. Chúng ta trở lại rồi. Đại môn mở ra, Thiên Độc Yêu Long, Tiểu Long, Thanh Hỏa Lão Quỷ, Tả Thiên Khung, Linh Vũ Song Quái vui vẻ đi tới. Đặc biệt là Thanh Hỏa Lão Quỷ, Tả Thiên Khung, Linh Vũ Song Quái, sắc mặt mấy người này cực kỳ kích động. Thế nào, thu hồi được chưa? Nhìn thấy mọi người trở lại, ánh mắt Lục Lâm Thiên khẽ đổi, mỉm cười nói. Một phần không nhỏ, tổng cộng cả vốn lẫn lãi là 2.8 vạn ức kim tệ, bọn hắn gom góp rất lâu mới gom góp được, hiện tại đã đóng cửa. Thiên Độc Yêu Long cười lớn, vô cùng đắc ý. Trưởng môn, thế lực sau lưng cửa hàng đặt cược kia lần này có lẽ đã phá sản. Ngay từ đầu bọn hắn đã muốn trốn nợ, Độc Long cung phụng nổi giận cho nên bọn chúng đành phải ngoan ngoãn lấy ra. Tả Thiên Khung cười nói. Rốt cuộc xảy ra chuyện gì, lấy đâu ra 2.8 vạn ức kim tệ, sao lại nhiều như vậy? Thôi Hồn Độc Vương Đông Vô Mệnh rung động, đây tuyệt đối là con số lớn. Tiếp cận 3 vạn ức a, quá kinh khủng. Lục Lâm Thiên mở miệng cười rồi lập tức đem chuyện bản thân đặt cược ra nói với 3 người Thôi Hồn Độc Vương Đông Vô Mệnh, Quỷ Tiên Tử Bạch Oánh, Sát Phá Quân khiến cho 3 người líu lưỡi. 2.8 vạn ức kim tệ, đây quả thực là số lượng không ít. Sát Phá Quân hít sâu một hơi. Nhiều kim tệ như vậy đủ để Phi Linh Môn phát triển a. Thôi Hồn Độc Vương Đông Vô Mệnh kích động tới mức liên tục xoa tay. Lục Lâm Thiên mỉm cười. Lần này thắng hắn còn phải phân 2 thành cho tỷ muội hoàng gia, hắn cũng nói qua, phần này coi như là cảm tạ hoàng gia chiếu cố. Thế nhưng phải mấy ngày sau mới sắp xếp được, dù sao ngày mai hắn cũng phải đi tới thiên địa các lấy linh khí cùng với Long Dương Linh Quả. Ca ca, 2 năm qua huynh đi tới đâu vậy? Muội lo lắng muốn chết. Nhìn ca ca mình, Lục Tâm Đồng nhanh chóng hỏi. Nghe Lục Tâm Đồng hỏi vậy, ánh mắt mọi người cũng tập trung vào trên người Lục Lâm Thiên. Đây cũng là vấn đề mà tất cả mọi người đều muốn biết. Lục Lâm Thiên sờ mũi, có một số việc đương nhiên hiện tại còn chưa phải thời gian thích hợp để nói. Có thể từ trong huyền thiên bí cảnh đi ra, phá rồi lại lập cũng là cửu tử nhất sinh cho nên hắn nói. Chuyện này quả thực vô cùng dài dòng, về sau có thời gian thì mới tỉ mỉ nói được. Tiểu tử, người thành thật khai báo xem, người còn những bí mật nào khác gạt ta nữa. Linh Vũ Song Tu, giấu giếm ta lâu như vậy. Ngươi quả thực đủ cẩn thận a. Thôi Hồn Độc Vương Đông Vô Mệnh trừng mắt nhìn Lục Lâm Thiên rồi nói. Thân phận Linh Vũ Song Tu của Lục Lâm Thiên khiến cho hắn tới hiện tại vẫn vô cùng khiếp sợ, điều này quả thực khiến cho người ta không thể tưởng tượng nổi. Hắc hắc. Lục Lâm Thiên cười hắc hắc không nói gì, bí mật trên người hắn lúc này không phải là không tin người trong Phi Linh Môn, mà là càng giữ bí mật càng tốt. Lục Lâm Thiên từ trong miệng mọi người nhanh chóng biết được những chuyện xảy ra những năm gần đây của Phi Linh Môn. Những chuyện này từ trong miệng đám người hoàng gia Lục Lâm Thiên cũng biết được một ít cho nên lúc này chỉ biết kỹ hơn mà thôi. Ma Tâm Cốc đã bị diệt, song Đao Môn cùng Bách Linh Tông không ngờ lại dục dịch. Lần này cùng động thủ giải quyết một lần đi. Nghe tình hình gần đây của Phi Linh Môn xong, trong mắt Lục Lâm Thiên hiện lên hàn ý. Song Đao Môn cùng Bách Linh Tông không ngờ lại dám dục dịch. Vậy thì hắn vừa vặn có cớ loại bỏ 2 sơn môn này. Trưởng môn, 3 vị phu nhân tới. Lúc này thanh âm của Hoàng Bác Nhiên vang lên, lập tức cái đầu bóng loáng của Hoàng Bác Nhiên xuất hiện trong phòng. 3 vị phu nhân sao? Lục Lâm Thiên sửng sờ rồi lập tức mỉm cười, hẳn là Vô Song, Hồng Lăng cùng Tiểu Linh tới đây. Đi thôi, có việc sau này bàn tiếp, trước tiên ngươi nên ứng phó mấy vị hôn thê của mình thì hơn.
Sát Phá Quân mỉm cười nhìn Lục Lâm Thiên, khóe miệng mỉm cười trêu chọc nói. Trưởng môn, vậy chúng ta cũng cáo lui trước. Mọi người cũng mỉm cười hiểu ý, nhanh chóng rời đi. Ba vị phu nhân, mời. Lúc này Trương Minh Đào đã cung kính mang theo ba thân ảnh xinh đẹp đi tới. Đúng là ba người Lục Vô Song, Vân Hồng Lăng, Lữ Tiểu Linh. Tam nữ tiến vào đình viện nơi Phi Linh Môn đặt chân liền bị đám đệ tử một câu phu nhân, hai câu phu nhân khiến cho tam nữ vô cùng thẹn thùng. Bái kiến ba vị phu nhân. Tam nữ xuất hiện, đám người Thanh Hỏa Lão Quỷ, Tả Thiên Khung lập tức hành lễ rồi thức thời rời đi. Trong lòng mọi người không khỏi cảm thán một câu, ba nữ tử tuyệt sắc như vậy cũng chỉ có thể trưởng môn mới có thể hưởng cái phúc này. Tiểu Long, chúng ta cũng đi. Lục Tâm Đồng mỉm cười nhanh chóng lôi Tiểu Long rời khỏi phòng. Mọi người thức thời rời khỏi, Lục Tâm Đồng cũng nhanh chóng rời đi. Trong phòng hiện tại cũng chỉ còn Lục Lâm Thiên cùng với tam nữ. Nhìn tam nữ trước mặt, Lục Lâm Thiên không khỏi vui vẻ. Tiểu Tặc, ở trước mặt thiếp không ngờ chàng còn dám trêu hoa ghẹo nguyệt, để xem thiếp thu thập chàng thế nào. Lúc này Vân Hồng Lăng vẻ mặt còn mới thẹn thùng khi trước đột nhiên nổi bão lao thẳng về phía Lục Lâm Thiên. Ta nào có. Lục Lâm Thiên ngẩn người, lập tức nhảy ra. Vân Hồng Lăng ra tay bình thường rất nặng a. Thiếp tận mắt chứng kiến, chàng cùng Tử Yên của Thiên Địa Các, còn có Đạm Đài Tuyết Phi của Thiên Vân đảo mắt đi mày lại. Lần này thiếp không bỏ qua cho chàng. Lữ Tiểu Linh cũng quát lớn một tiếng, nhanh chóng vây công Lục Lâm Thiên. A! À, một lát sau trong phòng vang lên tiếng kêu thảm thiết. Khổ thân lão đại, chuyện này đệ cũng không có cách nào giúp huynh, tự gây nghiệt a. À. Ngoài căn phòng, Tiểu Long chớp chớp mắt. Sau khi nghe tiếng kêu thảm thiết vang lên từ trong phòng, nó không khỏi bất đắc dĩ mà lắc đầu. Trong đình viện, đệ tử Phi Linh Môn đều nghe thấy tiếng kêu thảm thiết của trưởng môn, thế nhưng cả đám đều nở nụ cười hiểu ý. Không có ai tới quấy rầy. Đêm khuya, trong phòng Lục Lâm Thiên lúc này toàn thân đã tràn ngập vết thương. Cánh tay, đùi, toàn bộ đều là vết nhéo. Có đau không? Nhìn bộ dáng của Lục Lâm Thiên, Vân Hồng Lăng, Lữ Tiểu Linh một trái một phải vẻ mặt đau lòng giúp Lục Lâm Thiên xoa bóp. Các nàng nói xem có đau hay không? Bị hai nữ tử này xoa toàn thân, trong người Lục Lâm Thiên lập tức có một cỗ lửa nóng. Mắt trợn lên nhìn hai nữ. Miệng cười tà rồi lập tức dùng tay bấm trên cặp mông ngạo nghệ của hai nàng. A! À, hai người lập tức yêu kiều kêu lên một tiếng, hung hăng trừng mắt nhìn Lục Lâm Thiên. Được rồi, đừng làm rộn nữa, còn giống như tiểu hài tử vậy. Lục Vô Song mỉm cười đi tới bên cạnh ba người rồi nói. Chúng ta trở về đi, Lâm Thiên cũng mệt rồi, để cho chàng nghỉ sớm một chút. Các nàng muốn đi sao? Sao không ở lại? Lục Lâm Thiên nhìn tam nữ, lập tức ngạc nhiên nói. Không đi, chàng còn muốn chúng ta ở lại làm gì? Vân Hồng Lăng trừng mắt nhìn Lục Lâm Thiên. Ta còn có thể làm gì khác sao? Lục Lâm Thiên nở nụ cười tà, ý tứ trong mắt vô cùng rõ ràng. Nhìn chàng kìa. Lữ Tiểu Linh trừng mắt nhìn Lục Lâm Thiên, từ trong ánh mắt của Lục Lâm Thiên nàng đã biết tên tiểu tử này suy nghĩ cái gì. Ta rất thuần khiết nha. Lục Lâm Thiên vô sỉ cam đoan. Mới là lạ. Vân Hồng Lăng quát lên một tiếng, nàng không tin chuyện này. Sau đó nàng lập tức quay đầu về phía Lục Vô Song rồi nói. Vô Song tỷ, đêm nay tỷ ở lại nha. Trông chừng chàng, đừng để chàng đi trêu hoa ghẹo nguyệt. Nói không chừng chúng ta vừa đi, chàng sẽ lập tức tìm cớ đi gặp Tử Yên cùng Đạm Đài Tuyết Phi kia. Ta ở lại sao? Lục Vô Song lập tức ngạc nhiên. Đúng vậy. Muội cùng Hồng Lăng tỷ đã thương lượng qua, đêm nay Vô Song tỷ sẽ ở lại coi chừng tiểu lừa gạt này. Lữ Tiểu Linh nói xong lập tức nở nụ cười giảo hoạt, sau đó nhân lúc Lục Vô Song còn chưa lấy lại tinh thần liền lập tức cùng Vân Hồng Lăng rời đi. Lục Vô Song khẽ cười khổ một cái, đương nhiên nàng hiểu rõ ý tứ của hai nữ nhân này. Lâm Thiên, những năm này chàng có khỏe không? Nhìn chăm chú vào Lục Lâm Thiên trong phòng, Lục Vô Song khẽ mở miệng nói. Ta khỏe, các nàng cùng nương thân ở trên Vân Dương Tông vẫn tốt chứ? Nhìn nữ tử yêu nhã trước mặt, Lục Lâm Thiên chậm rãi tiến lên, hai tay mở ra nhanh chóng kéo nàng vào trong ngực. Mấy năm không gặp khiến cho nhớ nhung của hắn càng sâu. Chúng ta cùng với hai người đều tốt, chàng cứ yên tâm đi, bất quá mẫu thân rất nhớ chàng, có thời gian thì về gặp mẫu thân một lát. Lục Vô Song cúi đầu dựa vào lồng ngực rộng lớn kia.
Cỗ khí tức quen thuộc khiến cho lòng nàng giống như con nai chạy loạn. Lục Lâm Thiên ngồi xuống, đặt nữ tử trong lòng lên đùi rồi nói. Được, ta cũng có ý định gần đây sẽ trở lại Vân Dương Tông một phen. Ngồi trên đùi, mùi hương nhàn nhạt cùng với sự ma sát khiến cho Lục Lâm Thiên vô cùng sảng khoái, phản ứng sinh lý lập tức xuất hiện. Một thứ nóng hừng hực nhanh chóng dựng vào mông Lục Vô Song. Chàng muốn làm gì? Lục Vô Song cũng đã sớm trải qua chuyện nam nữ, cho nên lúc này cảm giác được có thứ nóng bỏng dưới mông, ánh mắt lập tức ướt át, vẻ mặt xấu hổ nhìn vào Lục Lâm Thiên, sau đó đem đầu dựa vào trên lồng ngực Lục Lâm Thiên. Lục Lâm Thiên không nói gì, hai tay không nhàn rỗi một chút nào, một tay trực tiếp thăm dò vào trong ngực Lục Vô Song, nhanh chóng nắm đôi ngọc thỏ ngạo nghễ mà quen thuộc kia. Nhanh chóng xoa nắn, mà một tay còn lại từ lưng Lục Vô Song đi xuống, cuối cùng rơi vào bờ mông của nàng, cảm nhận sự co giãn. Tiếng thở dốc mềm mại từ trong miệng Lục Vô Song phát ra. Lục Vô Song cúi đầu tựa vào lồng ngực Lục Lâm Thiên, cuối cùng dường như không nhịn được mà thấp giọng nhỏ nhẹ nói. Lâm Thiên, cảm nhận thân thể trong lòng đã nóng rực, giống như một thứ ký khiến cho Lục Lâm Thiên càng có cảm giác nóng bỏng. Hai tay ôm thật chặt thân thể mềm mại, mũi tham lam hít vào mùi hương nhàn nhạt từ mái tóc đen nhánh bên vai nàng. Vô Song, ta muốn nàng. Lục Lâm Thiên cúi đầu nói bên tai Lục Vô Song. Một tiếng này giống như mưa xuân lập tức kích động nội tâm Lục Vô Song khiến cho nàng có chút ngượng ngùng nói nhỏ bên tai Lục Lâm Thiên. Được, thiếp đã là người của chàng rồi mà. Nghe vậy máu tươi trong người Lục Lâm Thiên lập tức như sôi sục, nhanh chóng ôm lấy thân thể mềm mại kia. Cái trụ bên dưới lúc này đã cương cứng hết mức, Lục Lâm Thiên đứng dậy, ôm nàng vào giường. Lục Lâm Thiên như vậy khiến cho Lục Vô Song đã sớm không còn chút sức lực nào, toàn thân mềm nhũn nằm ở trên giường. Trong mắt chỉ có sự thẹn thùng, khuôn mặt đỏ bừng. Trên giường, Lục Lâm Thiên nhìn qua nữ tử đang nằm, khí chất thanh nhã cao quý, dung nhan tuyệt mỹ khiến cho trong lòng hắn khó mà nhịn được nữa. Hai tay không ngừng xoa bóp, dưới bụng ngày càng thấy nóng bỏng. Nhẹ giọng hừ một tiếng, Lục Vô Song đột nhiên ngồi dậy, ánh mắt mê ly nhìn Lục Lâm Thiên rồi nói. Tương công, để ta giúp chàng cởi á xích ma viết thường. Lục Lâm Thiên sững sờ, đây là lần đầu tiên Lục Vô Song gọi hắn như vậy khiến cho trong lòng hắn vô cùng thoải mái. Lục Lâm Thiên lập tức gật đầu, hai tay vươn ra để Lục Vô Song cởi á xích ma viết thường. Lục Vô Song vô cùng thẹn thùng, khuôn mặt đỏ ửng, nhẹ nhàng cởi trường bào trên người Lục Lâm Thiên. Nhìn thân thể cường tráng của hắn, trong mắt Lục Vô Song càng thêm mê ly. Bàn tay trắng như ngọc không ngừng trượt qua lại trên thân thể cường tráng khiến cho Lục Lâm Thiên vô cùng thoải mái. Lúc này Lục Lâm Thiên cũng không còn khách khí, lập tức đem y phục nữ tử trước mặt tháo bỏ, chỉ để lại nội y trên người. Nhìn thân thể trước mặt, Lục Lâm Thiên không khỏi nuốt nước miếng. Đôi chân thon dài nhẹ nhàng kẹp chặt, cái mông ưỡn lên tạo thành một đường cong hoàn hảo. Ở giữa đôi chân thon dài là một màu đen nhạt. Cảnh xuân hé lộ khiến cho Lục Lâm Thiên lúc này có chút điên cuồng. Rốt cuộc Lục Lâm Thiên cũng không nhịn được nữa, liền nhào vào thân thể mềm mại kia. Ánh mắt nóng bỏng nhìn vào thân thể ôn nhu như nước, bốn mắt nhìn nhau mang theo sự nóng bỏng. Cái miệng anh đào nhỏ nhắn của Lục Vô Song khẽ hé mở, dường như có sự mê hoặc vô hạn khiến cho Lục Lâm Thiên cúi đầu hung hăng hôn vào môi thơm của mỹ nhân. Bờ môi ngọt như mật, áp lực mấy năm lúc này toàn bộ đều thả ra. Lục Vô Song chăm chú đáp lại, hai cỗ thân thể dây dưa với nhau giống như lửa. Một lát sau, Lục Lâm Thiên bỗng nhiên ưỡn ngực ôm thân thể mềm mại nóng bỏng vào lòng, cái trụ phía dưới lập tức tiến vào nơi nhỏ nhắn, mềm mại, trơn tuột kia. Lục Vô Song khẽ kêu một tiếng, đã lâu không nhận mưa móc khiến cho nàng có chút đau đớn. Một lát sau mới thích ứng được, thân thể uốn éo. Cửu biệt thắng tân hôn, hai người dây dưa cùng một chỗ, mưa móc thất thường, triền miên vô tận. Một hồi lâu sau, thân thể Lục Vô Song run lên, hai tay ôm chặt Lục Lâm Thiên. Cơ thể bắt đầu co quắp lại, hành động này giống như ký Lục Lâm Thiên, khiến cho động tác hắn nhanh hơn. Một mảnh xuân sắc ngập tràn, bỗng dưng thân thể mềm mại của Lục Vô Song run lên, một cỗ nhiệt lưu từ trong cơ thể Lục Vô Song tuôn ra khiến cho toàn thân Lục Lâm Thiên tê dại, tâm thần rung động, cảm giác vui sướng tràn ngập. Cỗ nhiệt lưu tuôn ra, đồng thời bắn vào trong cơ thể Lục Vô Song. Mãi một lúc lâu sau phong vân mới dừng lại, trong phòng rốt cuộc cũng dần dần yên tĩnh. Một đêm trôi qua, sáng sớm, khi trong thiên địa còn có một tầng sương mù mỏng,
lúc này từng cơn gió sớm thổi qua có chút cảm giác lạnh lẽo. Khi ánh sáng đầu tiên chiếu xuống mặt đất, tất cả sinh linh trên mặt đất dường như thức tỉnh. Trong thiên địa các ở thành Cự Giang, nơi này Lục Lâm Thiên đã tới mấy lần, mà buổi sáng ngày hôm nay Lục Lâm Thiên lại một lần nữa được đệ tử thiên địa các dẫn vào bên trong, đi theo hắn còn có Lục Tâm Đồng, Lục Vô Song, Vân Hồng Lăng, ba người đều là một trong top 10 thập đại cường giả cho nên mới cùng đi tới thiên địa các. Đương nhiên đây chỉ là một phân đà của thiên địa các mà thôi, thiên địa các chính thức sợ rằng còn chưa có người ngoài nào đi tới. Nhìn kiến trúc to lớn kia, khi Lục Lâm Thiên cùng tam nữ tới cũng lập tức nhận ra mấy người quen biết, Dương Quá, Đạm Đài Tuyết Phi, Nguyên Nhược Lan, mà ngay cả Lam Thập Tam cùng Tử Yên cũng có mặt ở đó. Khi Lục Lâm Thiên nhìn Tử Yên, Đạm Đài Tuyết Phi, cánh tay lập tức truyền đến cảm giác đau đớn. Lúc này Vân Hồng Lăng đang mỉm cười, thế nhưng bàn tay trắng nõn như ngọc lại đang dùng sức bấm vào tay Lục Lâm Thiên, không có một chút lưu tình nào. Lục Lâm Thiên cũng chỉ có thể bất đắc dĩ cười khổ một cái, tiểu nữ này ghen tuông quá lớn một chút đi. Mọi người gặp mặt nhau tất cả khẽ gật đầu chào hỏi. Nhìn Lục Lâm Thiên, Tử Yên và Đạm Đài Tuyết Phi đều khẽ mỉm cười, nụ cười kia đủ để khiến cho ngàn vạn nam tử mê muội, một người quyến rũ mê hoặc, hết sức xinh đẹp giống như nữ thần. Một người cao quý quyến rũ giống như là sự kết hợp của ma quỷ và thiên sứ. Phong thái của hai nàng, coi như là ở trước mặt Lục Vô Song cũng không ảm đạm thất sắc, ngay cả Lục Lâm Thiên cũng phải nhìn lén vài lần. Chư vị, mời đi theo ta chọn linh khí. Tử Yên nói với mọi người. Nói tới chọn linh khí, cho dù là đám người Vân Hồng Lăng, Lục Vô Song, Đạm Đài Tuyết Phi, Nguyên Nhược Lan lúc này cũng có chút kích động. Một kiện linh khí huyền cấp tuyệt đối là bảo vật. Trên người các nàng tuy rằng đều có linh khí, lại còn có cả linh khí địa cấp, thế nhưng cũng chỉ có một kiện mà thôi. Người được đãi ngộ như vậy trong môn phái cũng chỉ có một. Cho nên đối với linh khí không ai lại ngại có thêm một món. Dưới sự dẫn đầu của Thánh Nữ Tử Yên và Lam Thập Tam mọi người đi vào trong phân đà của thiên địa các. Dọc đường đi Lục Lâm Thiên thầm than một tiếng. Tuy rằng Lăng Thanh Tuyền chưa tới, thế nhưng lúc này 9 người có mặt ở đây có 6 nữ 3 nam. Âm dương quả thực có chút điên đảo. Trong sự kinh ngạc, Lục Lâm Thiên theo Tử Yên và Lam Thập Tam đi tới một căn phòng bí mật. Sau khi liên tiếp mở ra mấy cánh cửa đá bí mật, một gian mật thất to lớn xuất hiện trong mắt mọi người. Trong mật thất, đám người Kình Linh Vương cùng với cường giả thiên địa các đã sớm có mặt chờ. Lục Lâm Thiên đưa mắt nhìn qua, đại bộ phận người hắn đều biết. Chỉ có một số ít người hắn không biết, thực lực thấp nhất cũng là Vũ Xuất, Linh Xuất. Nhiều linh khí như vậy sao? Lục Lâm Thiên nhìn chăm chú vào trong mật thất. Trong mật thất tổng cộng có hơn chục kiện linh khí. Vũ linh khí, hồn linh khí đều có, tất cả đều là cấp bậc huyền cấp. Khí tức bàng bạc lan tràn ra khiến cho trong lòng mọi người có chút kích động. Nhiều linh khí như vậy khiến cho ánh mắt mọi người tỏa sáng. Chư vị, những linh khí này đều có phần của chư vị bên trong. Dựa theo bài danh mà lựa chọn, những người có thứ tự cao nhất sẽ được chọn trước. Mỗi người chỉ có thể được lựa chọn một kiện, linh giả có thể chọn hồn khí, vũ giả chỉ có thể chọn vũ linh khí. Người vừa lên tiếng là một nữ tử mặc áo tím, người này thân thể mềm mại mê người, khuôn mặt tinh xảo, vốn khuôn mặt tú lệ, trải qua một hồi trang điểm càng thêm quyến rũ. Kiện cung trang màu xanh trên người như ẩn như hiện, hai mắt sáng ngời. Nữ nhân này Lục Lâm Thiên cũng không xa lạ gì, khi trước hắn gia nhập thiên địa các chính là do nữ nhân này an bài. Cũng là người có tu vi vũ xuất. Lục trưởng môn, người chính là người đứng đầu thập đại cường giả có quyền chọn một kiện linh khí địa cấp. Vậy thì một mình qua đây chọn lựa đi. Kình Linh Vương móc ra hai kiện linh khí, một kiện vũ linh khí, một kiện hồn linh khí, tất cả đều là địa cấp. Thu được vị trí thứ nhất là có thể nhận được một kiện linh khí địa cấp khiến cho những người còn lại có chút ước ao. Linh khí địa cấp và linh khí huyền cấp tuy rằng chỉ kém một cấp, thế nhưng sự chênh lệch ở giữa vô cùng lớn. Uy lực của hai loại cũng không giống nhau. Lục Lâm Thiên cũng không chút khách khí chọn một kiện vũ linh khí. Đây là một chiếc búa màu trắng, trên mặt lưu quang quanh quẩn. Một cỗ hàn ý sắc bén tràn ra khiến cho linh hồn run rẩy. Còn có không ít bí văn lóe lên, vừa nhìn đã biết không phải là phàm vật. Lục Lâm Thiên suy nghĩ, một kiện hồn linh khí địa cấp, một kiện vũ linh khí, nếu dựa theo giá trị mà nói, giá trị của hồn linh khí cao hơn một chút. Thế nhưng chuyện này cũng phải nhìn xem hắn sử dụng như thế nào mới được. Lục trưởng môn, hồn linh khí này chính là linh khí phòng ngự linh hồn.
Vũ linh khí này có tên là phá băng, là vũ linh khí công kích hệ thủy địa cấp, trong hai thứ lục trưởng môn chỉ có thể chọn một mà thôi. Kình Linh Vương nói, phá băng. Lục Lâm Thiên tiếp nhận phá băng trong tay Kình Linh Vương. Nắm linh khí này trong tay, tức thì Lục Lâm Thiên có cảm giác toàn bộ bàn tay bị đóng băng. Trên bàn tay xuất hiện một tầng băng mỏng, phải vận chuyển chân khí thì bàn tay hắn mới khôi phục lại bình thường. Không tồi. Lục Lâm Thiên khẽ gật đầu, lập tức nói. Ta sẽ lấy phá băng này, đa tạ thiên địa các. Lục Lâm Thiên mỉm cười, nhận được linh khí của thiên địa các đương nhiên hắn phải khách khí một phen. Thế nhưng Lục Lâm Thiên thực sự nghĩ không ra, thiên địa các lần này xuất ra nhiều linh khí như vậy rốt cuộc có mục đích gì? Nhìn thấy Lục Lâm Thiên lấy kiện vũ linh khí tên là phá băng kia, Kình Linh Vương thu hồi hồn khí trong tay rồi nói với Lục Lâm Thiên. Lục trưởng môn, nơi này còn một khỏa Long Dương Linh Quả. Long Dương Linh Quả này chính là thứ tốt, chúc mừng Lục trưởng môn. Kình Linh Vương nói xong, móc ra một hộp gấm trong người, trong mắt hiện lên sự ước ao vô cùng. Long Dương Linh Quả, linh khí địa cấp, đây chính là thứ mà ngay cả Vũ Tôn cũng phải coi trọng. Cho dù là hắn cũng không có cách nào nhận được, mà lúc này Lục Lâm Thiên đều chiếm được. Lục Lâm Thiên tiếp nhận hộp gấm rồi mở ra, một cỗ năng lượng bàng bạc bắt đầu lan tràn, toàn bộ mật thất run lên. Trong hộp gấm có một cỗ quang mang chói mắt bắn ra khiến cho mọi người không dám nhìn thẳng. Lục Lâm Thiên híp mắt nhìn vào trong hộp gấm, đây là một khỏa linh quả nhỏ bằng nắm tay, hình thù vô cùng kinh lạ. Cả vật thể màu xanh, nhìn qua giống như một con rồng bay lên cao. Đây chính là hình dáng của Long Dương Linh Quả được ghi trên Thiên Linh Lục. Một loại linh quả chỉ có ở nơi sống của linh thú long tộc, tuyệt đối được coi là bảo vật. Trong lòng Lục Lâm Thiên không khỏi kích động, nếu như ăn vào Long Dương Linh Quả này sợ rằng chỗ tốt không cần nói cũng biết. Thế nhưng dùng thực lực hiện tại của hắn cũng không thể nào chịu được cỗ năng lượng khổng lồ như vậy. Điều làm cho Lục Lâm Thiên kích động chính là sau khi thu được Long Dương Linh Quả này thì thương thế của Nam Thúc có cơ hội khôi phục. Nhìn thấy Lục Lâm Thiên thu hồi Long Dương Linh Quả, trong lòng Kình Linh Vương cũng cảm thấy đau xót. Loại bảo vật như Long Dương Linh Quả này phóng ra bên ngoài, ngay cả Linh Tôn cũng phải điên cuồng a. Ta lấy hồn khí này. Đúng lúc này, phía sau Lục Lâm Thiên không xa vang lên thanh âm của Lục Tâm Đồng. Lục Lâm Thiên xoay người nhìn lại, trong tay Lục Tâm Đồng hiện tại là một hộp gấm. Bên trong hộp gấm này có một cây ngân châm màu trắng nhỏ. Cây ngân châm này không ngờ cũng là một kiện hồn khí huyền cấp, mà thứ Lục Tâm Đồng coi trọng chính là cây ngân châm màu trắng này. Lục Tâm Đồng lập tức lùi về phía sau, lúc này tới phiên Dương Quá đang chọn, cuối cùng linh khí mà Dương Quá vừa ý chính là một thanh trọng kiếm. Nhìn trọng kiếm trong tay hắn, Lục Lâm Thiên sững sờ, quả thực có chút giống với Dương Quá kiếp trước. Ngay sau đó tất cả mọi người xếp hàng chọn linh khí của mình. Lục Lâm Thiên thấy Tử Yên cùng với Lam Thập Tam cũng không có chọn lựa, vừa rồi trước khi Lục Tâm Đồng chọn, Tử Yên cũng lui qua một bên. Mọi người lựa chọn linh khí, Đạm Đài Tuyết Phi lựa chọn một kiện hồn linh khí hình tròn, Nguyên Nhược Lan cùng Lục Vô Song đều chọn một thanh trường kiếm linh khí huyền cấp. Cuối cùng Vân Hồng Lăng lựa chọn một kiện linh khí trường tiên vừa tay. Khi lựa chọn xong nàng mừng rỡ không thôi. Sau khi đạt được một kiện linh khí, tất cả mọi người đều vô cùng mừng rỡ sau đó nói lời cảm tạ với thiên địa các. Đạt được chỗ tốt như vậy, lời khách sáo đương nhiên phải nói một hai câu. Trong lúc mọi người định rời đi, Kình Linh Vương lại mở miệng nói. Vô Song cô nương, có thể làm phiền cô nương một chút được không? Kình Linh Vương trưởng lão có việc gì vậy? Lục Vô Song quay người rồi hỏi Kình Linh Vương. Có một số việc cần hỏi Vô Song cô nương một lát. Mời Vô Song cô nương đi theo ta. Kình Linh Vương nói. Chuyện này. Lục Vô Song có chút nghi hoặc rồi do dự nhìn về phía Lục Lâm Thiên. Ồ, Lục trưởng môn và Vô Song cô nương chính là người một nhà nên có thể tới cùng một chỗ. Ta chỉ hỏi mấy vấn đề đơn giản một chút mà thôi. Kình Linh Vương nhìn Lục Lâm Thiên rồi nói. Lục Lâm Thiên nhướng mày, lập tức gật đầu với Lục Vô Song. Một lát sau, trong một đình viện tinh xảo. Lục Lâm Thiên cùng Lục Vô Song ngồi trong tiểu sảnh, trong lòng hai người đều vô cùng nghi hoặc. Trong lòng Lục Lâm Thiên lúc này vô cùng nghi hoặc, thiên địa các sao lại tìm tới Lục Vô Song. Điều này có chút kỳ quái, Lục Vô Song gần đây không lộ diện ở bên ngoài, hẳn là sẽ không có phiền toái gì chứ. Lục trưởng môn, Vô Song cô nương, đã để hai người đợi lâu rồi. Hai người vừa mới ngồi vào chỗ của mình,
một thanh âm nhẹ nhàng vang lên. Tử Yên lập tức xuất hiện trong tiểu sảnh, đi theo phía sau nàng còn hai thị nữ đang bưng một khay trà tinh xảo. Hai thị nữ này đều chừng 15 tuổi, vẻ mặt thanh tú, từ khí tức trên người có thể nhận thấy không ngờ đều là linh tướng. Hai người lễ phép đặt bánh trái, trà nước xuống mặt bàn rồi xoay người rời đi. Tử Yên cô nương, đây là đồ tốt à? Lục Lâm Thiên đưa mắt nhìn bộ đồ uống trà rồi mỉm cười nói. Từ chất liệu cùng với tạo hình, đây không phải là phàm vật. Hóa ra Lục trưởng môn còn hiểu trà đạo khiến cho tiểu nữ cảm thấy ngoài ý muốn nha. Tử Yên khẽ nói, thân thể mềm mại nhanh chóng ngồi xuống trước mặt hai người Lục Lâm Thiên cùng Lục Vô Song. Một mũi hương nhàn nhạt truyền vào mũi Lục Lâm Thiên, tựa như hoa lan khiến cho hắn mơ màng, tim đập thình thịch. Trên người thánh nữ Tử Yên này quả thực có một cỗ mùi vị vô cùng đặc biệt. Hiểu một hai mà thôi. Lục Lâm Thiên thu hồi tâm thần rồi trả lời. Đối với trà đạo này, kiếp trước Lục Lâm Thiên cũng chỉ hiểu sơ qua được một ít, công phu ngoài miệng cũng được. Thế nhưng nếu nói tới thành thạo thì còn kém xa. Ta nghe nói Lục trưởng môn ở trên hoa đào yến của Linh Thiên Môn khi trước từng đàm luận về tử đạo vô cùng vô a. Mà ngay cả Cơ Vô Thường, dạng người thích rượu như mạng cũng bị thuyết phục. Đáng tiếc nơi này của ta không có rượu, chỉ có trà, hy vọng Lục trưởng môn cùng với Vô Song cô nương không chê. Tử Yên nhẹ nhàng cười, nụ cười này đủ để khiến cho bất kỳ nam nhân nào động tâm. Thanh âm vừa dứt, bàn tay mềm mại của Tử Yên nhanh chóng vươn ra, từng đạo thủ ấn biến hóa, nhanh chóng pha trà. Động tác pha trà vô cùng ưu mỹ khiến cho người xem có chút cảm giác hưởng thụ. Chỉ một lát sau mùi hương tràn ra bốn phía khiến cho Lục Lâm Thiên cảm thấy vô cùng thoải mái. Mời hai vị, thử xem trà này như thế nào. Tử Yên nhanh chóng rót cho hai người Lục Lâm Thiên cùng Lục Vô Song hai chén trà. Nước trà giống như hoàng kim, vô cùng óng ánh, lại xanh như ngọc. Trong mắt Lục Lâm Thiên có chút kinh ngạc, tay trái khẽ xoay tròn chén tràn. Một mùi hương trà tràn vào mũi, cảm giác nhẹ nhàng khoan khoái không nói nên lời thấm dẫm tâm can hắn. Ngay cả linh hồn lúc này cũng giống như được tẩy lễ. Nhìn thấy động tác của Lục Lâm Thiên, sắc mặt Tử Yên lập tức có chút kinh ngạc rồi khẽ mở miệng cười. Trà ngon! Lúc này Lục Vô Song cũng làm cùng một động tác với Lục Lâm Thiên, nhẹ nhàng nâng chén trà lên. Xem ra Lục trưởng môn cùng với Vô Song cô nương đều là người tinh thông trà đạo a. Tử Yên khẽ mỉm cười nói. Lục trưởng môn, Vô Song cô nương, đã để hai người đợi lâu rồi. Lúc này Kình Linh Vương từ trong nội đường đi ra, mà bên người hắn lúc này đã có thêm một lão giả chừng 60 tuổi. Người này ánh mắt thâm thúy, lại khiến cho người nhìn vào có cảm giác trống rỗng. Rõ ràng là mặt mũi đầy nếp nhăn thế nhưng lại hồng nhuận. Lẳng lặng đi tới khiến cho mọi người có cảm giác hắn không tồn tại. Lục Lâm Thiên nhìn vào lão giả này, cỗ khí tức như có như không kia khiến cho linh hồn Lục Lâm Thiên run lên. Khí tức này so với cỗ khí tức trên người sát phá quân giống như đúc, thế nhưng lại có chút bất đồng. Linh Tôn. Trong nội tâm Lục Lâm Thiên thầm nói hai chữ. Người này rõ ràng là cường giả Linh Tôn, cỗ khí tức này không sai, cũng không dưới sát phá quân. Lúc này Lục Vô Song bên cạnh cũng cảm giác được khí tức của người này. Lục trưởng môn, Vô Song cô nương. Đây chính là phách linh trưởng lão của thiên địa các chúng ta. Chính là trưởng lão địa cấp của thiên các. Nhìn thấy Lục Lâm Thiên cùng Lục Vô Song đang đánh giá lão giả này, Kình Linh Vương lập tức giới thiệu. Trưởng lão địa cấp của Thiên Các, địa vị còn cao hơn Kình Linh Vương a. Lục Lâm Thiên thầm than một tiếng, trưởng lão trong Thiên Địa Các được phân là 4 cấp Thiên Địa Huyền Hoàng. Kình Linh Vương chính là đại trưởng lão huyền cấp, phách linh trưởng lão này chính là trưởng lão địa cấp, đương nhiên địa vị phải ở trên Kình Linh Vương, cũng đủ để chứng minh hắn chính là cường giả Linh Tôn. Bái kiến phách linh trưởng lão. Cường giả Linh Tôn Lục Lâm Thiên cũng không muốn thất lễ, hắn nhanh chóng đứng dậy chắp tay thi lễ, thái độ không kiêu ngạo, không xiểm nịnh. Lục trưởng môn đa lễ rồi, Linh Vũ song tu, vũ giả ngũ hệ, tiền đồ vô lượng a. Nhìn Lục Lâm Thiên hành lễ, cường giả Linh Tôn này cũng không kiêu ngạo lập tức mỉm cười, ánh mắt nhìn qua người Lục Lâm Thiên, trong mắt hiện lên sự kinh ngạc. Bái kiến Linh Phách trưởng lão. Lúc này Lục Vô Song cũng khom người thi lễ. Vô Song cô nương miễn lễ. Đối mặt với Lục Vô Song hành lễ, phách linh trưởng lão này không ngờ lại lập tức hoàn lễ. Điều này khiến cho Lục Lâm Thiên cực kỳ kinh ngạc, phách linh trưởng lão này không ngờ lại coi trọng Lục Vô Song như vậy, chẳng lẽ trong này có chuyện gì ẩn khuất.
Vô Song cô nương, hôm nay mời cô nương tới đây là có hai chuyện muốn hỏi cô nương một chút. Xin cô nương hỗ trợ trả lời. Kình Linh Vương nói. Không biết thiên địa các muốn hỏi tiểu nữ chuyện gì, nếu trả lời được ta sẽ trả lời. Lục Vô Song khẽ nói, nàng cũng không muốn tùy tiện trả lời câu hỏi của thiên địa các. Là thế này, 28 năm trước có người từng nhờ thiên địa các tìm kiếm một bé gái bị thất tung. Chỉ là nhiều năm trôi qua như vậy vẫn không có kết quả. Mà gần đây thiên địa các chúng ta trong lúc vô hình phát hiện ra, có lẽ Vô Song cô nương chính là người chúng ta cần tìm. Chúng ta đã điều tra qua thân thế của cô nương. Vô Song cô nương 28 năm trước được lục gia trên trấn Thanh Vân ở Linh Vũ Đại Lục thu dưỡng, thời gian so với khi trước vừa vặn ăn khớp. Kình Linh Vương nói. Cái gì? Toàn thân Lục Vô Song run lên, từ nhỏ nàng cũng biết mình được nhặt về. Thế nhưng nhiều năm trôi qua như vậy, dưỡng phụ dưỡng mẫu đối với nàng cũng vô cùng tốt. Lục gia cũng không coi nàng là người ngoài, thân tình không kém. Bất quá càng lớn lên, trong lòng nàng ít nhiều cũng muốn gặp mặt phụ mẫu thân sinh, thế nhưng chuyện này không khác khí mỏ kim đáy bể. Chuyện này luôn được Lục Vô Song đặt ở tận đáy lòng, cũng chưa từng nói qua. Lúc này nghe Kình Linh Vương nói vậy, trong lòng lập tức xúc động, chẳng lẽ nàng có thể tìm được phụ mẫu thân sinh sao? Lúc này Lục Lâm Thiên cũng vô cùng khiếp sợ. Lục Vô Song vốn do đại bá thu dưỡng, không nghĩ tới lại liên quan tới người thiên địa các tìm kiếm. Mà người sau lưng có thể khiến cho thiên địa các tìm kiếm tuyệt đối không đơn giản. Huống chi việc này lại do Phách Linh trưởng lão cùng với Kình Linh Vương xử lý. Vô Song cô nương, có phải cô nương 28 năm trước được lục gia thu dưỡng đúng không? Kình Linh Vương hỏi Lục Vô Song. Không sai. Lục Vô Song khẽ gật đầu. Vậy thì mời Vô Song cô nương đi theo ta. Lúc trước cố chủ nhờ thiên địa các chúng ta tìm cô nương đã lưu lại một giọt máu. Muốn xác định Vô Song cô nương có phải là người hắn tìm không rất đơn giản, chỉ cần một giọt máu là được. Bởi vì thân phận lai lịch cố chủ có chút không tầm thường cho nên chỉ cần kiểm tra máu của Vô Song cô nương là biết rõ, tuyệt đối không có khả năng sai sót. Phách Linh trưởng lão nhanh chóng nói với Lục Vô Song. Không có vấn đề. Lục Vô Song do dự một lát rồi nhìn về phía Lục Lâm Thiên. Nhìn thấy Lục Lâm Thiên gật đầu lúc này nàng mới gật đầu đáp ứng. Vô Song cô nương, mời. Phách Linh trưởng lão cùng với Kình Linh Vương dẫn đầu, nhanh chóng dẫn đường cho Lục Vô Song. Lục trưởng môn không cần lo lắng, chỉ cần Vô Song cô nương trích một giọt máu là có thể xác định được thân phận của Vô Song cô nương. Nhìn thấy vẻ mặt Lục Lâm Thiên khẩn trương, Tử Yên khẽ nói. Tử Yên cô nương, không biết người phương nào đang tìm Vô Song. Vẻ khẩn trương trên mặt Lục Lâm Thiên được thu lại, hắn lập tức hỏi Tử Yên. Thật sự xin lỗi, thiên địa các chúng ta không thể nói ra thân phận của cố chủ. Hơn nữa thân phận cố chủ này có chút đặc thù cho nên càng thêm không thể nói. Tử Yên nói. Lục Lâm Thiên không hỏi tiếp, đây là quy củ của thiên địa các. Cho dù hắn có hỏi tiếp chỉ sợ cũng không thu được đáp áp gì. Lục trưởng môn có thể yên tâm, nếu như Vô Song cô nương thực sự là người thiên địa các chúng ta cần tìm 28 năm trước, ta nghĩ tới lúc đó bên trên sẽ nói cho Vô Song cô nương thân phận của cố chủ. Lục trưởng môn sớm muộn cũng biết a. Tử Yên mỉm cười nói. Lục trưởng môn trước tiên cứ thưởng trà, một lát nữa sẽ có đáp án. Mời. Lục Lâm Thiên không hỏi nhiều nữa. Tiếp tục nâng chén trà lên, ánh mắt nhìn vào mặt nước sóng sánh trong chén rồi nói. Nước pha trà này chỉ sợ cũng không đơn giản. Ánh mắt của Lục trưởng môn rất tốt, nước dùng để pha trà là nước trong Bích Thủy Hàn Đàm, bình thường dùng để pha trà uống vào có công hiệu an thần tĩnh khí. Cho nên nước này để pha trà có hiệu quả càng tốt. Tử Yên nói. Ồ, Lục Lâm Thiên có chút kinh nghi, lập tức cười nói. Vậy thì ta không khách khí nữa. Trà ngon. Một hơi uống cạn sạch chén trà, Lục Lâm Thiên không nhịn được mà than thở một câu. Lục trưởng môn nghiên cứu đối với trà đạo thật sâu a. Tử Yên khẽ nói. Uống trà trước có rảnh cốc u lan, trước sơ phẩm kỳ trà, hai giò xét lan chỉ, lại phẩm cam lộ, ba châm thạch nhũ, lãnh hội trà vận, rượu như thơ, mà trà như nói, cổ nhân có mây, dùng uống trà tâm đi thưởng thức nhân sinh, sẽ phát hiện rất nhiều kinh người chỗ tương tự. Trà. Chủng loại phồn đa, nhân sinh, muôn màu muôn vẻ. Trà, có ưu khuyết chi phân, nhân sinh, có mặt trời rực rỡ thiên cùng trời âm u có khác. Trà, trước khổ sau cam, nhân sinh, cần kinh nghiệm mưa gió, lại vừa gặp cầu vồng.
Lục Lâm Thiên nói xong lập tức tự rót cho mình một chén. Chén trà này uống vào ngay cả linh hồn dường như cũng đạt được một ít chỗ tốt, đây không phải là chuyện bình thường. Sợ rằng trà này bên ngoài cũng không có khả năng kiếm được. Lục trưởng môn càng ngày càng khiến cho tiểu nữ phải lau mắt mà nhìn. Lục Lâm Thiên nói một phen khiến cho trong ánh mắt bình thản kia của Tử Yên xuất hiện chấn động, nụ cười vui vẻ hiện lên trên khuôn mặt nàng. Lúc này, trong nội đường có ba đạo thân ảnh đi ra. Đúng là Lục Vô Song, Kình Linh Vương, Phách Linh Trưởng Lão. Lục Lâm Thiên đưa mắt nhìn vào ba người rồi lập tức hỏi. Vô Song, thế nào rồi? Hiện tại còn chưa biết được kết quả. Điều này cần trưởng lão trong thiên các chúng ta xác nhận mới biết được. Phách Linh Trưởng Lão nói. Không biết cần bao lâu? Lục Lâm Thiên hỏi. Sợ là cần thời gian một tháng. Phách Linh Trưởng Lão nói. Thời gian một tháng sao? Mí mắt Lục Lâm Thiên khẽ giật. Thời gian một tháng nói dài cũng không dài, nói ngắn cũng không ngắn. Chẳng lẽ phải ở nơi này chờ thêm thời gian một tháng sao? Vô Song cô nương, Lục trưởng môn, sau khi có kết quả chúng ta sẽ phái người thông chi cho hai vị. Kình Linh Vương nói. Lục Vô Song nhìn về phía Lục Lâm Thiên, trong lòng lúc này đã có chủ ý. Đột nhiên có cơ hội tìm được phụ mẫu thân sinh, chuyện này đối với Lục Vô Song mà nói, sự quan tâm của nàng vô cùng lớn. Vậy thì chúng ta đi trước, nếu như có kết quả mong thiên địa các phái người thông chi cho chúng ta. Lục Lâm Thiên do dự một chút rồi nói. Hai người rời khỏi thiên địa các, Vân Hồng Lăng, Lục Tâm Đồng ngoài cửa sau khi nhìn thấy hai người đi ra liền hiếu kỳ hỏi một phen. Lục Vô Song cũng không giấu giếm, nghe Lục Vô Song nói, Vân Hồng Lăng cùng Lục Tâm Đồng vô cùng kinh ngạc. Bốn người từ trên lưng yêu thú phi hành của thiên địa các đi xuống, sau đó chậm rãi đi bộ về phía đỉnh viện nơi phi linh môn đặt chân. Giống trên bức họa như đúc, khí tức trên máu có lẽ cũng không sai. Ta thấy Lục Vô Song chính là người gia tộc nọ. Sau khi Lục Vô Song, Lục Lâm Thiên rời đi, Kình Linh Vương khẽ nói. Không nghĩ tới có một ngày lại tìm được. Phách Linh Trưởng Lão lập tức nói. Nếu như thực là người của gia tộc kia, đến lúc đó tuyệt đối sẽ bị gọi trở về. Mà dựa vào quan hệ của Lục Vô Song cùng Lục Lâm Thiên hiện tại, về sau Lục Lâm Thiên sợ rằng sẽ có chỗ dựa mạnh mẽ. Hóa ra Phách Linh Trưởng Lão đang lo lắng cái này sao? Ánh mắt Kình Linh Vương khẽ đổi rồi nói. Linh Vũ Song tu trong truyền thuyết mới có, lại là vũ giả ngũ hệ, thiên phú quá mạnh mẽ, thực lực cũng kinh người, lần này đã làm chấn kinh cường giả trong thiên địa các chúng ta. Đối với người này đương nhiên chúng ta sẽ phải chú ý nhiều hơn. Phách Linh Trưởng Lão nói xong, lập tức quay người hỏi Tử Yên. Tử Yên, người cảm thấy Lục Lâm Thiên này là người như thế nào? Từ tin tức thiên địa các chúng ta thu thập được mà nói. Người này giống như một mê trận, khiến cho người khác nhìn không thấu. Tử Yên chậm rãi đứng dậy rồi nói. Người này có sát khí ngập trời thế nhưng cũng có thể bình thản như nước. Điều này không phải là người bình thường có thể làm được. Bản thân hắn lại càng giống như mê vụ, khiến cho ta nhìn không thấu. Phách Linh Trưởng Lão, người Lục gia đều có thiên phú phi phàm A. Lục Lâm Thiên, Lục Tâm Đồng, thiên phú hai người này đều là hàng ước người mới có một. Chúng ta có nên kéo hắn vào trong thiên địa các hay không? Kình Linh Vương nói với Phách Linh Trưởng Lão. Chuyện này sợ rằng không thể nào. Đừng quên, còn có Vân Dương Tông và Linh Thiên Môn. Khó trách Vân Khiếu Thiên cùng Lữ Chính Cường đều cam lòng gả nữ nhi cho Lục Lâm Thiên này. Sợ rằng hai người kia đều đã biết rõ thiên phú của Lục Thiếu Du. Hai người này tính toán thật sâu a. Phách Linh Trưởng Lão khẽ thở dài rồi nói. Bên trên đã nói qua. Đối với người này thiên địa các chúng ta chỉ có thể giao hảo với hắn, ít nhất không thể trở thành địch nhân. Tử Yên, nhiệm vụ này giao cho ngươi đi làm. Ta sao? Ánh mắt Tử Yên khẽ đổi, dường như vô cùng ngoài ý muốn. Đúng vậy, thi đấu đã chấm dứt, Tử Yên, kế tiếp ngươi và Lam Thập Tam cũng nên bế quan tu luyện. Lần này tuy rằng không đạt được quán quân, thế nhưng bằng vào nội tình của thiên các chúng ta. Tăng thêm thiên phú của các ngươi. Phải nhanh chóng đột phá tới Linh Tôn cùng Vũ Tôn. Thời gian cũng không còn nhiều nữa. Thiên địa các chúng ta trả giá nhiều như vậy, lần này không thể mất đi cơ hội. Phách Linh Trưởng Lão nói. Trưởng môn, người trở lại thật tốt quá. Sau khi Lục Lâm Thiên cưới yêu thú phi hành của thiên địa các đáp xuống đỉnh viện, Trương Minh Đào cùng Hoàng Bác Nhiên lập tức xông lên, vẻ mặt vô cùng sốt ruột. Chuyện gì xảy ra?
Nhìn thấy vẻ mặt hai người, Lục Lâm Thiên nhướng mày hỏi. Trưởng môn, Vân Tông chủ của Vân Dương Tông cùng Lữ trưởng môn của Linh Thiên Môn vừa mới tới đây. Hiện tại hai người đang nháo nhào lên. Hoàng Bác Nhiên nói. Cha ta sao? Vân Hồng Lăng kinh ngạc nói một tiếng rồi lập tức xông vào trong đình viện. Vân Khiếu Thiên, nhiều năm trôi qua như vậy ta biết ngay ngươi vẫn vô sỉ như vậy mà. Lữ Chính Cường, ngươi mới vô sỉ, không phục thì chúng ta đấu một trận. Ta sợ ngươi sao? Lục Lâm Thiên, Vân Hồng Lăng, Lục Vô Song vừa mới đi vào đình viện lập tức nhìn thấy trong đình viện có một đống người. Thôi Hồn Độc Vương Đông Vô Mệnh, Sát Phá Quân, Quỷ Tiên Tử Bạch Oánh, còn có cường giả Vân Dương Tông và Linh Thiên Môn. Mà ở giữa lúc này Vân Khiếu Thiên và Lữ Chính Cường đang kịch chiến bằng miệng lưỡi, giống như tùy thời sắp xảy ra chiến đấu. Nhạc mẫu Khâu Mỹ Vi của Lục Thiếu Du cũng có mặt, thế nhưng dường như cũng không có ý tứ khuyên can. Ngược lại Sát Phá Quân khuyên can không ít, thế nhưng hiệu quả cũng không lớn. Lâm Thiên. Vừa nhìn thấy Lục Lâm Thiên xuất hiện, Lữ Tiểu Linh nhanh chóng chạy tới, sắc mặt vô cùng bất đắc dĩ. Nhìn mọi người, Lục Lâm Thiên cũng rất bất đắc dĩ. Hai vị nhạc phụ này của hắn không biết đến tột cùng là có mâu thuẫn gì, vừa thấy mặt đã khẩu chiến một trận rồi. Đệ tử bái kiện sư phụ. Nhìn thấy Vũ Ngọc Tiền cũng có mặt, Lục Lâm Thiên nhanh chóng tiến lên hành lễ. Lâm Thiên, con trở lại vừa lúc. Cha! Vân Hồng Lăng lúc này lập tức chạy tới giữa hai người kéo Vân Khiếu Thiên lại, còn Lữ Tiểu Linh cũng kéo Lữ Chính Cường ra. Hừ! Vân Khiếu Thiên, Lữ Chính Cường nhìn đối phương rồi hừ lạnh một tiếng. Hai vị nhạc phụ, hai người làm sao vậy? Lục Lâm Thiên chờ cho tới bây giờ. Loại chuyện này hắn cũng không muốn nhúng tay vào thế nhưng lại không có biện pháp nào khác. Nơi này là đình viện Phi Linh Môn đặt chân, hắn không thể không khuyên can. Được rồi, chuyện này không liên quan tới con, ta tới tìm con là có chút việc. Vân Khiếu Thiên nhìn thấy Lục Lâm Thiên, sắc mặt mới hòa hoãn lại đôi chút. Lâm Thiên, đi theo ta tới tìm con có việc. Lữ Chính Cường nói. Hai vị nhạc phụ, hai người cứ ngồi xuống đi đã. Lục Lâm Thiên bất đắc dĩ nói. Một lát sau, trải qua một phen tranh chấp, cuối cùng Lục Lâm Thiên cũng vất vả mời hai người vào trong thính phòng. Cường giả Vân Dương Tông, Linh Thiên Môn phân biệt ngồi hai bên. Trên bàn đã sớm có đệ tử mang lên điểm tâm cùng với trà. Đối với việc hai người Vân Khiếu Thiên, Lữ Chính Cường khẩu chiến, cường giả hai môn đều vô cùng bất đắc dĩ, cũng không có ai tham dự, dường như mọi người đều đã nhìn quen cảnh này rồi. Trong tiểu sảnh lúc này có chút yên tĩnh, Vân Hồng Lăng cùng với Lữ Tiểu Linh phân biệt ngồi bên cạnh Lữ Chính Cường cùng Vân Khiếu Thiên, dường như hai nàng sợ phụ thân của mình lại nháo nhào lên. Mọi người chỉ hàn huyên vài câu, cũng không trò chuyện nhiều. Ngược lại, Vũ Ngọc Tiền lôi kéo Lục Lâm Thiên hỏi han không ít vấn đề. Lâm Thiên, theo ta tới nội đường, có chuyện cần nói với con. Vân Khiếu Thiên truyền âm cho Lục Lâm Thiên nói. Lục Lâm Thiên sững sờ, lúc này lại có một thanh âm vang lên trong tai Lục Lâm Thiên. Lâm Thiên, đi cùng hắn trước đi, lát nữa chúng ta lại trò chuyện cũng được, ta cũng tìm con có một ít việc. Lục Lâm Thiên một lần nữa ngạc nhiên, sau đó nhanh chóng đi cùng với Vân Khiếu Thiên vào trong nội đường. Lâm Thiên, linh khí cùng Long Dương Linh Quả đã tới tay chưa? Trong nội đường, sau khi bố trí một đạo cấm chế vô hình, Vân Khiếu Thiên lập tức mở miệng hỏi Lục Lâm Thiên. Đã nhận được. Lục Lâm Thiên khẽ gật đầu nói. Đều là đồ tốt ha, đặc biệt là Long Dương Linh Quả, tuyệt đối là bảo vật. Vân Khiếu Thiên thở dài rồi nhìn chằm chằm vào Lục Lâm Thiên nói. Linh Vũ Song Tu, Vũ Giả Ngũ Hệ, tiểu tử này, giấu giếm thật tốt ha. Xin nhạc phụ thứ lỗi, tiểu tế quả thực bất đắc dĩ mà thôi. Lục Lâm Thiên nói, sự tình Linh Vũ Song Tu nếu như hắn sớm bại lộ, sợ rằng sẽ phiền toái không ít. Ta hiểu. Vân Khiếu Thiên khẽ thở dài, nếu như sớm biết vậy thì lúc trước bằng bất cứ giá nào mình cũng phải buộc tiểu tử này vào Vân Dương Tông. Vân Khiếu Thiên lại nói. Lâm Thiên, trong lúc thi đấu, đánh bại Hàn Phong là con cố ý sao? Trong lúc thi đấu tiểu tế không chú ý, việc này cũng không thể trách tiểu tế a. Lục Lâm Thiên đương nhiên sẽ không thừa nhận, lập tức phủ nhận nói. Được rồi, thực lực Hàn Phong vốn cũng không bằng con, cũng không có cách nào tiến vào top 10. Ánh mắt Vân Khiếu Thiên khẽ đổi, cũng không hỏi nhiều nữa, thế nhưng ánh mắt lại mang theo chút thâm ý nhìn Lục Lâm Thiên rồi nghiêm mặt hỏi. Lâm Thiên,
Ta nhận được tin tức, Huyền Thiên bí cảnh đã bị phá. Con đi ra như thế nào, trong đó có vật gì đặc thù hay không? Không có. Lục Lâm Thiên lắc đầu rồi nói. Tiểu tế cũng không biết là chuyện gì xảy ra. Trong lúc vô tình liền đi ra, vốn tiểu tế cũng cho rằng mình sẽ bị vây khốn tới già ở trong đó à. Con thực sự không nhận được thứ gì sao? Vân Khiếu Thiên hoài nghi nhìn Lục Lâm Thiên rồi hỏi. Dùng tính cách của tiểu tử này, sợ rằng đạt được chỗ tốt cũng sẽ tuyệt đối không nói ra. Không có. Lục Lâm Thiên mặt không đổi sắc nói. Nói giỡn sao, hắn sao có thể thừa nhận, nếu như nói toàn bộ cho vị nhạc phụ này biết, quỷ mới biết rõ sẽ lại thiệt thòi bao nhiêu nữa, dù sao hắn cũng kiên quyết không thể thừa nhận. Nhìn vẻ mặt kiên quyết của Lục Lâm Thiên, Vân Khiếu Thiên cũng đành chịu. Thế nhưng bảo hắn tin tưởng là chuyện không thể nào. Dù sao hiện tại cũng không có biện pháp nào khác. Sau khi dùng ánh mắt hoài nghi nhìn về phía Lục Thiếu Du xong, hắn nói. Lâm Thiên, kế tiếp con có tính toán gì không? Hiện tại đã bại lộ Linh Vũ song tu, về sau mọi chuyện phải chú ý một chút. Tiểu tế hiểu. Lục Lâm Thiên gật đầu nói. Thực lực phi linh môn bộc lộ ra hiện tại đã khiến cho Hắc Sát Giáo, Hóa Vũ Tông, Lan Lăng Sơn Trang kiêng kỵ. Kế tiếp nếu như có hành động khác mà nói, nên tiên hạ thủ vi cường. Để muộn sẽ không còn cơ hội nữa. Vân Khiếu Thiên dùng ánh mắt có chút thâm ý nhìn Lục Lâm Thiên rồi nói. Tiểu tế hiểu. Trong mắt Lục Lâm Thiên hiện lên hàn ý. Có một ít động tác hắn phải đẩy nhanh tốc độ mới được. Lúc nào mới định trở về Vân Dương Tông đây? Phụ mẫu con luôn nhớ tới con. Vân Khiếu Thiên dừng một chút rồi nói với Lục Lâm Thiên. Tiểu tế đang định đợi một đoạn thời gian nữa sẽ trở lại Vân Dương Tông. Lục Lâm Thiên nói, ta định ngày mai sẽ trở về, con có muốn theo ta trở về Vân Dương Tông hay không? Vân Khiếu Thiên hỏi, nhạc phụ quên tiểu tế còn một số việc phải làm sao? Lục Lâm Thiên nói, có một số việc phải giải quyết càng nhanh càng tốt. Ồ quên mất, con nên chú ý một chút, tuy rằng trên người con hiện tại có không ít bảo vật, bất quá có sát phá quân ở đây. Có lẽ cũng không có ai dám làm gì. Những chuyện khác nếu cần thì liên lạc với Vân Dương Tông. Vân Khiếu Thiên nói. Nhạc phụ, người. Ánh mắt Lục Lâm Thiên trầm xuống, do dự một lát rồi mới nói. Con muốn biết ta và Lữ Chính Cường có chuyện gì đúng không? Lục Lâm Thiên còn chưa dứt lời, Vân Khiếu Thiên đã ngắt lời Lục Thiếu Du nói. Ta tự có chừng mực, đám tiểu bối các con không cần xen vào. Vân Khiếu Thiên nói như vậy Lục Lâm Thiên cũng không tiện hỏi nữa. Một lát sau hai người mới từ trong nội đường đi ra. Sát phá quân đang cùng Lữ Chính Cường trò chuyện. Nhìn thấy Lữ Chính Cường, sắc mặt Vân Khiếu Thiên lập tức tối lại, sau khi nói với sát phá quân vài câu rồi lập tức mang theo đám người Vân Dương Tông rời đi. Bất quá vẫn lưu Vân Hồng Lăng, Lục Vô Song ở lại. Lâm Thiên, lão hồ ly kia nói với con những chuyện gì? Một lát sau, trong nội đường. Lữ Chính Cường tiện tay bố trí cấm chế rồi hỏi Lục Lâm Thiên. Lục Lâm Thiên trả lời ứng phó vài câu, Lữ Chính Cường cũng không hỏi nhiều. Một lát sau, Lữ Chính Cường lại nói. Lâm Thiên, ta đã nhận được tin tức, Huyền Thiên bí cảnh đã phá, bên trong có chuyện gì xảy ra? Có thu được thứ gì không? Lục Lâm Thiên ngạc nhiên, xem ra tất cả các thế lực lớn khi trước tiến vào trong Huyền Thiên bí cảnh hơn phân nửa là Tử Lôi Huyền Đình A. Khó trách sau khi tìm thấy đống bảo tàng kia, mọi người cũng không cao hứng bao nhiêu. Chuyện trong Huyền Thiên bí cảnh Lục Lâm Thiên đương nhiên sẽ không nhiều lời, cũng không tiện nói cho nên hắn kiên quyết không thừa nhận. Lữ Chính Cường cũng không có cách nào moi tin từ miệng hắn cho nên cũng không hỏi nữa. Lâm Thiên, chuyện phi linh môn 2 năm qua Hóa Vũ Tông, Hắc Sát Giáo, Lan Lăng Sơn Trang hình thành xu thế liên thủ vây khốn cho nên linh thiên môn chúng ta cũng không tiện ra mặt. Bây giờ con đã trở lại. Không biết có tính toán gì không? Những chuyện đám sơn môn kia làm với phi linh môn phải trả giá đắt. Lục Lâm Thiên nói, trong mắt có một cỗ sát ý không thèm che giấu bắn ra. Có lẽ sau này Lan Lăng Sơn Trơn, Hóa Vũ Tông, Hắc Sát Giáo sẽ phải nghiêm túc đối đãi với phi linh môn, còn phải cẩn thận một chút. Phi linh môn hiện tại tuy rằng có thực lực không kém, bất quá nội tình của nhất tông nhất giáo nhất môn nhất trang so với trong tưởng tượng của con còn mạnh hơn nhiều. Không nên vọng động, cũng không nên chủ quan. Có chuyện gì cũng phải thương nghị với ta. Lữ Chính Cường nói. Tiểu tế hiểu rồi. Lục Lâm Thiên gật đầu nói. Nội tình của nhất tông nhất giáo nhất môn nhất trang đương nhiên không cần phải nói.
Ta định ngày mai lên đường trở về Linh Thiên Môn, con có muốn đi cùng không? Lữ Chính Cường hỏi Lục Lâm Thiên. Nhạc phụ đi trước đi, tiểu tế còn một số chuyện cần làm. Lục Lâm Thiên nói. Vậy con phải chú ý một chút. Lữ Chính Cường nói xong cũng không nói thêm gì nữa. Hai người lập tức nói một chút chuyện nhà rồi mới rời khỏi nội đường. Trò chuyện cùng Khâu Mỹ Vi một lát, đám người Linh Thiên Môn mới rời đi. Lục Lâm Thiên cũng đưa mọi người ra tới bên ngoài. Lữ Tiểu Linh ở lại Phi Linh Môn, Lữ Chính Cường cùng Khâu Mỹ Vi cũng hiểu ý cười cười mà không nói thêm gì. Trưởng môn, hai người Bạch Vạn Tượng và Khoái Kiếm Vương kia nên xử lý như thế nào? Khoái Kiếm Vương kia muốn nói chuyện với trưởng môn. Sau khi người của Linh Thiên Môn rời đi, Thanh Hỏa Lão Quỷ đến bên cạnh Lục Lâm Thiên rồi nói. Mang Khoái Kiếm Vương lên đây. Ánh mắt Lục Lâm Thiên nhảy lên rồi quay lại trong sảnh. Lục Vô Song, Vân Hồng Lăng, Lữ Tiểu Linh đối với chính sự của Phi Linh Môn không có hứng thú, lập tức lôi kéo Tiểu Long cùng Lục Tâm Đồng đi dạo. Một lát sau, Thanh Hỏa Lão Quỷ đã mang Khoái Kiếm Vương toàn thân bị cấm chế tới sảnh. Đường đường là Khoái Kiếm Vương lúc này vẻ mặt uể oải, nhìn chúng cường giả Phi Linh Môn trong sảnh, đặc biệt là Lục Lâm Thiên trên chủ vị và Sát Phá Quân, ánh mắt hắn càng thêm sợ hãi. Thanh Hỏa cung phụng, bỏ cấm chế trên người hắn. Lục Lâm Thiên nhíu mày, dùng thực lực của Khoái Kiếm Vương hiện tại cũng không nháo ra được cái gì. Vâng. Thanh Hỏa Lão Quỷ nghe vậy lập tức cởi bỏ cấm chế trên người Khoái Kiếm Vương. Bái kiến Lục trưởng môn, xin Lục trưởng môn tha mạng. Trước kia có nhiều chỗ đắc tội là do ta không biết suy nghĩ, mong Lục trưởng môn tha mạng. Cấm chế được cởi bỏ, Khoái Kiếm Vương lập tức quỳ trên mặt đất. Đường đường là cường giả Vũ Vương, một cường giả Vũ Vương cao cao tại thượng lúc này trước mặt thực lực tuyệt đối cũng phải nhún nhường. Thật vất vả hắn mới có thực lực bây giờ, hắn cũng không muốn chết. Hiện tại cái mạng nhỏ của hắn đang nằm trong tay người ta, dùng sự lý giải của hắn về quỷ sát dương quá mà nói, Lục Lâm Thiên này tuyệt đối sẽ không cần cân nhắc mà giết hắn. Có thể bảo trụ được cái mạng của mình hay không thì phải xem bản thân hắn lúc này. Đối với việc Khoái Kiếm Vương cầu xin tha thứ, tất cả cường giả Phi Linh Môn cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Trong lòng mọi người đều cảm thấy thoải mái không thôi, dùng thực lực cùng địa vị của Phi Linh Môn hiện tại quả thực đã không giống với khi trước. Tại sao ta phải tha cho ngươi? Lục Lâm Thiên nhìn qua Khoái Kiếm Vương đang quỳ trên mặt đất, ánh mắt không chút biến đổi, lạnh nhạt nói. Ta nguyện ý gia nhập Phi Linh Môn, sau này sẽ vì Phi Linh Môn mà cúc cung tận tụy, không chết không ngừng. Cảm nhận sự lạnh lẽo trong mắt Lục Lâm Thiên, toàn thân Khoái Kiếm Vương run lên. Cỗ khí tức kia khiến cho toàn thân hắn cảm thấy lạnh lẽo. Đây là một cỗ khí tức thượng vị giả, khiến cho trong lòng hắn có một cỗ áp lực mạnh mẽ. Loại khí tức này chỉ có người thân ở địa vị cao mới có. Mà lúc này không ngờ cỗ khí tức này lại xuất hiện trên người Lục Lâm Thiên. Người muốn gia nhập Phi Linh Môn nhiều lắm. Thôi Hồn Độc Vương Đông Vô Mệnh lạnh nhạt nói. Ha ha! Mọi người trong Phi Linh Môn cười lớn. Dùng đãi ngộ hiện tại của Phi Linh Môn mà nói, người muốn gia nhập quả thực không ít. Người dựa vào cái gì mà cho rằng ta sẽ thu ngươi? Lục Lâm Thiên nhàn nhạt hỏi. Lục trưởng môn nếu như giết ta cũng không có tác dụng gì quá lớn. Nếu như lưu lại cái mạng này, ta có thể hiệu lực cho Phi Linh Môn. Khoái Kiếm Vương cúi đầu trả lời. Ta không muốn mạng của ngươi thì cũng có thể đem ngươi luyện chế thành khôi lỗi. Hỏa nhân khôi lỗi Vũ Vương nhị trọng, thực lực sợ rằng có thể đạt tới được Vũ Vương tam trọng a. Lục Lâm Thiên lạnh nhạt nói. Nghe Lục Lâm Thiên nói vậy, trong lòng Khoái Kiếm Vương lập tức run lên. Linh hồn trong người cảm thấy lạnh lẽo. Lục Lâm Thiên trong lúc thi đấu có thể đơn giản thu lấy khôi lỗi của thần kim các đủ để chứng minh bản thân hắn vô cùng tinh thông khôi lỗi. Nghĩ tới chuyện luyện chế người sống thành khôi lỗi khiến cho từ tận đáy lòng Khoái Kiếm Vương cảm thấy lạnh toát. Khoái Kiếm Vương, đứng lên đi. Trong lúc Khoái Kiếm Vương cảm thấy lạnh lẽo, Lục Lâm Thiên lại vui vẻ đi tới trước mặt Khoái Kiếm Vương, giơ tay nâng Khoái Kiếm Vương dậy rồi nói. Về sau Khoái Kiếm Vương chính là trưởng lão của Phi Linh Môn ta. Hoan nghênh gia nhập Phi Linh Môn. Lục trưởng môn, ý của ngươi là ta có thể gia nhập Phi Linh Môn sao? Khoái Kiếm Vương vốn muốn hỏi mình giữ lại được cái mạng này sao, trong lòng hắn vô cùng kích động, lập tức hành lễ. Khoái Kiếm Vương, dựa theo quy củ của Phi Linh Môn ta, trước khi nhập môn đều phải ăn vào độc đan của Đông Lão, nếu như ngươi thật tâm quy thuận Phi Linh Môn đương nhiên sẽ không có việc gì. Nếu phản bội,
hậu quả so với chết còn khó chịu hơn chục lần. Lục Lâm Thiên nói xong, trong tay xuất hiện một khỏa độc đan do Thôi Hồn Độc Vương Đông Vô Mệnh luyện chế. Khoái Kiếm Vương nhìn độc đan trong tay Lục Lâm Thiên, không chút do dự nào trực tiếp nuốt vào trong bụng, miệng nói. Thuộc hạ tuyệt không hài lòng. Lục Lâm Thiên vui vẻ, có thêm Khoái Kiếm Vương, Vũ Vương nhị trọng đỉnh phong gia nhập Phi Linh Môn khiến cho thực lực Phi Linh Môn một lần nữa được tăng cường. Vũ Vương nhị trọng, tuyệt đối được xếp vào hàng cường giả. Xử lý xong mọi chuyện đã là xế chiều, về phần Bạch Vạn Tượng, Lục Lâm Thiên đã có sắp xếp cho nên cũng không nóng vội. Buổi chiều, trong thành Cự Giang náo nhiệt, Lục Lâm Thiên đang đi dạo cùng Tứ Nữ. Tứ Nữ giống như là con bướm ngừng lại khắp nơi, chỉ một lát sau đã mua một đống đồ vật, thế nhưng dường như còn chưa thỏa mãn. Lão đại, ai bảo huynh đáp ứng đi cùng mấy người này a? Tiểu Long đi theo bên người Lục Lâm Thiên lớn tiếng kháng nghị. Đệ cho rằng ta muốn sao? Không đi dạo phố cùng nữ nhân rất nghiêm trọng, cũng không có nam nhân nào thích đi dạo phố cùng nữ nhân cả. Lục Lâm Thiên trừng mắt nhìn Tiểu Long, vẻ mặt vô cùng bất đắc dĩ. Quả thực là sống không bằng chết, đệ trở về chơi với con rắn lớn đây. Tiểu Long chớp mắt nói. Không được, đệ phải đi cùng lão đại ta chứ. Lục Lâm Thiên cười hắc hắc nói. Lâm Thiên, chàng mau tới đây nhìn xem bộ xiêm y này đẹp không? Thanh âm Vân Hồng Lăng từ một cửa hàng gần đó vang lên. Đến ngay đây. Lục Lâm Thiên cố gắng nặn ra nụ cười vui vẻ, bất đắc dĩ đi vào. Sau khi thi đấu chọn ra thập đại cường giả chấm dứt, một số lượng người đã rời khỏi thành Cự Giang. Mà lúc này trong một đình viện yên tĩnh, tỷ muội hoàng gia đang chăm chú nhìn ra bên ngoài đình viện, vẻ mặt ảm đạm. Tỷ nói Dương Quá tiên sinh sẽ trở về đây chứ? Hoàng Hân với gương mặt xinh xắn, làn da nõn nà, cái mũi cao cao tinh xảo, đôi môi nhỏ nhắn tựa anh đào, hàng mi thật dài cong lên một đường duyên dáng, đôi mắt to tròn, đen nhánh lộ ra một cổ linh tính, nhưng lúc này trong ánh mắt ấy lại mang theo chút mong chờ và cô đơn, khiến cho người ta nhìn thấy liền cảm thấy vô cùng đau lòng. Hắn không phải Dương Quá tiên sinh, hắn là trưởng môn Lục Lâm Thiên của Phi Linh Môn. Là người đứng đầu thập đại cường giả trẻ tuổi, hắn còn là con rể của Vân Dương Tông và Linh Thiên Môn. Đôi môi hồng tươi của Hoàng Đan tản ra một loại khí tức vũ mị, đường cong linh lung mê người, lúc này lại có vẻ giàu dĩ, không vui. Đan Nhi, Hân Nhi, có cung phụng của Phi Linh Môn tới tìm các con này. Đúng lúc này lập tức truyền tới thanh âm của Hoàng Chí Lương, sau đó liền nhìn thấy hắn dẫn theo mấy đạo thân ảnh đi tới với vẻ mặt cung kính, đây chính là bốn người Thanh Hỏa Lão Quỷ. Tả Thiên Khung, Linh Vũ Song Quái và hơn 10 tên đệ tử Phi Linh Môn. Cung phụng của Phi Linh Môn. Ánh mắt của hai người lập tức sáng ngời, vội vàng đứng dậy nghênh đón. Tham kiến cung phụng. Nhìn thấy đám người Thanh Hỏa Lão Quỷ đi vào, hai nàng có thể cảm giác được khí tức bức người ngay lập tức. Hai vị cô nương chính là Hoàng Đan và Hoàng Hân đúng không? Tuân theo lệnh của trưởng môn, đặc biệt đưa tới chút lễ vật cho hai vị. Thanh Hỏa Lão Quỷ đánh giá hai người một cái. Lấy một cái chữ vật giới chỉ trong tay ra giao cho Hoàng Đan. Đây là cái gì? Hoàng Đan cảm thấy nghi hoặc, lập tức nhận lấy chữ vật giới chỉ. Trưởng môn nói đây là tiền thắng cược của hai vị, tổng cộng là 5.060 ức kim tệ, xin hai vị cô nương nhận lấy. Thanh Hỏa Lão Quỷ nói. 5.060 ức kim tệ. Hoàng Chí Lương đứng bên cạnh cảm thấy chấn kinh, hai tỷ muội hoàng gia cũng chấn kinh không kém. Cái này đối với hoàng gia mà nói thì đúng là một con số cực lớn, cho dù là cả trăm cái hoàng gia gộp lại cũng không thể có nổi số tiền thế này, số tài phú khổng lồ này khiến cho người có tu vi vũ xuất như Hoàng Chí Lương không cách nào thừa nhận nổi. Ánh mắt của hai người Hoàng Đan và Hoàng Hân lúc này cũng vô cùng hoảng hốt, Hoàng Đan dù sao cũng có kiến thức rộng rãi hơn, là người hồi phục tinh thần lại sớm nhất, lập tức đưa lại chữ vật giới chỉ cho Thanh Hỏa Lão Quỷ, nói. Như vậy thì quá nhiều, ta không thể nhận được. Hai vị cứ yên tâm mà nhận lấy, trưởng môn đã có lời căn dặn, nhất định phải khiến hai vị nhận mới được. Thanh Hỏa Lão Quỷ nói, trong lòng cũng cảm thấy vô cùng rung động, một mớ tài phú lớn tới như vậy, với tính cách của trưởng môn mà không ngờ lại cam lòng tặng cho người ta. Sau khi nhìn thấy hai người bọn họ, hắn thậm chí còn hoài nghi có phải hai người này có quan hệ gì với trưởng môn hay không, thái độ cũng tốt hơn rất nhiều. Xin cung phụng chờ cho một chút có được không, ta muốn thương lượng cùng cha một chút. Hoàng Đan ngẩng đầu nhìn Thanh Hỏa Lão Quỷ hỏi. Được chứ? Thanh Hỏa Lão Quỷ gật đầu nói.
Hoàng Đan đi theo Hoàng Chí Lương đang mang vẻ mặt vô cùng kích động đi vào nội đường, trong ánh mắt dường như mang theo chút suy tư. Cha, con và cha thương nghị một chuyện có được không? Bên trong nội đường, trong ánh mắt của Hoàng Đan dường như lóe lên một tia quyết đoán, lập tức nói với Hoàng Chí Lương. Đan Nhi, con cứ nói đi. Hoàng Chí Lương lấy lại tinh thần, nói với Hoàng Đan, tất cả những chuyện gần đây của Hoàng gia đều nghe theo đứa con gái lớn này cả. Cha, cha nói nếu như chúng ta nhận 5.060 ức kim tệ kia rồi thì sẽ thế nào? Hoàng Đan nói, Hoàng gia sẽ trở thành gia tộc lớn nhất thành Vạn Hạp. Hoàng Chí Lương nói, cha, nếu như Hoàng gia chúng ta để lộ phong thanh thì sao, có số tài phú cỡ này, chỉ sợ là họa chứ không phải phúc, Hoàng gia chúng ta hiện tại cũng không có chỗ dựa, vài ngày trước lại đánh chết người của Cao gia, chỉ sợ tới lúc đó thì sẽ dẫn tới họa lớn cho Hoàng gia chúng ta. Hoàng Đan nói, đây, Hoàng Chí Lương lập tức biến sắc, hắn vốn cũng không phải kẻ ngu, chỉ là trong lúc quá mức hưng phấn cho nên chưa nghĩ tới chuyện này, bây giờ Hoàng Đan nói ra, hắn lập tức đoán được hậu quả, có không ít thế lực đang nhìn chằm chằm vào Hoàng gia, nếu như biết rõ Hoàng Đan nhận được số tài phú khổng lồ cỡ ấy thì sợ là Hắc Sát giáo cũng sẽ không bỏ qua. Cha, ta nghe nói quan hệ giữa Hắc Sát giáo và Phi Linh Môn cũng không quá tốt. Quan hệ của chúng ta và Dương Quá Tiên sinh sợ là sau này sẽ khiến cho Hắc Sát giáo nghi ngờ rất nhiều, tuyệt đối sẽ âm thầm cản trở Hoàng gia chúng ta, sau này Hoàng gia sẽ có không ít phiền toái, sợ là có khi còn không gượng dậy nổi. Hoàng Đan nói với vẻ lo lắng. Sắc mặt của Hoàng Chí Lương cũng trở nên vô cùng ngưng trọng, những vấn đề này, thân là gia chủ Hoàng gia như hắn đương nhiên là biết rõ hơn ai hết, đây cũng không phải nghiêm trọng bình thường đâu. Đan Nhi, con có chủ ý gì hay không? Hoàng Chí Lương hỏi nữ nhi với vẻ vô cùng ngưng trọng. Cha, người có tin con hay không? Hoàng Đan nghiêm mặt hỏi. Đan Nhi, tất cả đều nghe theo lời con nói, cha đương nhiên sẽ tin tưởng con. Hoàng Chí Lương nói. Hoàng Đan nhìn phụ thân của mình, nói. Cha à, con hy vọng toàn bộ gia tộc sẽ rời khỏi Vạn Hạp Cốc. Cái gì? Hoàng Chí Lương lập tức giật mình. Không ngờ nữ nhi của mình lại có chủ ý này. Chúng ta sẽ chuyển tới địa bàn của Phi Linh Môn, còn nghĩ lục trưởng môn ít nhiều cũng sẽ chiếu cố chúng ta, tới lúc đó, mặc dù hoàng gia chúng ta phải làm lại từ đầu, có thể sẽ tốn ít thời gian, bất quá cũng sẽ tốt hơn ở lại Vạn Hạp Cốc này nhiều, nếu như Phi Linh Môn tiếp tục phát triển thì một ngày nào đó, hoàng gia chúng ta cũng sẽ phát triển mạnh hơn hiện tại gấp chục, gấp trăm lần, chỉ cần Phi Linh Môn không ngã thì hoàng gia chúng ta sẽ không có việc gì. Hoàng Đan nói, trong mắt lóe lên một tia tinh quang. Hoàng Chí Lương do dự trầm mặc một lúc, đây không phải chuyện nhỏ tí nào, đây là chuyện lớn liên quan tới toàn gia tộc, sao có thể quyết định qua loa cho được, sau một lát, Hoàng Chí Lương mới nói. Đan Nhi, cha hiểu rõ ý của con, chỉ là ngươi nên biết, lúc này chúng ta có quyết định cũng vô dụng mà thôi, sợ là sẽ có trưởng lão không đồng ý chuyện này. Cha! Những trưởng lão trong gia tộc có vài người đều là ý vào bối phận mà khoa tay múa chân, căn bản chẳng biết gì hết, nếu như bọn họ phản đối thì cứ để họ tiếp tục ở lại thành Vạn Hạp là được, lúc này chúng ta phải thật quyết đoán, nếu không thì hoàng gia có quá nhiều nguy cơ, sớm muộn gì cũng bị người ta âm thầm áp chế. Hoàng Đan nói, cha hiểu rồi, Đan Nhi con biết nhìn xa trông rộng, cha đồng ý. Sau một hồi do dự thì Hoàng Chí Lương lập tức cắn răng nói. Chính là. Chúng ta không biết phải làm sao để làm thân với Phi Linh Môn. Cha, mọi chuyện cứ giao cho con. Hoàng Đan nói, suy tính trong lòng lúc này chỉ có nàng mới biết được, quyết định của nàng cũng có chút tư tâm ở trong đó. Vị cung phụng này, xin hãy đưa ta tới gặp mặt lục trưởng môn một chuyến có được không? Hoàng Đan đi ra khỏi nội đường, nói với Thanh Hỏa Lão Quỷ. Cái này, Thanh Hỏa Lão Quỷ có chút khó xử, lúc này không có sự phân phó của trưởng môn. Đương nhiên không dám tự ý quyết định, kẻo tới lúc đó bị trưởng môn trách phạt lại không hay. Vị cung phụng này, nếu như ngươi không dẫn ta đi gặp lục trưởng môn thì cái chữ vật giới chỉ này ta không thể nào nhận được, làm phiền ngươi rồi. Hoàng Đan thấy Thanh Hỏa Lão Quỷ do dự thì lập tức nói. Được rồi. Sau một hồi do dự thì Thanh Hỏa Lão Quỷ cũng đành phải gật đầu nói. Tỷ tỷ, muội cũng đi. Hoàng Hân không biết lấy dũng khí ở đâu ra, lập tức lên tiếng. Hoàng hôn, mặt trời lặn về tây, bốn cô gái về tới đình viện với vẻ vẫn chưa thỏa mãn, Lục Lâm Thiên và Tiểu Long đi theo sau lưng, vẻ mặt hốc hác, còn mệt mỏi hơn cả đánh một trận nữa,
trưởng môn, hai vị cô nương của hoàng gia đang chờ trong sảnh, nói là muốn gặp mặt trưởng môn thì mới chịu nhận chữ vật giới chỉ. Thanh Hỏa lão quỷ đứng chờ ở cửa lập tức nói. Hai vị cô nương của hoàng gia, cô nương gì hả? Vân Hồng Lăng lập tức trừng mắt nhìn Lục Lâm Thiên, ánh mắt đầy vẻ hoài nghi. Không có gì cả, bàn chính sự thôi. Lục Lâm Thiên sợ Vân Hồng Lăng sẽ hỏi thêm gì nữa, lập tức nói với Thanh Hỏa lão quỷ. Thanh Hỏa cung phụng, mau đưa ta đi. Hồng Lăng, Lâm Thiên làm chính sự, muội cũng đừng hoài nghi, muội không muốn chuẩn bị thật tốt cho đêm nay sao? Lục Vô Song mỉm cười hỏi nhỏ. Vô Song tỷ, đêm nay gì chứ? Vân Hồng Lăng lập tức cảm thấy xấu hổ, đầu cũng gần cúi tới ngực. Trong phòng, đợi sau khi Lục Lâm Thiên đi tới phòng thì mục quang liền rơi xuống hai đạo thân ảnh xinh đẹp đang ngồi nghiêm chỉnh kia, lập tức mỉm cười rồi nhanh chóng đi vào. Hai nàng nhìn thấy đạo thân ảnh quen thuộc kia đi vào thì lập tức đứng dậy, ánh mắt có chút phức tạp, khẽ cúi người nói. Tham kiến Lục trưởng môn. Hai vị không cần phải khách khí. Lục Lâm Thiên mỉm cười, trực tiếp đi tới ghế chủ vị ngồi xuống, nói. Không biết hai vị tìm ta có chuyện gì hay không? Hoàng Đan nhìn qua vị nam tử vận áo xanh bên trên, lúc này, dường như lại càng hiểu rõ sự chênh lệch giữa mình và đối phương, chỉ cách nhau có vài bước chân, nhưng lại có một khoảng cách rộng vô hình tồn tại. Lục trưởng môn, tiểu nữ có chuyện, muốn nhờ Lục trưởng môn giúp đỡ. Sau khi ổn định tâm tình, Hoàng Đan lập tức nói với Lục Lâm Thiên. À, xin cứ nói. Lục Lâm Thiên nói với vẻ thản nhiên. 5.060 ức kim tệ này, chúng ta không thể nhận được. Hoàng Đan đưa tay lấy cái chữ vật giới chỉ do Thanh Hỏa lão quỷ ra. Đây là thứ ta đã hứa sẽ đưa các vị, hai vị cứ cầm lấy đi. Ánh mắt của Lục Lâm Thiên lóe lên, nói với hai người. Lục trưởng môn, ta vẫn còn lời chưa nói hết. Hoàng Đan nói tiếp. Lục trưởng môn. 5.060 ức kim tệ này chúng ta thật sự không thể nhận được, bất quá ta muốn xin Lục trưởng môn hãy đáp ứng với một điều kiện của ta, dùng 5.060 ức kim tệ này để đổi lấy một câu nói của Lục trưởng môn. Sắc mặt của Lục Lâm Thiên không có chút biến hóa gì, thản nhiên nhìn Hoàng Đan. Hoàng Đan ngẩng đầu lên, bốn mắt nhìn nhau, cũng không chút nhượng bộ, trong ánh mắt lúc này dường như vô cùng phức tạp. Sau một lúc Lục Lâm Thiên liền mỉm cười, nói. Ta không thể hứa trước với ngươi, bất quá chuyện mà ta có thể làm được, đương nhiên ta sẽ đáp ứng. Thực không dám giấu gì, hoàng gia của ta muốn di chuyển toàn bộ gia tộc tới địa bàn của Phi Linh Môn, ta muốn xin Lục trưởng môn đáp ứng một câu của tiểu nữ, chỉ cần một ngày Phi Linh Môn vẫn còn thì hoàng gia cũng vẫn còn, 5.060 ức kim tệ đổi lấy một câu nói kia của Lục trưởng môn, vẫn mong Lục trưởng môn đừng cự tuyệt. Hoàng Đan nói, Lục Lâm Thiên đưa ngón trỏ sờ mũi. Nhìn thấy hai nàng thật sự khiến mình cũng rất kinh ngạc, hoàng gia không ngờ lại muốn di chuyển toàn tộc, nhưng sau khi ngẫm nghĩ kỹ lại thì trong lòng Lục Lâm Thiên cũng đoán được phần nào, vốn quan hệ của mình và hoàng gia chẳng có bao nhiêu, nhưng trong mắt người ngoài thì sợ là không chỉ có như vậy, sau khi mình bại lộ thân phận thì e là quan hệ của mình với hoàng gia sẽ bị Hắc Sát giáo nghi ngờ này nọ, tới lúc đó hoàng gia nhất định sẽ gặp phiền toái, hoàng đan nhất định cũng sẽ nghĩ tới chuyện này. Hoàng gia muốn chuyển cả tộc như vậy nhất định là có liên quan tới mình. Được, chuyện này ta xin hứa với hai người. Sau khi do dự một chút thì Lục Lâm Thiên lập tức mỉm cười, nói. Hoàng Đan cô nương, nếu như cô có hứng thú thì có thể gia nhập Phi Linh Môn của chúng ta, kim đường của Phi Linh Môn ta vừa lúc cũng đang thiếu người, nếu như Hoàng Đan cô nương có thể gia nhập thì đúng là không gì bằng rồi. Ta sẽ gia nhập. Nhìn vào Lục Lâm Thiên, Hoàng Đan không chút do dự. Trong mắt có một tia kinh hỉ lóe qua. Đêm đến, màn đêm bao phủ mọi thứ, cả đình viện đều chìm trong bóng đêm, lúc hai người Hoàng Đan và Hoàng Hân rời đi thì màn đêm đã buông xuống, Lục Lâm Thiên lúc này mới trở về phòng được. Hóa ra là hai vị cô nương, chẳng trách lại lâu như vậy. Trong phòng vang ra một tiếng quát khẽ nũng nịu. Hồng Lăng, Lục Lâm Thiên mỉm cười, cô nương này không ngờ lại ở phòng của mình, mới vừa rồi mình còn đang nghĩ. Cả ba người đều ở đình viện, mình đêm nay nên đi tìm ai mới được đây, tà niệm vừa nổi lên thì cô nương này đã tự chui vào phòng của mình. Sao nàng lại tới đây? Lục Lâm Thiên mỉm cười, lập tức kéo cô nương này vào trong lòng, lúc này có mỹ nhân trong lòng, Vân Hồng Lăng trước sau lồi lõm, thân hình lung linh mê người, song phong đầy đặn dán sát vào ngực, trên người nàng phát ra một hương thơm nhàn nhạt, từng chút khơi gợi tà niệm bên trong Lục Lâm Thiên, nói nhỏ.
Hồng Lăng, nàng càng ngày càng đẹp. Tiếng thì thầm ngay bên tai khiến cho Vân Hồng Lăng cũng xấu hổ vô cùng, nói nhỏ. Chàng lại nói mấy lời ngon ngọt rồi. Ta thề đây là sự thật, Lăng Nhi của ta chính là nữ tử hiếm đặc biệt trên đời này. Lục Lâm Thiên nghiêm mặt nói, lời này mặc dù nghe qua có vẻ như đang ngon ngọt dụ dỗ, nhưng lúc này Lục Lâm Thiên thật sự nói thật, tư sắc của Vân Hồng Lăng đúng là rất hiếm có. Lời vừa dứt, thì Lục Lâm Thiên càng ôm chặt thân hình linh lung gợi cảm kia vào trong lòng, vẻ thẹn thùng và dịu dàng hiếm có của Vân Hồng Lăng lúc này càng khiến cho toàn thân Lục Lâm Thiên nóng lên như có lửa đốt. Chàng là sắc phôi. Vân Hồng Lăng đột nhiên trừng mắt nhìn Lục Lâm Thiên một cái, tim thì cứ đập loạn thình thịch, toàn thân bủn rủn không còn chút khí lực nào hết, hóa ra chính là vì cảm nhận được thứ nóng rực nào đó đang chạm tới bụng dưới của mình, đã sớm trải qua chuyện nam nữ, chỉ cần nghĩ qua một cái, đương nhiên biết rõ đây là thứ gì, gương mặt xinh đẹp càng thêm kiều diễm hơn nữa. Háo sắc với lão bà của mình là chuyện thiên kinh địa nghĩa mà. Lục Lâm Thiên cười hắc hắc, lập tức ôm lấy thân thể xinh đẹp kia chặt hơn nữa. Vân Hồng Lăng xấu hổ muốn giãy ra, nhưng lại bị Lục Lâm Thiên ôm chặt hơn nữa, ngay cả thứ xấu xa kia cũng càng thêm cứng rắn, cứ chọc chọc vào bụng dưới. Vân Hồng Lăng rên khẽ một tiếng, mặt nóng như lửa đốt, toàn thân khẽ run lên, ngay cả sức để hô hấp cũng không còn, sụi lơ ngã dựa vào lòng của Lục Lâm Thiên, hai người đã sớm trải qua chuyện nam nữ, cũng đã có hôn ước, cho nên cũng không có gì bất tiện. Lục Lâm Thiên cũng không nhịn được nữa. Hai tay của hắn lập tức lần mò lên sờ nắn thân thể mềm mại kia, tuy cách một lớp quần áo, nhưng vẫn có thể cảm nhận được da thịt nhẵn nhụi và bóng loáng của Vân Hồng Lăng. Chàng là đồ hư hỏng. Vân Hồng Lăng tựa sát đầu lên ngực Lục Lâm Thiên, hai mắt ướt sũng liếc nhẹ Lục Lâm Thiên một cái, trên mặt xấu hổ đỏ ứng, cái miệng nhỏ khẽ nhếch, thổ khí như lan. Lục Lâm Thiên chậm rãi vuốt ve lưng ngọc của Vân Hồng Lăng, tay vói vào bên trong quần áo. Một cảm giác non mịn bóng loáng như tơ lụa truyền tới từ đầu ngón tay, da thịt trong suốt như nước, nhẵn nhụi trơn bóng như ngọc, vừa sờ nhẹ một cái lập tức cảm giác được vô cùng sảng khoái, tay bắt đầu di chuyển, nháy mắt đã sờ tới vòng eo nhỏ nhắn của Vân Hồng Lăng. Toàn thân của Vân Hồng Lăng run lên, chỉ khẽ run rẩy một hồi thôi, sắc mặt lại càng đỏ hơn nữa, đôi môi tiên diễm hơi hé, trong mũi hừ nhẹ một tiếng, có một loại khí tức nóng hổi như lửa đốt, nhanh chóng thiêu đốt cả người nàng lên. Một loại cảm giác kỳ lạ khó hiểu nhanh chóng lan ra toàn thân, hai mắt ngập nước, trên mặt là một mảnh đỏ ứng lạ kỳ, ngơ ngác nhìn Lục Lâm Thiên một cái, đôi môi mọng đỏ hơi hé ra, nói nhỏ. Đồ xấu xa nhà chàng còn hành hạ thiếp. Trong lòng của Lục Lâm Thiên liền rung lên, biết rõ Vân Hồng Lăng đã bị mình upsilon, lập tức ôm chặt người ngọc vào trong ngực, cảm giác được song phong cao ngất kia đè sát vào mình, cảm giác mềm mại trơn nhẵn truyền tới từ dưới lớp y phục. Bụng dưới lại càng cảm thấy nóng rực khó chịu hơn nữa, cúi đầu hôn lên đôi môi đỏ mọng kia. Vân Hồng Lăng không hề giãy giụa kháng cự gì, trực tiếp nồng nhiệt đón chào và hùa theo, mặc Lục Lâm Thiên muốn làm gì thì làm. Hai đôi môi kề sát, khiến cho hô hấp của Lục Lâm Thiên ngày càng nặng nề hơn, nụ hôn thật sâu, tham lam em mở upsilon tê hết nước bọt thơm ngọt trong miệng của nàng, thân thể của Vân Hồng Lăng lúc này cũng tê dại đến mềm nhũn, toàn thân trên dưới đều run rẩy không ngừng. Cảm giác khẩn trương và hưng phấn đan xen cùng nhau. Tiểu tặc, thiếp muốn. Sau một lát, trong ánh mắt sũng nước của Vân Hồng Lăng mang theo khát vọng, mở miệng nói với Lục Lâm Thiên, toàn thân đều đỏ ửng hết cả lên. Lục Lâm Thiên lúc này quả thật như nhận được ký cực lớn, lập tức ôm lấy Vân Hồng Lăng lên giường, chỉ sau một lát, lập tức có một thân thể trắng nõn nà như ngọc với những đường cong lả lướt liền xuất hiện trước mắt Lục Lâm Thiên, kiều khu linh lung này tản ra diễm quang mê người. Mái tóc đen nhánh mềm mại xóa tung ở trên giường. Đôi môi nhỏ nhắn hồng nhuận càng thêm mê người. Đôi nhũ phong trắng nõn như tuyết, mềm mại nõn nà mà lại có chút hồng tươi, vừa đầy đặn, vừa mịn non, lại cao ngất săn chắc trước ngực, khiến cho người ta thèm nhỏ dãi. Cái bụng trơn nhắn, bên dưới một chút có thảm rậm, mảnh mai mềm mại như cỏ xanh, dung nhan tuyệt mỹ, ngũ quan tinh xảo, bộ ngực cao ngất đầy đặn, mỗi một tấc trên thân thể đều tản ra khí tức mê người. Khí tức này trong trẻ trung còn mang theo sự hấp dẫn vô tận, ngay lập tức, bên trong phòng ám hương phù động, xuân quan kiều diễm. Lúc này, cả hai người đều có thể cảm nhận được cơ thể nóng bỏng của đối phương, cùng nhau phát ra thanh âm khao khát, đấy là sự khao khát nguyên thủy nhất trong cơ thể. Sau khi thuần thục cởi sạch quần áo ra, cự long ngẩng đầu bấy lâu rốt cuộc cũng đặt ngay miệng đào nguyên kiều nộn. Lục Lâm Thiên lập tức thẳng lưng,
Độc Long nháy mắt liền thuận thế tiến vào. Trên trời cao, màn đêm bao phủ, ánh trăng cũng nép mình trốn sau mây, tựa như không đành lòng nhiễu loạn sự yên lặng của đêm xuân quang vô hạn này. Thời gian chậm rãi trôi qua, một đêm không có gì đặc biệt xảy ra, lúc gió sớm thổi qua, bất chi bất giác mà chỉ qua một đêm thì đã tới mùa đông rồi. Bên ngoài đình viện, ba người Lục Vô Song, Vân Hồng Lăng, Lữ Tiểu Linh chia tay Lục Lâm Thiên, ai nấy đều bịn rịn không nỡ rời. Tiểu tặc, thiếp không muốn trở về, thiếp muốn ở lại bên cạnh chàng. Vân Hồng Lăng lôi kéo cánh tay của Lục Lâm Thiên, hôm nay mọi người ở Vân Dương Tông đều phải lên đường trở về Vân Dương Tông, nàng cũng phải trở về cùng. Nhà đầu ngốc, ta nói rồi, lần này ta sẽ tới Vân Dương Tông nhanh thôi. Lục Lâm Thiên nói. Mỗi lần chàng đều nói như vậy, ai biết phải đợi bao lâu. Vân Hồng Lăng chua môi nói. Lần này là thật đó. Lục Lâm Thiên nói với vẻ cam đoan. Hồng Lăng, chúng ta về trước đi, lần này Lâm Thiên nhất định sẽ tới Vân Dương Tông nhanh thôi. Lục Vô Song nói. Sau một hồi cam đoan, Vân Hồng Lăng mới chịu rời khỏi. Cuối cùng Lục Lâm Thiên đưa hai nàng tới đình viện của đám người Vân Dương Tông, sau khi hàn huyên riêng với Vân Tiếu Thiên một lát thì lại tiếp tục hàn huyên cùng sư phụ. Lát sau, chúng cường giả của Vân Dương Tông mới lục tục rời đi, khi Vân Hồng Lăng và Lục Vô Song rời đi thì mắt ai cũng ướt át, lưu luyến không rời, chỉ mới gặp nhau có một chút ngắn ngủi mà đã phải xa nhau rồi. Trong lòng Lục Lâm Thiên cũng có chút chua xót, mặc dù không nỡ, chỉ là thời gian tới mình vẫn còn rất nhiều chuyện phải làm. Tới lúc đó tới Vân Dương Tông rồi thì có thể bỏ thêm thời gian ra ở cùng cả hai nàng nhiều hơn. Sau đó lại đưa Lữ Tiểu Linh tới đình viện của Linh Thiên Môn xong, Lữ Tiểu Linh cũng không nỡ rời đi, Lữ Chính Cường và Lư Khâu Mỹ Vi nói vài câu với Lục Lâm Thiên, dặn dò hắn làm việc cẩn thận, nhất định không thể chủ quan. Cuối cùng nhìn mấy người của Linh Thiên Môn rời đi rồi, Lục Lâm Thiên và Tiểu Long mới trở về đình viện của Phi Linh Môn. Lâm Thiên, khi nào thì chúng ta đi? Trong đình viện, Sát Phá Quân hỏi. Sư huynh, đệ bế quan vài ngày rồi lại đi. Lục Lâm Thiên nói xong, lập tức lấy một cây búa linh khí màu trắng ra đưa tới trước mặt Sát Phá Quân, nói. Sư huynh, phá băng này không biết huynh dùng có hợp hay không? Vũ linh khí địa cấp,